Hắn vốn là một thiếu niên nghiện mạng mức độ nặng, tỉnh dậy sau một giấc ngủ vậy mà lại xuyên không đến cổ đại. Ngay lúc hắn nhận ra điều bất thường, nha đầu ở ngoài cửa cầm một bức tranh chân dung xông vào. "Thiếu gia mau xem, tranh chân dung mà đại sư vẽ cho ngài được đưa đến rồi. Vị thiếu gia đệ nhất Đại Minh đúng là phong lưu phóng khoáng ngọc thụ lâm phong." Đại Minh nghe đến đây hắn mới nhận ra, lẽ nào hắn xuyên không rồi. Nhìn thấy nội thất bên cạnh giống hoàn toàn với đồ cổ trong cố cung, không ngờ hắn cũng có ngày đổi đời. Lại thêm hắn là độc giả trung thành của quyển sách Những Câu Chuyện Về Triều Minh, hắn đối với những chuyện xảy ra vào Triều Minh càng là rõ như lòng bàn tay. Ngay lúc hắn chuẩn bị ở thời đại này phát huy tài năng, chỉ thấy nha hoàn hai hàng nước mắt rơi xuống. Hắn còn chưa nhận ra là chuyện gì, đột nhiên ở cửa xuất hiện ba tên hòa thượng cường tráng xông vào trong. Hắn nhìn thấy khí thế đó ngay lập tức đứng hình, ngay sau đó lập tức bị mấy người bọn họ đè xuống giường. Ngay lúc đó, ngoài cửa truyền vào Lý Thời Chân đến, ngoại tôn cữu công đến rồi, chỉ thấy ông ta chậm rãi bước về phía hắn. Ngay sau đó, trong tay xuất hiện một cây kim bạc, hắn lập tức bị dọa câm nín ngu người. Ông muốn làm gì hắn? Chỉ thấy vị cữu công kia của hắn cười mà nói, yên tâm, chỉ là đâm khoảng 500 kim. Sau đó liền xuất hiện rất nhiều vũ nữ bắt đầu nhảy múa, trong bản thảo cương mục có ghi chép khám bệnh như vậy sao? Người đời sau sao lại thất truyền rồi, đây đúng là đau đớn nhưng lại vui vẻ. Ha ha, phương thuốc của ông ta là muốn lưu danh muôn thở tạo phúc cho toàn loài người, bệnh nhỏ vặt vãnh như ngươi, quá là đơn giản. Sau khi sinh sống ở đây mấy ngày, hắn cuối cùng đã hiểu ra. Mấy ngày này sau khi quan sát, hiện tại là triều Đại Minh Chu Nguyên Chương đang tại vị. Khối thân thể này là của con trai độc nhất của danh tướng khai quốc Đại Minh Tào Quốc Công Lý Văn Trung, Lý Cảnh Long. Chính là tên phá gia chi tử số 1 kinh thành ăn chơi lêu lổng, ngũ độc có đủ. Hắn chỉ cần tỏ ra bình thường một chút, liền sẽ bị cho là lên cơn điên. Để không bị coi là tên điên, hắn chỉ có thể làm tên phá gia chi tử. Lúc này thị nữ ở ngoài cửa bước vào trong. Thiếu gia, ngài nên uống thuốc rồi. Hắn vội vàng kêu nàng ta đi ra. Hắn khỏe rồi không cần uống thuốc nữa. Thuốc này là đại cữu công tự mình kê đơn, cần nàng ta đích thân bón cho thiếu gia uống mới được. Hắn nghe xong liền đoạt lấy bát thuốc, lập tức uống cạn, khóc mà nói rằng mùi vị này thật tuyệt vời, lần sau không cho phép đưa đến nữa. Chỉ nhìn thấy thị nữ khẽ mỉm cười, ngay sau đó đi về phía hắn, nói rằng muốn vỗ lưng cho hắn. Hắn nào đã gặp qua tình huống này, bị dọa đến nỗi máu mũi lập tức phun ra ngoài. Hắn vì để chắc chắn, tìm nha đầu thân cận để hỏi về tính cách lúc trước của mình. Thiếu gia, ngài từ nhỏ đã là tên tiểu háo sắc đó, ngài có phải lại phát bệnh rồi không? Hắn nghe thấy bỗng cạn lời, xem ra hắn không thể thay đổi quá nhanh, cần phải sử dụng chiến thuật vòng vo mới được. Do đó hắn liền nghiêm túc nói, A Lưu, ngươi có ước mơ không? Ước mơ là đồ ăn à? Không phải, ước mơ chính là điều sau này ngươi muốn làm, muốn trở thành người như thế nào. Vậy nàng ta hiểu rồi, nàng ta sau này muốn làm một vị đại hiệp, hành hiệp trượng nghĩa, trừ bạo an dân. Thế là hắn liền lừa bịp giúp nàng ta theo đuổi ước mơ. Nhưng mà sau này hắn làm việc, đại hiệp A Lưu cũng phải giúp đỡ nhiều nhé. Đó là điều đương nhiên, thiếu gia bây giờ muốn làm gì thế? Để có thể thực hiện ước mơ của nàng ta tốt hơn, hắn muốn làm một việc lớn. A Lưu liền nhắc hắn về việc lớn mà hắn làm lúc trước. Hắn nghe xong ngay lập tức phun ra ngụm trà trong miệng. Im miệng, không cần nhắc lại những chuyện lúc trước đó với hắn nữa. Thiếu gia, ngài đột nhập vào khuê phòng của nữ nhi hộ bộ thượng thư, ra ngoài còn đặt cho Lâm Thiên Kim một biệt danh, việc này còn chưa xong đâu. Sau chuyện đó, bị người của Lâm Phủ đuổi theo chạy khắp đường lớn, thiếu gia bây giờ muốn làm việc lớn sợ không phải là thời cơ tốt. Người của Lâm Phủ đã đứng đợi ở ngoài cổng mấy ngày nay rồi. Ngươi nói cái gì? Hắn lúc trước vô liêm sỉ như vậy, nhưng điều này cũng thể ngăn cản quyết tâm làm việc lớn của hắn. Ngay sau đó liền thấy một tên gia đình đến báo cáo. Thiếu gia, không hay rồi, người của Lâm gia xông vào đây rồi. Hắn vốn cho rằng Lâm gia là hàng xóm đến mượn muối, được A Lưu nhắc nhở mới biết người đến chính là hộ bộ thượng thư Lâm gia. Lúc này bên ngoài có người hét lớn, Lý Cảnh Long, lăn ra đây cho hắn, lại dám trêu ghẹo đến trên người tỷ tỷ của hắn. Xem Lâm phóng hắn hôm nay không phế ngươi không được. Hắn nghe thấy liền dẫn theo A Lưu đi xem tình hình. Chỉ thấy người bên ngoài ở trong đại viện nhà hắn thấy cái gì là đập cái đó. Hắn vừa nhìn quả nhiên là đến báo thù thật. Ngay sau đó Lâm phóng liền lập tức xông đến. Ngươi muốn hắn lập tức đem ngươi đốt tế trời hay muốn từng miếng thịt của ngươi bị cắt xuống cho chó ăn? Hắn còn tưởng vừa mới xuyên không liền phải lãnh cơm hộp rồi, lúc này sự việc xảy ra bước ngoặt. Lão đại, đừng tức giận, để hắn diễn kịch lừa gạt người trong nhà đi. Hắn ngay lập tức lại bị thao tác của hắn ta làm choáng váng. Đại ca, nếu như lần này hắn không giả vờ ra mặt cho tỷ tỷ hắn, vậy thì tiền tiêu vặt sau này của hắn có thể không còn nữa. Hắn nghe thấy một quyền đấm vào mặt Lâm Phóng, người hầu ở một bên đều bị dọa đến toát mồ hôi đầy mặt. Ngay lúc hắn đang đắc ý, Lâm Phóng đột nhiên đứng dậy, ngay tức khắc giận sôi gan, dọa đám hạ nhân đứng bên cạnh sợ đái ra quần. Hỏng rồi, Lâm thiếu gia tức giận rồi, Lâm thiếu gia nổi danh tính khí nóng giận ở đế đô. Không ngờ sự việc ngay sau đó lại xảy ra chuyển biến. Một tên thư sinh nho nhã yếu ớt đánh dã man kinh thành ác thiếu, mà hắn ta không những không tức giận, ngược lại còn nhận hắn làm đại ca. Lão đại, bên ngoài nói sau khi huynh tỉnh lại thì biến đổi lớn, huynh quả nhiên vẫn là vị lão đại bá khí ngang ngược kia của hắn. Hắn nghe xong càng thêm tức giận, ngươi ngang ngược, cả nhà ngươi đều ngang ngược. Sau đó hắn liền gọi Lâm Phóng vào trong phòng uống trà, nhưng Lâm Phóng lại vừa ý một tiểu muội muội mới 3 tuổi ở trong phủ.
Hắn nghe thấy lập tức cạn lời, một ly nước nóng ngay lập tức đổ lên đầu Lâm Phóng, sau đó liền vang lên một hồi tiếng kêu thảm thiết. Đại ca, xuống tay quá nặng rồi, lông đều cong cả rồi. Được rồi, nói chút chuyện chính với huynh vậy. Đại ca, chỗ của tỷ tỷ hắn huynh không thể đến nữa. Hắn nghe xong đặt ly nước xuống, chuyện bọn hắn cần bàn là mối làm ăn lớn. Lâm Phóng nghe xong đứng hình, còn cho rằng là loại làm ăn kia trong tưởng tượng. Hắn nghe thấy vô cùng giận dữ, không phải những thứ mà đệ nghĩ đến. Đại ca, mối làm ăn lớn mà huynh nói năm ngoái chính là dẫn hắn đi ăn mặn. Hắn gắng gượng ở trong nhà nghỉ ngơi cả tháng mới có thể ra ngoài. Vụ làm ăn lớn năm trước nữa chính là một nhóm vũ cơ mới đến. Những vụ làm ăn lớn lão đại dẫn theo hắn thì nhiều lắm, chỉ là không có kiếm được tiền đủ rồi. Không cần nói nữa, mối làm ăn lớn lần này hắn nói là làm một phen sự nghiệp, là loại kiến công lập nghiệp, danh tiếng lưu muôn đời kia. Lâm Phóng vừa nghe danh tiếng lưu muôn đời, còn cho rằng Lý Cảnh Long muốn dẫn theo hắn làm một nhân vật phong lưu thiên cổ. Xem ra suy nghĩ của Lâm Phóng không thể cứu chữa được, là đại ca hắn có lỗi với đệ. Không nghiêm chỉnh là đại ca dẫn dắt hắn, vì hắn mở ra cánh cửa lớn của thế giới mới, có chuyện lớn cần dốc lòng dốc sức gì, đừng khách sáo, đều hướng vào hắn đi. Đệ cái tên không cần mặt mũi này, đệ cho rằng hắn dẫn đệ đi dạo thanh lâu sao? Hắn chính là muốn dẫn đệ đi phát tài. Lâm Phóng vừa nghe đến sắp phát tài, ngay lập tức hai mắt phát sáng. Hắn nói làm việc lớn hắn ta không có hứng thú, nói phát tài hắn ta ngay lập tức có hứng rồi. Huynh không biết cha hắn ki bo như thế nào đâu, tiền tiêu vặt mỗi tháng còn không đủ vào quán ăn, lần nào cũng bị mấy tên nhóc đó cười nhạo. Chỉ cần đệ đi theo đại ca hắn làm việc, đừng nói là vào quán ăn, mua cho đệ tử lầu cũng được. Vậy hắn đương nhiên muốn làm, đại ca có cách nào? Cần hắn làm gì? Hắn nghe xong liền đưa ra ý tưởng cho Lâm Phóng. Như vậy có thể được sao? Nhất định được, đại ca hắn có khi nào lừa đệ chứ? Được rồi, chuyện phát tài cứ làm theo như cách hắn nói. Đệ trở về, phải tích góp tiền, càng nhiều càng tốt, bọn hắn cần khoản tiền bắt đầu đầu tư. Nhưng mà lão đại, huynh gần đây có thời gian làm những chuyện này sao? Đừng nghi ngờ quyết tâm phát tài và làm việc lớn của hắn. Nhưng mà lão đại, chuyện của tỷ tỷ hắn, cha hắn nhất định sẽ tìm huynh đòi một lời giải thích. Cái gì? Ông ta chẳng lẽ còn muốn đánh gãy chân hắn sao? Vậy thì không đâu, nhưng mà có thể còn tàn nhẫn hơn là đánh gãy chân. Cha đệ không lẽ nào là hòn đá ngáng chân trên con đường phát tài của bọn hắn sao? Đệ mau đi giúp hắn giải quyết ổn thỏa, hắn không có bản lãnh đó đâu. Cha hắn muốn đem lão tỷ của hắn gả cho huynh. Hắn còn tưởng rằng vận đào hoa của hắn sắp đến rồi, trong lòng vô cùng đắc chí. Lão đại từ khi nào trở nên ngây thơ như thế? Trên người huynh không phải vẫn còn hôn ước sao? Hắn nghe xong liền sững người, cái gì? Hắn có vợ? Từ lần trước sau khi hắn đánh Lâm Phóng một trận, hắn ta không chỉ nhận hắn làm đại ca, còn muốn gả tỷ tỷ cho hắn. Hắn còn tưởng vận đào hoa của hắn đến rồi, không ngờ hắn vậy mà lại có hôn ước trên người. Sau đó liền đi hỏi nha đầu thân cận kia của hắn. A Lưu, ngươi biết hôn ước kia của hắn rốt cuộc là chuyện như thế nào không? Hôn ước của thiếu gia là Thái Tôn đích thân làm mai cho, đối phương là nữ nhi Phương Thi Thi của thầy Thái Tôn Phương Hiếu Nho. Nghe nói Phương tiểu thư tài năng văn học kiệt xuất, ngay cả rất nhiều nam nhi cũng không theo kịp. Nữ nhi của Phương Hiếu Nho, dung mạo có xinh đẹp không? Hắn đã gặp qua nàng ta chưa? Thiếu gia gặp qua một lần rồi, Phương tiểu thư quả thực xinh đẹp. Ngay lúc hắn đắc ý rằng vị hôn thê của hắn là một mỹ nương tử, ngay sau đó lại khiến hắn ngạc nhiên rớt cả cằm. Cái gì? Ngươi nói hắn lần đầu tiên gặp nàng ấy đã bị nàng ấy đánh rồi, còn hoàn toàn không thể chống trả lại. Đúng vậy, chuyện này cả nước đều biết đấy. Bị lão bà đánh đến nỗi nổi tiếng cả nước, hắn không muốn có tiếng tăm như vậy. Lão bà như vậy có đẹp hơn nữa cũng không thể lấy a. Thiếu gia không được đâu, cha nàng ấy là Phương Hiếu Nho đó, là người đứng đầu văn đàn hiện nay. Đợi đã, cái tên này có hơi quen thuộc, hắn nhanh chóng nhớ ra người này ở Triều Minh. Phương Hiếu Nho, Hàn Lâm học sĩ Triều Minh, bởi vì ủng hộ kiến văn đế cắt giảm đất phong của Phiên Vương, bị Yên Vương Chu Lệ đoạt ngôi Chu Di 10 tộc. Thôi rồi, tên Phương Hiếu Nho này rõ ràng là hàng bỏ đi mà. Lão tử không muốn cưới nữ nhi của ông ta. Hắn quyết định rồi, hắn muốn từ hôn, thiếu gia không được đâu. Đây là mối hôn sự Hoàng Thái Tôn đích thân hứa hôn. Hoàng Thái Tôn là ai? Hoàng Thái Tôn chính là cháu trai mà đương triều Minh Thái Tông Chu Nguyên Chương yêu thương nhất, chính là Chu Doãn Văn đó. Lão tử muốn xuống xe, đây không phải là xe đi nhà trẻ. Chu Doãn Văn và Phương Hiếu Nho sẽ bị Yên Vương Chu Lệ giết ngược lại đó. Chắc chắn là đồng đội ngu, hắn không muốn ở cùng đám đồng đội ngu như vậy. Hắn phải tìm cha để từ hôn, thiếu gia, không được đâu. Lúc này gia đình ở ngoài cửa truyền lời, lão gia về nhà rồi. Hắn nghe thấy sửng sốt, cái gì, lão gia, cha hờ, Chu cửu tộc đó, cứu mạng với. Lúc này cha của hắn còn đang hỏi gia đình gần đây sức khỏe của hắn như thế nào, nghe gia đình nói hồi phục rất tốt liền đến thăm hắn. Vừa nghe rằng hắn muốn từ hôn ngay lập tức vô cùng kinh hoàng, thôi rồi, quá bốc đồng rồi. Chắc không khiến ông ấy nhận ra hắn không phải là nhi tử của ông ấy chứ. Ngay lúc hắn còn đang lo lắng, cha của hắn đẩy cửa bước vào. Tên khốn kiếp từ đâu đến, ông ta sao lại có một nghịch tử như con, không phải thật sự nhận ra rồi chứ. Vậy hắn ở Minh Triều, chỉ có thể vừa mới đăng nhập tài khoản liền đi tong rồi. Ngày thường con gây chuyện thì không nói, gần đây còn dám đi trêu chọc nữ nhi của hộ bộ thượng thư Lâm Đại Nhân. Hắn vừa thấy ông ta hình như không nhận ra hắn, liền quỳ xuống chuẩn bị nhận lỗi. Gia đình ở ngoài cửa đều cho rằng lần này hắn phải mất nữa cái mạng.
không nghĩ rằng ngay sau đó người cha kia của hắn lại quỳ xuống trước hắn. Nhi tử, có phải con lại phát bệnh không? A Lưu mau mời đại phu đến. Gia đình ở ngoài cửa ngay lập tức phun ra một ngụm máu. Thiếu gia lúc trước đừng nói là quỳ xuống trước lão gia, không cưỡi lên đầu lão gia đã xem như là tâm trạng tốt rồi. Hắn nghe xong sợ đến nỗi mặt đổ đầy mồ hôi lạnh. Lúc trước hắn khốn kiếp đến vậy sao, còn bắt nạt cả cha già của mình. Lúc này cha của hắn ngồi không yên nữa, A Lưu còn đợi gì nữa? Mau đi mời đại phu, tên này không phải là nhi tử trước kia của ông ta. Thì ra tên cha hờ này của hắn cũng là người cuồng nhi tử, xem ra không thể khách khí với ông ta. Hắn nhanh chóng thay đổi ngữ khí, cho dù là ông quỳ xuống với hắn cũng phải từ hôn. Không từ hôn, ông cũng không thể làm cha hắn nữa. Cha già kia của hắn nghe xong lại mừng đến chảy nước mắt. Đúng là con trai phá gia chi tử của ông ta. Hắn trong chốc lát bị dọa đến câm nín ngu người rồi. Việc cha quỳ xuống với nhi tử tự nhiên như vậy sao? Ngày hôm sau, hai người bọn họ đến thư phòng bàn luận chuyện này. Từ khi mẹ con mất, ông ta đem tình yêu đối với bà ấy đều đặt vào trên người con. Quá mức sủng ái, đến nỗi con biến thành bộ dáng như bây giờ. Còn hắn thì lúc này trong lòng nhất định bắt buộc phải từ hôn, vậy mới không bị lộ tẩy. Ngay lúc lão phụ thân kia của hắn vẫn đang kiên nhẫn từ ái chỉ dạy hắn đứng phắt dậy, trực tiếp đem một ly nước đổ xuống. Nhi tử, con xuống tay nhẹ chút, cô nương Phương Thi Thi kia xinh đẹp như hoa, rốt cuộc là không hài lòng chỗ nào vậy? Vì đứa cháu ngoan của Lý gia ông cần phải tìm được một người con dâu có học thức như vậy mới được. Hơn nữa đây là do Hoàng Thái Tôn làm mai, mặt mũi của ông ta có đáng tiền mấy cũng không thể đi vào mặt của Hoàng Thái Tôn được. Hắn nghe thấy liền cho ông hắn một liều thuốc mạnh, bớt nói nhảm lại. Cha không từ hôn thì nhà bọn hắn sẽ đoạn tử tuyệt tôn nó. Sau đó liền đạp cha già xuống đất đánh một trận dã man, miệng thì nói lão tử muốn từ hôn. Được, cha già hắn không đếm xỉa gì nữa, bây giờ liền đi tìm Hoàng Thái Tôn từ hôn. Ngay vào lúc này, một vị công tử ăn mặc hoa lệ bước vào trong. Ai vậy, cứ tùy tiện vào nhà người khác như vậy? Cái đồ không có giáo dục. Ngay sau đó liền nghe thấy, Cảnh Long, mấy ngày không gặp, không ngờ ngươi lại xa lạ như vậy rồi. Hắn là Hoàng Thái Tôn Chu Doãn Văn đây. Nghịch tử, sao lại dám bất kính như vậy với Hoàng Thái Tôn? Sau đó cha già của hắn liền muốn hắn quỳ xuống, trong lòng hắn nghĩ không cần khách khí với những người này. Cha hắn cũng không quỳ, vì sao phải quỳ trước một tên trẻ tuổi? Sau đó liền thấy cha hắn phun ra một ngụm máu. Lúc này Chu Doãn Văn từ ngoài cửa bước vào trong, vừa hay nghe được chuyện hắn muốn từ hôn, chỉ thấy hắn ta chậm rãi ngồi yên vị. Tào Quốc Công không cần như vậy, Cảnh Long lớn lên cùng với hắn, ở trong phủ đệ riêng tư cũng không cần nhiều lễ tiết như vậy. Tên nghịch tử này thật khiến ông ta vô cùng lo lắng, đa tạ Hoàng Thái Tôn khoan hồng. Nhưng mà hắn vừa mới nghe nói Cảnh Long muốn từ hôn, đây là muốn vả vào mặt hắn sao? Chỉ thấy cha già của hắn ủ một tiếng quỳ xuống đất. Hoàng Thái Tôn, Cảnh Long không có ý đó, nghịch tử còn không mau nhận tội. Hắn lúc này nắm chặt tay lại, trong lòng nghĩ tuyệt đối không thể thỏa hiệp, nếu như cưới nữ nhi của Phương Hiếu Nho rồi, đợi Yên Vương tấn công vào Nam Kinh thành thì phải hát một khúc thê lương rồi. Năm 1398 Kiến Văn Đế Chu Doãn Văn kế vị, nhưng mà Yên Vương Chu Lệ sau cuộc chiến tranh giành hoàng vị tung tích không rõ, là một vị chủ tử sắp toi đời rồi, tuyệt đối phải tránh xa hắn ta ra. Sau đó hắn liền nghiêm túc nói, Hoàng Thái Tôn nói không sai, cho dù là vả vào mặt ngài hắn cũng muốn từ hôn. Nghịch tử, cái tên nghịch tử này, xem ra ngươi không thèm để Hoàng Thái Tôn hắn vào mắt. Lịch sử nói rằng Chu Doãn Văn là một người khá ôn hòa, không phải là giả đó chứ. Ngay sau đó thấy hắn ta khẽ mỉm cười, bọn hắn là huynh đệ, muốn từ hôn cũng không phải là không thể thương lượng. Vị cha già kia của hắn nghe thấy xém chút thì lên cơn đau tim. Có thể từ hôn thật sao? Vậy thì cảm ơn Hoàng Thái Tôn nhiều nhé. Mọi chuyện đều có thể thương lượng, nhưng mà ngươi phải đồng ý một điều kiện của hắn ta mới có thể suy nghĩ đến chuyện từ hôn. Hắn nghe thấy ngồi trên ghế run cầm cập, quả nhiên không phải là chuyện đơn giản như vậy. Người của hoàng tộc có lúc nào làm ăn thua lỗ chứ? Do đó hắn liền hỏi hắn ta có điều kiện gì. Chuyện là như thế này, tháng sau là sinh nhật của ông nội hắn, cần có thể khiến ông nội hắn vui vẻ, việc hôn sự này hắn cho ngươi tự quyết định. Hắn còn tưởng là vì công nghệ tối tân gì, chuyện này đơn giản hơn đạn nguyên tử nhiều. Vì vậy hắn ngay lập tức đồng ý, trong lòng nghĩ dù sao bọn hắn có tiền, tổ chức một bữa tiệc hồ bơi gì đó, không biết mấy tên cổ đại quê mùa này có chịu nổi không. Được, vậy Hoàng Thái Tôn hắn đợi tin tức tốt lành từ ngươi, nói xong liền dẫn người hầu rời đi. Ngay sau đó cha già kia của hắn liền cầm một cái ly đập tới. Ông ta đánh chết con tên nghịch tử này, sao lại đánh con? Ông nội của Hoàng Thái Tôn chính là đương kim Minh Thái Tổ, chuyện này con cũng dám đồng ý sao? Hắn nghe xong đứng hình, Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương nổi tiếng với thủ đoạn tàn nhẫn. Cha, cho dù là tặng lễ vật cho Thái Tổ, cũng không đến nỗi rơi đầu chứ, con rất hiểu tính tình của Thái Tổ sao? Con có biết quan lại tham ô 100 đồng liền bị Thái Tổ hạ chỉ xử tử rồi không? Con tặng lễ vật quá đắt tiền, đồng nghĩa với việc thừa nhận nhà bọn hắn tham ô tiền. Vậy thì tặng món nào rẻ một chút thôi, tặng món quà rẻ tiền còn cần Hoàng Thái Tôn đến nhờ con sao? Lúc này mới phản ứng kịp, tên tiểu tử Chu Doãn Văn này gài bẫy hắn. Bây giờ phải làm sao đây chứ, ông ta cũng rất tuyệt vọng. Lúc này một đám vũ cơ từ ngoài cửa xông vào. Lão gia thiếu gia, xem điệu múa bọn họ mới nghĩ ra đi. Lúc này làm gì có tâm trạng mà xem những cái này, lúc này hắn đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó. Có cách rồi, cha già kia của hắn ngay lập tức mừng đến rơi nước mắt. Có cách nào vậy?
Trong phủ có nhiều mỹ nữ như vậy, con muốn nghĩ ra một điệu múa mới tặng thái tổ làm lễ vật. Cha già kia của hắn ở phía sau nhắc nhở. Thái tổ không thích nữ sắc, trước giờ chỉ sủng một mình Mã hoàng hậu. Hắn nghe thấy đột nhiên cảm giác như sấm sét giữa trời quang. Cha già kia của hắn cũng lao vào lòng hắn mà khóc lớn. Ông ta chỉ có một nhi tử là con, ông ta không muốn Lý gia hắn tuyệt hậu đâu. Cha ơi, nếu như hoàng thượng muốn chém đầu, không phải sẽ chém đầu cả nhà sao? Đúng rồi, sao ông ta lại nghĩ đến, đúng cái đầu ông á. Nói như vậy bọn hắn chết chắc rồi. Ngày hôm sau, hắn dẫn theo một đám gia đình đi thành Nam Kinh tìm lễ vật. Thiếu gia ngày hôm nay không đi dạo hồi xuân lầu sao? Thiếu gia hắn đây háo sắc như vậy sao? Không tìm được lễ vật phù hợp thì không thể từ hôn, không từ hôn thì sẽ bị đồng đội heo hại chết. Hắn bất lực thở dài một hơi, lúc này thì thấy bên cạnh có mấy tên lưu manh đang ức hiếp một nữ tử yếu đuối. Hắn nào có thể tiếp tục nhìn, dừng tay lại, hắn ta chẳng lẽ lại là Lý Cảnh Long? Giữa ban ngày ban mặt, chẳng lẽ muốn cưỡng đoạt dân nữ trước mặt hắn? Lý thiếu, ngài nói đùa gì thế? Ngài là tên lêu lổng đệ nhất kinh thành, ngài thường ức hiếp người khác, vị tiểu nương tử này ngài cũng vừa ý sao? Hắn nghe thấy bỗng ngây ra, im miệng, tiểu gia hắn đây hôm nay muốn là anh hùng một lần không được sao? Muốn làm anh hùng, nhưng mà bọn hắn cũng là làm việc chính đáng, bắt người đền nợ là chuyện đương nhiên mà. Nợ thì phải trả tiền, các người rõ ràng là lấy danh nghĩa đòi nợ trả tiền để mua bán người mà, quá vô liêm sỉ rồi, A Lưu, thả chó. Ngay sau đó liền thấy hai con chó Husky xuất hiện trước mắt. Hắn chỉ là tùy ý thả ra hai con chó Husky, liền dọa kinh thành ác thiếu quỳ xuống đất xin tha. Cả dãy đường này đều là của nhà hắn, hắn ta thả chó cắn hắn cũng vô dụng. Nhà nàng ta thiếu tiền không trả, cho dù là kiện lên quan phủ bọn hắn cũng không sợ. Hắn vừa nghe hình như có rất nhiều tiền, nhưng nói đến nhiều tiền người nhiều hơn hắn ra hắn sao. Sau đó hắn liền lớn tiếng nói, cả dãy phố này hắn đều mua, hắn trả giá gấp 3 lần hắn ta. Mọi người vừa nghe đều mặt mũi kinh hoàng. Hắn vốn cho rằng vụ mua bán này hắn kiếm được rồi, ngay sau đó liền nghe trong đám người vọng ra đến. Tuyệt đối không thể bán cho loại phá gia chi tử này. Cái loại phá gia chi tử này nhất định khiến bọn hắn ngay cả gió Tây Bắc cũng không có mà uống. Hắn nghe thấy ngay lập tức đứng hình, lúc này cô nương ở phía sau nói rằng, đừng qua đây, nếu như nàng ta phải đi theo Lý Cảnh Long, nàng ta thà chết ở đây cho rồi. Còn không bằng vào nhà Triệu Ác Bá, ít nhất thì còn có thể sống được. Cô nương, hình như nàng ta hiểu lầm rồi, vừa rồi là muốn cứu ngươi mà. Trong lòng nghĩ danh tiếng của tên phá gia chi tử này quá xấu rồi. Các người thật quá khó hiểu rồi, thiếu gia hắn đây ít nhất tốt hơn đám lưu manh này chứ. Nghe nói đám nô tỳ được ngươi mua về, không có ai có kết cục tốt cả. Nàng ta không muốn, hắn nghe xong xém xíu tức đến ngất xỉu. Lúc này ở đằng sau đám người có một nữ tử xuất hiện. Dừng tay, dám ở dưới mắt nàng ta làm sằng làm bậy. Toàn bộ mọi người đều lộ ra vẻ mặt vui sướng là nàng ấy, không sai. Nàng ta chính là hóa thân của tình yêu và tự do ở đế đô, Tề Loan Ngọc. Lúc này người ở đằng sau lần lượt quỳ xuống quỳ lại, A Lưu vậy mà nhắc nhở hắn. Không hay rồi thiếu gia, bọn hắn mau chạy đi, Tề Loan Ngọc không dễ chọc đâu. Hắn nghe xong liền đẩy nàng ta ra, nàng ta là cộng hành nào chứ? Thiếu gia nàng ấy là viên ngọc trên tay của binh bộ thượng thư Tề đại nhân. Người ở đằng sau đều vì sự thiếu hiểu biết của hắn mà ngạc nhiên rớt cả cằm, ngay sau đó hắn bị ăn một cái tát. Đồ háo sắc, nàng ta hôm nay nhất định phải thay trời hành đạo, kết thúc niềm tự hào nửa đời sau của hắn. Đợi đã, tỷ tỷ lúc nãy đánh nhầm rồi, hơn nữa, ngươi không phải là đến chủ trì công đạo sao? Không sai, có bổn tiểu thư ở đây, tuyệt đối không cho phép ép mua ép bán. Điều đó là đương nhiên, Lý Cảnh Long tuyệt đối khiến mọi người tự nguyện bán cho hắn. Bổn tiểu thư không phải là thiếu nữ chuyện gì cũng không biết, nếu như bọn họ tự nguyện, nàng ta sẽ theo họ của hắn. Hắn nghe xong khóe miệng khẽ nhếch, nói phải giữ lời đấy. Các vị chủ tiệm, hắn biết tiếng tăm của hắn không tốt, nhưng mà hôm nay nhiều người làm chứng như vậy, hắn muốn bàn với mọi người một mối làm ăn. Người ta thà chết cũng không chịu bán cho ngươi, tiết kiệm chút sức lực đi. Hắn trả giá gấp 3 mua lại cửa tiệm của bọn họ, đồng thời cửa tiệm vẫn để cho các vị kinh doanh, hắn tuyệt đối không can thiệp, đồng thời năm đầu tiên miễn tiền thuê. Mọi người nghe đến giá gấp 3, không can thiệp kinh doanh, năm đầu miễn tiền thuê, ngay lập tức trừng to mắt, dồn dập muốn bán cửa tiệm cho hắn, chỉ sợ trễ một lát hắn sẽ không mua nữa. Tề Loạn Ngọc liền bị hành động của hắn làm ngạc nhiên rớt cả cằm. Vị tiểu thư này, ngươi thua rồi nhé. Hắn còn chưa kịp bình tĩnh, liền thấy một đám chủ tiệm xông lên. Người thời Minh cũng quá thẳng thắn, quá nhiệt tình rồi. Quả nhiên dù ở thời đại nào thì có tiền chính là bá vương. Không đúng, vị cô nương lúc nãy đánh cược với hắn đâu rồi? Lúc này A Lưu chỉ về phía sau, thiếu gia nàng ta chạy rồi. Thua rồi thì chạy nhanh như thế, thật không có phẩm chất cá cược. Thôi được rồi, bọn hắn đi dạo chỗ khác đi, thiếu gia nếu không thì bọn hắn đi tìm các tỷ tỷ ở Di Hồng viện chơi đi. Mà hắn thì trực tiếp đi về phía cửa tiệm bên cạnh, vừa vào cửa đã bị những món gốm sứ thời Tống làm ngạc nhiên. A Lưu vẫn chưa phản ứng kịp, liền nghe hắn nói, cửa tiệm gốm sứ thời Tống này hắn bao hết, hắn tốn 7.000 vạn mua hết cửa tiệm của cả dãy phố, những người chủ tiệm chiếm được lợi ích, tất cả đều kiếm được rất nhiều tiền. Thiếu gia, bọn hắn mua nhiều cửa tiệm như vậy để làm gì chứ? Hắn không phải là phá gia chi tử sao? Chỉ cần hắn thích thì mua hết. Người phía sau nghe vậy, lũ lượt đem vật phẩm ra chuẩn bị bán giá cao cho hắn. Thiếu gia, không thể mua nhiều như vậy, trong nhà không có chỗ để đâu. Con nít mới phải chọn lựa, thiếu gia hắn đây thì muốn hết.
Lời này vừa nói ra, hắn ngay lập tức bị một người bao vây. Thôi rồi, hình như phá của quá mức rêu rao rồi, đều trách thiếu gia mua quá nhiều rồi. Tiêu chút tiền, nhận được sự hoan nghênh của người dân ở vài con đường, tiền này tiêu rất xứng đáng. Thiếu gia hôm nay không chỉ tiêu một chút thôi đâu, mà đã tiêu vừa đúng 70 vạn lượng. Xét theo mức tiêu thụ ở Triều Minh thì tương đương với 7.000 vạn ở hiện đại nhỉ. Vừa về đến nhà, lão phụ thân kia của hắn hỏi hắn hôm nay mua những gì. Hắn nghĩ rằng tiêu tiền nhiều như vậy sẽ không bị ông hắn mắng chứ. Lúc này A Lưu nhỏ giọng báo cáo, thiếu gia mua hai con đường. Vị cha già kia của hắn phun ra một ngụm trà. Ngay lúc hắn nghĩ rằng hôm nay mạng nhỏ khó giữ, ngay sau đó khiến hắn ngạc nhiên rất cả cằm. Nhi tử, làm tốt lắm, con thay nhà bọn hắn kiếm được một khoản tiền lớn. Hắn còn chưa hiểu là chuyện như thế nào, phố nhỏ mà con mua, triều đình quyết định phát xuống 100 vạn để tu sửa lại, đến lúc đó thì chính là khu thương nghiệp của nhà bọn hắn rồi. Cái con đường mà hắn mua giá tăng mấy lần đấy. Hắn vừa nghe giá tăng gấp mấy lần ngay lập tức mắt phát sáng. Phát tài rồi, quả nhiên, người có tiền kiếm tiền càng dễ dàng. Lúc này cha già kia của hắn phát hiện chỗ nào không đúng. Nhi tử của ông ta rõ ràng là một tên phá gia chi tử, sao lại đột ngột biến thành kỳ tài thương nghiệp rồi? Con có phải lại phát bệnh rồi không? Bình tĩnh chút, lần này là sai lầm. Ngày mai con sẽ phá của cho xem. Sau đó hắn lập tức đá cửa đi ra ngoài. Hắn một mình ở trong thư phòng, trong lòng nghĩ rằng cái mác phá gia chi tử này thật khó thể hiện, còn sắp biến thành người giỏi kiếm tiền rồi, xem ra hắn cần phải nỗ lực hơn để phá của mới được. Lúc này Lâm Phóng lại lập tức xông đến, đại ca huynh kiếm được nhiều tiền rồi, không quên tiểu đệ hắn đấy chứ. Hắn trong chốc lát bị dọa câm nín ngu người rồi, cái mặt quỷ này từ đâu ra vậy? Đại ca, để gom góp tiền cho huynh, hắn đã lừa lấy hết đồ cưới của toàn bộ ma ma trong nhà, cái mặt này bị các vị A-di nhéo đến không còn hình dạng rồi. Hắn nghe thấy vô cùng tức giận, được có mấy đồng tiền, làm sao có thể làm ăn kiếm nhiều tiền. Lão đại, hắn không có cha già giống như cha huynh, nhưng mà hắn biết một cách hay có thể kiếm tiền. Thiếu gia nhà giàu lừa lọc mới có được một bao đồng tiền, còn hắn chỉ cần ra ngoài vờ vịt lại kiếm được 10 tỷ. Hắn nghe xong đè Lâm Phóng xuống đất đánh dữ dội. Lão đại, hắn biết một cách hay để kiếm tiền. Sau đó hắn liền đưa Lâm Phóng đến trước cửa sòng bạc. Đây là cách hay mà đệ nói sao? Đúng vậy, tiền riêng của hắn toàn bộ đều ở đây đó. Có phải đầu của đệ bị úng nước rồi không? Sòng bạc còn có thể kiếm được tiền sao? Hắn đường đường là Tào Quốc công thế tử, sẽ kiếm tiền tiêu vặt ở sòng bạc sao? Lâm Phóng lại chỉ vào bên trong sòng bạc, chỉ thấy một người chia bài có thân hình nóng bỏng ngồi ở trên bàn cá cược. Các vị đại nhân, tài vận là tùy mỗi người, hết thời gian sẽ không đợi nữa. Lâm Phóng nói xem cược đại hay là cược tiểu. Lão đại, với kinh nghiệm lăn lộn nhiều năm ở sòng bạc của hắn nên đặt tiểu. Vậy được, hắn cược đại hết, sau đó liền đem hết ngân phiếu của hắn đặt vào cửa đại. Đặt xong rồi thì mở nhé, lão đại không thể cược đại đâu, kinh nghiệm của hắn rất quan trọng đó. Lâm Phóng tránh ra, hắn cuối cùng đã hiểu, đệ trời sinh dáng vẻ xui xẻo, hắn tin đệ mới lạ. Sau khi hộp ngọc mở ra, quả nhiên là đại. Lúc này thái độ của Lâm Phóng ngay lập tức thay đổi, lão đại, sự kính trọng của hắn với huynh giống như nước sông cuồn cuộn không ngừng chảy. Hắn chưa từng thắng được tiền, lần này bọn hắn cuối cùng cũng đổi đời rồi. Mau mau tiếp tục thắng, lần này hắn nói đặt tiểu. Tuyệt chiêu như thế này mỗi ngày chỉ có thể dùng một lần, tiếp tục dùng sẽ không hiệu nghiệm nữa. Hôm nay bọn hắn đi, lúc này người phát bài ở đằng sau gọi hắn lại. Ai nói các ngươi có thể đi rồi, lão đại, không thưởng tiền làm gì có tiểu tỷ tỷ cùng chơi chứ. Hai vị công tử chơi một ván xong liền muốn đi, làm gì có đạo lý như vậy. Bây giờ nàng ta nghi ngờ hai người bọn hắn gian lận. Ngay sau đó thấy một đám hộ vệ xuất hiện trước mắt. Còn có người dám giở trò ở chỗ của nàng ta, chán sống rồi không biết, đợi đã. Chút tiền còn con này đã khiến nàng ta thèm muốn rồi sao? Có muốn kiếm tiền nhiều hơn không? Cũng thú vị đấy. Nàng ta gọi bà chủ xuống, sau đó bốn người bọn hắn ngồi xuống bàn bắt đầu bàn bạc. Cách chơi này của công tử thật là mới mẻ. Đương nhiên, cách này gọi là vé xổ số phúc lợi, chỉ cần ngươi làm như vậy hắn đảm bảo tiền kiếm được gấp 10 lần trước đây. Thật sự kiếm được nhiều như vậy sao? Không phải ngươi lừa gạt lão nương chứ? Cầm lấy, đây là tiền mà tiểu gia hôm nay thắng được. Lại đưa thêm cho ngươi 10 vạn, xem như góp phần đầu tư. Vé xổ số phúc lợi, hắn muốn 3 phần lợi. Được, công tử ra tay hào phóng, đương nhiên là tin tưởng công tử rồi, vậy bọn hắn ký kết văn thư đi. Sau đó hắn liền có cổ phần của sòng bạc. Công tử thật tài giỏi, vậy ngài sau này chính là một trong những người chủ của sòng bạc bọn họ rồi. Nhìn công tử quý khí như vậy, tối nay đã có chỗ tốt nào để đi chưa? Tối nay Minh Nguyệt Lầu chọn hoa khôi, nếu không thì hai vị có thể đi xem thử. Trong lòng nghĩ rằng không thể lại để hắn thắng lại tiền đã đưa. Sau đó hắn dẫn theo Lâm Phóng đến Minh Nguyệt Lầu. Lão đại, chỉ cần bọn hắn đập tiền, tối nay có thể ôm mỹ nhân trở về. Để bình tĩnh một chút cho hắn, sau đó liền tiến vào vòng cạnh tranh, chỉ thấy người ở dưới đài nhao nhao ra giá. Lão đại, mau bỏ phiếu đi, còn không bỏ phiếu thì sẽ bị người khác giành trước mất. Có một số người nhìn có vẻ mặt người dạ thú, thật ra nghèo đến mức móc không ra tiền, đồ quỷ nghèo. Hắn nghe thấy lập tức đứng hình, hắn trả 1 vạn lượng bạc. Người ở dưới đài ngay lập tức bị hắn làm ngạc nhiên. Không phải thật chứ, ai lại đập tiền như vậy? Hắn tùy ý chỉ vào một cô nương ở trên đài. Chính là nàng ấy, 1 vạn lượng nếu không đủ, hắn lại thêm 1 vạn. Công tử ra hào phóng, hoa khôi năm nay chính là bích cơ rồi. Mà hắn lúc này đang chuẩn bị dẫn Lâm Phóng rời đi. Lão đại,
huynh tiêu hết 20.000 lượng bạc cứ vậy mà đi sao, đệ còn không biết tính của hắn sao? Vâng vâng vâng, lão đại ngài bản sắc anh hùng, là phá gia chi tử trong các phá gia chi tử. Cả người quê mùa, sợ cô nương không vừa mắt, do đó gấp gáp rời đi, thật là mất mặt quá đi được. Công tử ngài nếu đã có cơ hội ở một đêm cùng với nàng ta, vì sao lại muốn đi chứ? Đại gia hắn chơi vì hứng thú, hôm nay hết hứng rồi, đổi ngày khác đi, đại ca ăn nói chính là có trình độ. Theo hắn thấy thì có lẽ là hư nhược, có tiền có ích gì, thân thể không được còn đến đây tỏ vẻ uy phong. Ngươi nói gì vậy? Lão đại, huynh đừng ngăn hắn, hắn giữ chặt bờ vai của Lâm Phóng. Cho cắn người một ngụm, còn muốn cắn trở lại sao? Lão đại, huynh thật là thông minh quá, ngươi nói bọn hắn là chó. Lần sau gặp được nhất định khiến ngươi khó coi. Sau đó hắn đưa Lâm Phóng rời khỏi hắc điếm, không ngờ lại va chạm trực diện với một vị nữ tử đâm vào lòng hắn. Mù rồi sao các ngươi mắt chó à, dám va vào đại ca hắn. Lâm Phóng im miệng, hắn không sao, hai vị đi đi. Hai người lúc nãy rõ ràng là cố ý va vào đại ca, sao lại thả cho bọn họ đi chứ? Nếu như hắn không đoán sai, một trong hai người vừa rồi là vị hôn thê của hắn, Phương Thi Thi. Lão đại, người đó thực sự là Phương Thi Thi. Nhỏ tiếng chút, bọn hắn trở về trước xem thử, chẳng lẽ nàng ấy cũng đến dạo hắc điếm. Hắn nghe xong xém chút bị Lâm Phóng chọc tức đến ngất xỉu. Tiểu tử, ngươi thế mà trở lại sao? Đi khám đại phu nhanh vậy sao? Hỗn dược, thân thể của đại ca hắn không biết tốt như thế nào đâu, còn cần đại phu quèn của bọn hắn sao? Lâm Phóng khiêm tốn chút, tuy rằng hắn rất lợi hại, cũng không thể để mọi người đều biết chứ. Không cần phải so đo với loại người như thế này, không phải chỉ là có vài đồng tiền sao? Lúc này hai vị cô nương ở phía sau bước đến. Bọn họ có thể ngồi ở đây không? Lâm Phóng lúc này lại nói ngược lại với hắn. Hắn nói không được, Lâm Phóng lại nói được. Bốn người ngại ngùng bốn mắt nhìn nhau, muốn ngồi thì ngồi đi. Không được, mục đích hắn quay trở lại không phải là để thể hiện cho nàng ta thấy sao? Hắn lúc này liền đứng dậy, bích cơ cô nương, hắn lại trở lại rồi, đêm nay hắn muốn cùng nàng ta qua đêm. Hành động của hắn trong chốc lát khiến mọi người ngạc nhiên, còn hắn lúc này đang nghĩ, hắn phong lưu như vậy là một cô nương đường hoàng đều không muốn gả cho hắn nữa. Hắn đi theo đến hắc điếm, đồng thời ra giá 10 vạn muốn Hoa Khôi qua đêm cùng với hắn. Công tử muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, ngươi xem nàng ta là ai chứ? Người ở dưới đài cũng nháo nhào tức giận chửi mắng, loại người này chẳng qua là có vài đồng tiền mà thôi. Sở dĩ gọi là Hoa Khôi, bắt buộc phải thi từ ca múa cái nào cũng tinh thông, có lẽ nào lại bị tiền tài đánh bại. Sau đó hắn liền nghe thấy, công tử muốn bao nàng ta cũng không phải không thể, người dưới đài bỗng ngạc nhiên. Công tử có thể làm một bài thơ, nếu như có thể làm nô ra động lòng thì nàng ta không lấy đồng nào. Làm thơ, đó không phải là làm khó hắn sao? Các vị khách nhân cũng có thể làm thơ, thơ của ai hay thì nàng ta theo người đó. Tất cả mọi người ở dưới đài nghe thấy, nhao nhao bắt đầu làm thơ. Điều này thật là khiến hắn vô cùng cạn lời, quá cạn lời. Sau đó thì thấy một tên chủ tiệm mập bước lên phía trước, Thủy Trung Nguyệt Thị Thiên Thượng Nguyệt, Nhãn Tiền Nhân Thị Tâm Thượng Nhân. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, phần còn lại thì sao? Hắn chỉ có thể nghĩ được nửa bài thơ, khó có thể miêu tả được một phần vạn vẻ đẹp của bích cơ cô nương, người dưới đài liên tục tán thưởng. Cho dù chỉ là nửa bài thơ, như là những câu thơ tuyệt hay hiếm thấy, ngày mai nhất định sẽ chấn động cả kinh thành. Bài thơ này của hắn cô nương có thích không? Hắn vừa thấy dáng vẻ đó, thuận miệng dùng kiến thức tích lũy của hắn mà nói, bất thị ái phong trần, tự bị tiền duyên ngộ. Hoa lạc hoa khai tự hữu thời, tổng lại đông quân chủ. Hành động của hắn bỗng khiến người dưới đài ngạc nhiên. Lão đại, huynh vậy mà biết làm thơ, lão tử không biết viết thơ, còn không biết chép sao. Thật sự cho rằng lão tử học lịch sử phí công sao. Bài thơ này của công tử, cho dù là ý thơ hay là cách dùng câu, đều là tuyệt phẩm, đủ để nổi danh thiên hạ. Đêm nay, bích cơ đồng ý đi theo công tử, lão đại, huynh giỏi quá. Đồng thời trong lúc đó thì thấy một đám thư sinh xông về phía hắn. Sau đó hắn và bích cơ cô nương vào trong phòng. Nàng không cần hầu hạ, bây giờ hắn sẽ đi. Công tử, có phải là nàng ta tư sắc tầm thường, không xứng vào mắt công tử? Không liên quan đến ngươi, hắn chính là thích không có chuyện thì phá của cho vui. Công tử, nàng ta đã gặp nhiều người, chưa từng thấy nhân vật như công tử. Hắn lập tức đi ra ngoài cửa, lấy tay đè chặt bờ vai Lâm Phóng, liền thấy Lâm Phóng đang ở ngoài cửa nghe trộm. Để không nghe trộm thì sẽ chết sao? Chính vào lúc này má mì ở ngoài cửa xông vào. Lý công tử không tốt rồi, phải nói là Lâm công tử hắn không tốt rồi mới đúng. Đại ca hắn tốt lắm mà, hai vị cẩm y vệ xét phòng. Nếu như phát hiện hai vị ở đây, Minh Nguyệt lầu của bà ta chỉ sợ là phải đóng cửa cho êm chuyện thôi. Cái gì? Là ai tiết lộ tin tức? Sau đó liền đuổi hai người bọn hắn ra ngoài cửa. Nhưng mà khi nhìn ra ngoài qua khe cửa, bên ngoài từ sớm đã bị số lượng lớn cẩm y vệ bao vây lại. Đã đến ngoài cửa rồi còn chạy đi đâu được? Lão đại, hắn không muốn chết đâu, bị cẩm y vệ bắt được thì xong thật rồi. Lúc này má mì chỉ huy bọn hắn núp dưới gầm giường. Ngay sau đó liền thấy hai cẩm y vệ phá cửa vào. Hắn có được tình báo, có người nhà quan tham gia vào việc chọn Hoa Khôi, người đang ở đâu? Đại nhân, ở đây không có người nhà quan, đây đều là những khách quen hay đến thôi, bớt nói nhảm, xét cho hắn. Hai tên phá gia chi tử này lần đầu tiên đến hắc điếm, liền gặp phải cẩm y vệ xét phòng. Dù cho má mì đã nhắc nhở kịp thời nhưng cũng đã bị bao vậy. Hắn với Lâm Phóng lúc này gắt gao, nhìn chằm chằm vào tình huống bên ngoài.
từ trong góc vậy mà lại đột nhiên chìa ra một bàn tay, khiến cho Lâm Phóng bị dọa đến nổi hét to tại chỗ. Hắn nhanh chóng bịt miệng Lâm Phóng, nếu không thì sẽ phát ra âm thanh. Lúc đó Cẩm Y vệ bước về phía bọn hắn, đến nhìn xuống dưới gầm giường. Dưới giường là một con chuột, đổi phòng khác tiếp tục tìm. Hắn với Lâm Phóng nhanh chóng đi ra, đại ca, lúc nãy dưới gầm giường còn có một người. Ngươi ra đây cho hắn, tên chết tiệt ngươi là ai? Người đàn ông còn chưa định thần lại, đã nghe thấy Bích Cơ cô nương nói. Hắn là ca ca ruột của nàng ta, cùng một cha mẹ sinh ra. Ngươi xem bọn hắn lớn lên có giống nhau không? Hai người bọn hắn trong chốc lát đứng hình. Lừa ai chứ? Hai người rõ ràng mặt mũi không giống nhau. Còn tưởng rằng làm hoa khôi thì thơ ngây lắm chứ. Quả nhiên đều là qua loa lấy lệ, để bớt làm cho hắn mất mặt đi. Nàng ta và vị ca ca này đều là người nước Oa à? Lúc này hai người ngay lập tức trừng to mắt. Tuy rằng hai người che giấu rất tốt, nhưng mà rất nhiều chi tiết trong phòng này lại bán đứng ngươi. Trang trí theo phong cách Đông Doanh chỉ là sở thích cá nhân của nàng ta thôi. Chỉ có người nước Oa mới tự xưng Đông Doanh hoặc là Nhật Bản, còn Đại Minh bọn hắn thì gọi các ngươi là nước Oa hoặc là giặc Oa. Hai người thấy bị hắn nhìn thấu ào ào quỳ xuống xin tha. Các ngươi đột nhập vào Đại Minh, rốt cuộc là có mục đích gì? Ngay sau đó liền thấy Baker từ trong tay áo rút ra một con dao găm. Ngay lúc bọn hắn nhận ra điều bất thường thì ca ca của nàng ta lại đẩy nàng ta ra. Tội nhân cung bản vốn là võ sĩ của nước Phù Tang, bởi vì chiến loạn trong nước, bất đắc dĩ chạy trốn đến nước Thiên Triều, xin công tử giơ cao đánh khẽ. Thì ra là một võ sĩ lang thang, nếu bọn hắn không giơ cao đánh khẽ thì sao? Lâm Phóng tên đồng đội heo này, ngay sau đó liền thấy hắn rút ra đao võ sĩ ở bên hông, không ngờ rằng lại phải chết trong tay tên võ sĩ giặc Oa. Lúc này cửa phòng lại bị đẩy ra, ba người bọn hắn đồng thời nhìn về phía cửa. Ngay sau đó liền thấy cung bản lập tức quỳ xuống. Đại nhân, hắn là thương nhân nước Phù Tang, hai người này muốn lừa bịp hắn, xin đại nhân phân xử cho hắn. Ngươi thật là quá vô liêm sỉ, chỉ thấy Cẩm Y vệ đại nhân từ từ bước vào. Lão đại phải làm sao đây? Hắn ủ một tiếng quỳ xuống dưới đất chuẩn bị xin tha. Không ngờ Cẩm Y vệ đại nhân lại quỳ xuống trước hắn. Hắn không biết thiếu gia ở đây, làm phiền nhã hứng của thiếu gia rồi, xin thiếu gia tha tội. Cái gì? Đại ca của hắn ngay cả Cẩm Y vệ cũng thu phục được. Hắn vốn là một người bình thường, lại có thể dễ dàng nhìn thấu được hai tên gián điệp người Oa, ngay cả Cẩm Y vệ gặp hắn cũng phải quỳ xuống, không lẽ ngươi là Hoàng Thái Tôn Đại Minh? Sau đó hắn liền biết người đã tố cáo hắn chính là tên chủ tiệm mập kia. Năm đó hắn đi theo Tào Quốc Công cũng chinh chiến xa trường mới có được quang vinh của ngày hôm nay, thiếu gia cứ yên tâm mà chơi, chuyện của thiếu gia là chuyện của hắn. Sau đó liền nghe hắn ra lệnh cho thuộc hạ, đánh mạnh vào cho hắn, Cẩm Y vệ có thể để loại như ngươi tùy ý sai bảo sao? Hai tên người Oa này đưa đến chỗ của hắn, hắn muốn nói chuyện riêng với bọn họ. Sau đó thì thấy hai tên gián điệp kia đã bị đánh đến khóc lóc thảm thiết, nhốt tên mập kia thêm 2 ngày, coi như giảm cân đi. Sau đó hắn dẫn Lâm Phóng trở về phủ, lão đại, vì sao lại thả hai tên người Oa kia? Bởi vì hắn nghĩ đến một vụ làm ăn lớn, hắn không biết công tử gia lại là công tử nhà Tào Quốc Công, xin công tử tha tội, nguyện làm con chó trung thành của công tử gia, xin công tử thu nhận. Ngươi cho rằng đại ca hắn ai cũng thu nhận sao? Xin công tử tha mạng, nếu có chỗ dùng được hắn tuyệt đối không từ chối. Vậy các ngươi có bản lãnh gì? Ngay sau đó liền thấy Baker xông về phía Lâm Phóng, cái tên vô dụng ngu ngốc này, đừng có dùng cách này, hắn đã nói rõ, nước Oa các ngươi không phải có ngọn núi bạc sao? Có, nhưng mà đều đang được đại danh canh giữ. Bọn hắn cũng không thể quang minh chính đại cướp đoạt, nhưng có thể làm ăn với bọn họ à. Nghe nói tơ lụa, đồ gốm, lá trà ở đây, qua bên đó thì lợi nhuận tăng gấp 10 lần. Đại ca, sao huynh lại biết những chuyện này? Hắn ta cho rằng những quyển sách lịch sử mà thiếu gia hắn đây đọc đều vô ích sao? Cách kiếm tiền tốt nhất đều ghi sâu vào đầu hắn rồi. Lão đại, huynh thật quá giỏi rồi, đi theo huynh là điều đúng đắn của hắn. Tránh ra cho hắn, mau đi giải quyết cha già và tỷ tỷ của đệ cho hắn. Lúc này A Lưu vội vàng đến báo cáo, thiếu gia, hộ bộ thượng thư Lâm đại nhân đến thăm viếng. Hắn bỗng vẫn chưa nhận ra Lâm đại nhân là ai, liền thấy Lâm Phóng vô cùng kinh hoàng. Thôi xong rồi, cha già đến rồi, sắp chết mất rồi, hắn ta bình tĩnh một chút cho hắn. Lúc này Lâm đại nhân đã bước vào trong viện, liền hỏi gia đình, công tử nhà ngươi có ở nhà không? Chuyện này đang ở trong phủ, vậy thì dẫn đường đi. Sau đó vừa mở cửa thì thấy Lâm Phóng đè hắn trên bàn mà đánh. Nhi tử dừng tay, cha, sao người lại đến rồi? Hắn đang báo thù cho tỷ tỷ đây. Con về trước đi, ông ta muốn nói riêng với Lý công tử vài câu, cha già anh minh. Đừng nghĩ rằng dùng khổ nhục kế thì lừa được ông ta, về nhà có gia pháp đang đợi. Lâm Phóng vừa nghe thấy ngay tập tức cảm thấy mặt trời bị hủy một nửa, sau đó liền đóng cửa phòng lại, không biết thượng thư có gì muốn chỉ dạy. Luôn nghe nói Lý gia có một tên phá gia chi tử, ông ta muốn tận mắt gặp ngươi mới có thể yên tâm. Thế bá, chuyện của Lâm tiểu thư thật ra chỉ là hiểu lầm. Ông ta điều tra quá khứ lông bông của ngươi, ngươi còn khốn nạn hơn ông ta nghĩ gấp 10 lần trăm lần. Vậy Lâm thượng thư muốn như thế nào? Ngoại trừ đánh gãy chân, còn có lựa chọn nào khác không? Ông ta đánh gãy chân ngươi làm gì? Ngay lúc hắn đang ngờ vực, không cần nói thêm gì nữa, ngươi chuẩn bị khi nào thì cưới nữ nhi của ông ta vào nhà. Hắn nghe xong liền bàng hoàng, đây là logic gì chứ? Lâm thượng thư, ông làm như vậy có phần quá qua loa rồi. Bây giờ cả kinh thành đều biết ngươi nhìn nữ nhi của ông ta tắm, ông ta còn có thể làm sao? Ông ta cũng rất tuyệt vọng à. Ngay sau đó liền thấy trên trần nhà, một chiếc giày rơi xuống.
Lâm đại nhân lúc này nhìn lên trần nhà thì thấy một nam một nữ đang bò trên xà nhà. Sau khi tiễn Lâm đại nhân về, hắn càng thêm tuyệt vọng rồi. Vì sao lại bị Lâm đại nhân nhìn thấy bích cơ bọn họ, giờ thì hắn càng không thể nói rõ ràng nữa. Thiếu gia, so với nợ phong lưu trước kia của ngài, trong nhà giấu hoa khôi cũng không tính là gì. Hắn nghe xong còn cảm thấy rất có lý, nhưng mà chuyện hắn muốn cưới Lâm tiểu thư có hơi khó thực hiện. Nếu không thì cứ cưới đi, dù sao thì ngài cũng đã gọi người ta là Lâm đại bá. Ngươi cút cho hắn, không được phép nhắc lại chuyện này. Trên người thiếu gia hắn đây vẫn còn mối hôn sự chưa từ hôn nó. Nếu muốn từ hôn thì phải hoàn thành ước định với Hoàng Thái Tôn, phiền chết mất, vẫn là kiếm tiền thú vị. Hy vọng cung bản bên kia có thể nhanh chóng giúp hắn làm thông con đường thương nghiệp Nhật Bản. Nói đến làm ăn, thiếu gia có còn nhớ cửa tiệm bán cho bọn hắn, vị tiểu thư thà chết không khuất phục kia không? Hắn nghe thấy đứng hình, là cái cô nương thà để ác bá chăm sóc cũng không muốn bán cho hắn sao? Sau đó A Lưu liền thấy nàng ta bước vào. Lý thiếu, việc làm ăn của nhà bọn họ sắp không xong rồi, có thể nhờ thiếu gia giúp tiếp tục nghĩ cách không? Hắn trả cho các ngươi giá gấp 3 mua lại tiệm, còn miễn cả phí thuê của bọn họ, như vậy mà vẫn không kinh doanh nổi sao? Cửa tiệm các ngươi buôn bán cái gì? Sau đó liền nghe thấy nàng ta nói, nhà nàng ta bán cá mặn. Hắn nghe xong liền đứng hình, bán cá mặn cần nhiều tiền vốn như vậy sao? Nhà nàng ta là tổ truyền làm đồ mặn, nhưng 2 năm nay giá tiền muối tăng cao, vì vậy mới không kinh doanh nổi nữa rồi. Hắn nghe xong liền nhận ra điều gì đó, từ xưa muối sắt đều là mối lợi lớn, hơn nữa làm muối cũng không có gì khó cả. Thiếu gia, muối là triều đình kinh doanh đó, không có sự cho phép của triều đình, bán muối lậu thì sẽ bị chặt đầu đó. Thì ra là vậy, muối ở thời cổ đại đều là của nhà quan, điều này có hơi khó xử lý. Sau đó liền thấy nàng ta đứng phắt dậy, nghe nói thiếu gia chân thực nhiệt tình, xin thiếu gia hãy giúp đỡ. Xem ra ánh mắt của mọi người vẫn rất sáng suốt, vậy được thôi, thiếu gia nghĩ cách cho người. Đường đường đại minh vậy mà ngay cả một cái nhà tắm cũng không có, theo hắn nghĩ, đừng bán cá mặn nữa, thay đổi thành nhà tắm đi. Cô nương nghe xong ngay lập tức mặt sững sờ. Thiếu gia cái mà ngài nói là cái gì vậy, nhà nàng ta chỉ là bán cá mặn, chỉ là dùng muối điều chế xoa bóp cho người ta là được rồi, cũng giống y như là làm cá mặn vậy. Yên tâm, chỉ cần đi theo thiếu gia hắn, tiền đồ vô cùng rực rỡ. Ngươi trở về nhà chuẩn bị, hắn lát nữa sẽ phái người đến chỉ đạo, ngươi chính là nữ giám đốc đầu tiên của nhà tắm Lý thị hắn. Tên thiếu gia phá gia chi tử này lại có thể trên thì đầu tư sòng bạc, dưới có thể mở cửa tiệm tắm rửa tiện lợi, còn hắn lúc này đang trốn trong viện phơi nắng. Chỉ thấy A Lưu hớt hải chạy đến, thiếu gia không hay rồi. Hắn nghe thấy sững sờ, lại xảy ra chuyện gì rồi? Thiếu gia, chuyện Lâm đại nhân ở trong phòng ngài phát hiện ra 2 tên lang thang người Nhật Bản không biết bị ai nói ra ngoài rồi. Hắn còn tưởng là xảy ra chuyện lớn gì, chuyện này tính là gì. Nhưng mà chuyện làm ăn lúc chiều ngài bàn bạc ở trà lâu cũng bị người ta nói ra ngoài rồi. Vậy thì sao chứ? Bây giờ người trên phố đều nói là thiếu gia ngài thích nam nhân. Hắn nghe xong xém chút ôm hận mà chết. Tên chết tiệt nào ở bên ngoài phỉ báng hắn, hắn nhất định phải đi giáo dục hắn ta một trận. Lúc này cha già của hắn ở đằng xa gọi hắn. Hắn còn chưa nhận ra là chuyện gì, ngay sau đó liền thấy ông ta nhào vào lòng hắn khóc tức tưởi. Nhi tử, nhà bọn hắn sắp phá sản rồi, cha già hắn nói rõ ràng chút, nhà bọn hắn sao vậy? Con còn nhớ chuyện lần trước hắn mua khu phố không? Hộ bộ phát tiền không đúng hạn, vòng đầu tư của nhà bọn hắn sắp đứt rồi. Hộ bộ không phát tiền thì nhà bọn hắn không có tiền nữa sao? Nhi tử, con đúng là tên phá gia chi tử số 1 đại minh, cha già hắn lại không tham ô, thực sự theo không kịp hiệu suất phá của hắn đâu. Vậy phải làm sao đây? Chẳng lẽ nhà bọn hắn thật sự sắp phá sản? Khụ khụ, cũng không phải là không có cách, đừng úp mở nữa, nói nhanh đi. Tiền của hộ bộ thượng thư là bị tên nực cười Lâm Văn Hải giữ lại rồi, còn không phải là vì việc lần trước con đi nhìn trộm nữ nhi của ông ta sao? Nếu không thì con, thế nào, cha muốn bán đứng con trai ruột của mình à? Sao lại có thể chứ? Không thì bọn hắn giả vờ một chút, đến nhà ông ta chịu tội xin tha, để ông phát tiền xuống trước đã, nếu không thì nhà bọn hắn tháng sau không có gạo để ăn nữa rồi. Nói đùa, hắn đường đường là thanh niên thế kỷ 21, sẽ đi chịu tội xin tha với một tên cổ nhân sao? Sau đó hắn liền vác theo cành mận gai đến cửa Lâm phủ. Hắn nhìn thấy trước mắt hơi bất lực, sau đó liền bước vào phía trong. Lý công tử, lão gia nhà bọn hắn mời ngài vào. Nhìn thấy đám gia đình đều đi đứng bay lướt, hắn xém xíu thì bị dọa chết. Hắn có thể không vào không? Hắn muốn về nhà, thiếu gia người được mà, cố lên. Hắn lớn đến vậy cũng là lần đầu tiên bị người khác ép hôn nó. Sau đó hắn liền bị vài tên gia đình dẫn vào trong, hy vọng lúc hắn ra ngoài vẫn còn nguyên vẹn. Đột nhiên hắn nhận ra điều bất thường, Lý thiếu gia có vấn đề gì sao? Tiếp đãi khách không phải đi thượng thư phòng sao? Vì sao ngươi lại dẫn hắn đi về phía hậu hoa viên? Không lẽ là có bẫy? Ngay sau đó liền thấy Lâm Thiên Kim bước về phía hắn. Là nàng, huynh cuối cùng nhớ ra rồi, nàng ta chính là Lâm Ngưng Nhi. Nàng là tiểu tỷ tỷ nhà Lâm bá phụ à. Ngay sau đó liền thấy hai người bọn họ xém chút bị hắn làm tức chết. Dám làm nhục tiểu thư của bọn họ, người đâu, đánh chết tên phá gia chi tử nhà hắn. Thôi xong, tự dưng mồm mép nhanh nhảu, sau đó liền thấy vài tên gia đình đến đè hắn xuống đất đánh, dừng tay. Để lại hai tiểu nha hoàn hầu hạ nàng ta là được rồi, nàng ta muốn nói chuyện riêng với Lý công tử. Nhìn thấy gia đình lui xuống, hắn mới phản ứng lại. Lúc nãy thật ngại quá, tự dưng mồm mép nhanh nhảu, xin lỗi xin lỗi. Hôm nay đến không phải là truy cứu trách nhiệm của huynh, vậy nàng muốn nói gì với hắn?
thiếu gia hắn là người đã có hôn ước đó, không phải là ai cũng có thể gả cho hắn đâu. Huynh yên tâm, hôm nay nàng ta không phải là ép huynh cưới nàng ta, mà là muốn bàn một vụ làm ăn với huynh. Nàng ta nghe nói Lý thiếu gia đã mua hai con đường, cũng muốn góp phần đầu tư mà thôi. Cái gì? Nàng muốn góp phần đầu tư? Người có mắt nhìn không phải chỉ mỗi Lý thiếu đâu, chuyện kiếm tiền ai mà không muốn làm. Nàng ta lấy 20 vạn lượng bạc chiếm 4 phần được không? Nàng ta nghĩ là hắn ngốc à, 20 vạn mà muốn 4 phần. Nếu thiếu gia hắn không đồng ý thì sao? Vậy thì hắn cứ đợi phá sản đi. Thôi vậy hòa khí sinh tài, 20 vạn thì hắn cho nàng 2 phần. Không ngờ nàng ta nhanh chóng đến phòng thu chi đưa tiền cho hắn, đồng thời nàng ta cũng trở thành cổ đông của hắn. Hắn tò mò mà hỏi, Lâm tiểu thư tại sao lại có lòng tin với hắn như vậy? Lý thiếu gia tầm nhìn độc đáo, người khác cho rằng huynh là tên phá của, nhưng nàng ta biết là trong đó có cơ hội kinh doanh. Lâm tiểu thư quả nhiên là có tầm nhìn, đúng rồi, hắn đúng lúc có một việc muốn thỉnh giáo Lâm tiểu thư. Nha đầu này rất thông minh, đầu óc linh hoạt, để nàng ta giúp hắn suy nghĩ, có khi lại có cách hay. Sau đó hắn liền nghiêm túc nói, là thế này, tháng sau là sinh nhật của thánh thượng, hắn muốn tặng cho thánh thượng một phần lễ vật, không biết Lâm tiểu thư có gợi ý hay nào không. Lâm thiếu muốn nàng ta giúp huynh nghĩ cách, vậy thì hắn nên tặng quà gì? Trước kia đại thần trong triều đều tặng tranh chữ hoặc là bút mực, giấy nghiên mực, Lý thiếu sao không làm điều ngược lại? Tư duy ngược, quả nhiên là cách hay. Sau đó gia đình liền chuẩn bị dẫn hắn rời đi, đột nhiên một cánh tay bắt lấy hắn, hắn lập tức tát một bà tai. Lão đại, là hắn đây, huynh đến lúc nào cũng không nói với hắn một tiếng, địa vị của đệ trong nhà còn không bằng tỷ của đệ, đệ tên vô dụng này, hắn có thể nói đệ sao đây? Lão đại, huynh không biết là vị tỷ kia của hắn rất thông minh, huynh tuyệt đối đừng bị tỷ ấy lừa, tỷ của đệ làm gì đệ rồi. Sau đó liền thấy hắn khóc lóc sướt mướt mà nói Lâm tiểu thư lừa mất tiền lì xì 7 năm của hắn. Vị tỷ kia của hắn là một người gian thương giỏi đó, lão đại tuyệt đối đừng dính vào tỷ ấy. Gian thương phối phá gia chi tử cũng không tệ lắm, yên tâm đi, lão đại hắn không thiệt được đâu. Phải rồi, mấy ngày này đệ với hắn đi một chỗ. Đi đi đi, hắn nhất định đi. Sau khi về phủ, liền nghe thấy A Lưu báo cáo. Thiếu gia, số tiền bọn hắn tiêu mấy hôm nay hơi nhiều, bọn hắn hết tiền rồi, phòng thu chi trống đến nổi có chuột chạy rồi. Hắn nghe thấy còn tưởng có chuyện gì lớn. Đừng có hoảng, ngân lượng mà Lâm tiểu thư đưa cứ ghi vào sổ trước, ngoài ra lại rút ra 10 vạn cho hắn, thiếu gia hắn có việc lớn cần dùng. Thiếu gia còn cần 10 vạn lượng làm gì chứ? Ngươi đừng có quan tâm nữa, tóm lại cứ làm theo lời hắn là được rồi, lúc nhỏ không lo học, nhiều lời như vậy. Còn không mau đi làm việc, không nghĩ tới A Lưu vừa mới ra ngoài liền lập tức đụng phải cha già của hắn. Không đợi hắn nhìn rõ, chỉ thấy cha già của hắn chạy như bay. Lúc này hắn đang ở trong phòng nhớ lại chuyện xảy ra hôm nay. Ngay sau đó liền thấy cha già kia của hắn hớt hải chạy vào trong. Nhi tử, mặt mũi già của ông ta mất rồi, ông ta không sống nữa, xảy ra chuyện gì rồi? Hắn nghe thấy vội vàng hỏi tình hình như thế nào. Nhi tử, hôn sự này của Phương Thi Thi, bọn hắn có thể không từ hôn được rồi. Hắn nghe xong xém chút chết ngay tại chỗ. Cái gì? Không phải nói rồi sao không cần cái mặt già này cũng phải giúp hắn từ hôn sao? Chỉ thấy cha già kia của hắn ủ một tiếng quỳ xuống đất. Nhi tử, không phải ông ta không cố gắng, thật sự là Phương Hiếu Nhau quá xảo quyệt, ông ta bị hắn nắm thóp rồi. Hơn nữa vị nữ nhi kia của Phương gia không những không chê bai con, còn chủ động xin mau chóng thành hôn. Hắn nghe xong liền đứng hình, Phương Thi Thi còn muốn xin mau chóng thành hôn. Ngày hôm sau, hắn dẫn theo Lâm Phóng và một đám gia đình ra ngoài đi dạo. Lão đại, huynh muốn dẫn hắn đi đâu chơi vậy, đi theo hắn là được rồi. Đột nhiên một vị thiếu nữ cưỡi ngựa rất nhanh xông ngang qua. Thiếu gia, kia không phải là vị cô nương cái hôm ngài mua dãy phố sao? Đúng vậy, hình như chính là Tiền Loạn Ngọc, hắn đang định chào hỏi nàng ta. Nàng ta không quen ngươi, sẽ không theo họ của ngươi. Xem ra trí nhớ của vị cô nương này không tệ. Thôi vậy đi thôi, đại ca hắn hôm nay dẫn đệ đi nhà tắm chọn gói chăm sóc sức khỏe để đệ mở rộng tầm mắt. Tuy rằng không biết là cái gì, nhưng mà nghe thấy cũng không tệ. Yên tâm, đảm bảo khiến đệ lưu luyến không rời. Sau đó liền đến trước cửa nhà tắm của hắn, đi thôi, mau cùng hắn vào. Mà những chuyện này đều bị Tiền Loan Ngọc ở chỗ tối nhìn thấy. Tên phá gia chi tử Lý Cảnh Long này, lần trước để ngươi thành công bóc lột tài sản dân chúng, nàng ta lần này nhất định sẽ trừ hại cho dân, bắt hắn nôn ra hết. Đến Minh Triều lâu rồi, cuối cùng cũng có thể hưởng thụ được một lát nhà tắm lớn. Thoải mái, lão đại, huynh nói chọn gói là cái này sao? Đương nhiên không chỉ vậy, đi thôi, đưa hắn ta đi trả lưng. Ngay lúc hắn và Lâm Phóng chuẩn bị hưởng thụ sự phục vụ của 400 năm sau, chỉ thấy có một nữ tử phá cửa mà vào. Lý Cảnh Long, tên sắc phôi nhà ngươi mau lăn ra đây cho nàng ta. Sao nàng ta lại đến rồi? Hôm nay nàng ta phải thay trời hành đạo. Sau đó liền thấy một người phụ nữ điên cầm kiếm dí theo chém hắn, mà nàng ta vì sàn nhà quá trơn trượt mà bị ngã xuống đất. Bắt lấy nàng ta, thưởng 100 lượng, ngay sau đó liền thấy nàng ta đã bị bắt trói lại. Có thể làm việc thay cho chủ nhân là vinh hạnh của Baker. Mau thả nàng ta ra, không thì ngươi biết tay, tính cách lỗ mãng như vậy sao? Hắn thích. Thiếu gia không được đâu, sẽ gây ra rắc rối đó. Hắn làm việc nói lý lẽ, hôm nay là nàng xông vào nơi công cộng, quấy rối trật tự kinh doanh, là nàng đuối lý trước. Rõ ràng là ngươi cấu kết phạm pháp, muốn lừa gạt nàng ta không dễ như vậy đâu, vậy nàng có dám đánh cược không? Nếu như chỗ này là chỗ kinh doanh hợp pháp, nàng phải đồng ý với hắn ba điều kiện. Cược thì cược, nghĩ nàng ta bị dọa sao,
Tề tiểu thư mất trí nhớ rồi sao? Sau đó hắn liền dẫn nàng ta vào trải nghiệm, chỉ thấy nàng ta sau khi vào thì mặt mũi thoải mái. Bây giờ thì biết chỗ này là kinh doanh hợp pháp rồi chứ? Chỉ thấy nàng ta cúi đầu không nói gì. Thiếu gia, Tề tiểu thư có vẻ bất thường a. Sau đó liền thấy nàng ta đứng phất dậy. Chỗ này của ngươi thật sự quá thoải mái rồi. Hành động sảng khoái này làm hai người bọn hắn bị dọa không nhẹ. Nàng ta đang buồn bực vì ở nhà tắm không thoải mái, có chỗ này thật sự quá tốt rồi. Đợi một chút, mở cửa làm ăn, cô nương muốn đến ủng hộ hắn đương nhiên hoan nghênh, nhưng bọn hắn phải bàn đến chuyện cá cược lúc trước trước. Ngay lúc hắn đang đắc ý, ngay sau đó liền thấy nàng ta muốn quỵt nợ, sau đó thì tát hắn một cái. Hắn còn chưa phản ứng kịp là chuyện gì thì đã nghe nàng ta nói: "Vậy thì khi nào huynh cưới nàng ta vậy a?" Nàng ta cút đi cho hắn, sau này đừng đến nữa. Sau đó hắn và Lâm phóng ra khỏi nhà tắm. Hắn mới bộc lộ có chút bản lĩnh, Tề Loan Ngọc giống như là mê muội rồi vậy, thật là đau đầu mà. Thiếu gia ngài thật sự quá ưu tú rồi, lão đại lợi hại như vậy đấy, ngay cả con cọc cái như Tề Loan Ngọc cũng bị huynh thu phục rồi. Đại ca khi nào thì dạy cho hắn hai tuyệt chiêu đi, cái này đều là tài hoa của hắn, đệ không học được đâu, lão đại, hắn cũng rất có tài hoa đó. Hắn nghe thấy vô cùng tức giận, là tài hoa không phải là phóng đãng. Sau đó liền thấy một đám người từ xa đi đến, hắn vội vàng lên trước hỏi thăm, liền thấy bọn họ đi về phía trước. Bọn hắn theo lệnh của Hoàng Thái Tôn gọi công tử đến phủ. Lâm Phóng vừa nghe ngay lập tức mặt mũi hoảng sợ. Hoàng Thái Tôn Chu Doãn Văn sao nhanh như vậy đã muốn gặp hắn rồi. Sau đó hắn liền được gia đình dẫn đường đi đến Hoàng Phủ. Khí thế lớn như vậy, Chu Doãn Văn triệu kiến hắn không phải là hối hận rồi sao? Ngay sau đó liền thấy Chu Doãn Văn xuất hiện trước mắt. Hắn vội vàng hành lễ, Cảnh Long xem ra không coi trọng chuyện của hắn nhỉ. Hắn nghe xong đầu óc đột nhiên ngạc nhiên. Ngươi gần đây làm ăn ở kinh thành vô cùng thuận lợi, còn chuyện đại thọ của hoàng thượng thì lại không có hồi âm gì, xem ra chuyện mà ngươi xin hắn, hắn đương nhiên cũng không quan tâm rồi. Hoàng Thái Tôn yên tâm, đại thọ của hoàng thượng nhất định khiến mọi người mở rộng tầm mắt là được rồi. Hắn quả nhiên không nhìn nhầm người, ngươi không cần căng thẳng, lúc nãy hắn chỉ nói đùa thôi. Hắn trong lòng nghĩ vị Hoàng Thái Tôn này vẫn có chút lương tâm. Ngay sau đó thì nghe hắn nói, nhưng dù là huynh đệ ruột thì cũng phải tính toán rõ ràng, lật mặt còn nhanh hơn cả hắn lật sách nữa. Thật ra người hôm nay tìm ngươi không phải là hắn. Hắn nghe xong liền đứng hình, lúc này hắn nhìn về phía sau, liền thấy Phương Hiếu Nho bước ra. Hắn xem chút bị dọa đến mức chết ngay tại chỗ. Cái tên Hoàng Thái Tôn này, ăn lợi bên này cả bên kia. Không từ hôn được còn kéo cha vợ đến trước mặt hắn nữa. Sau đó liền thấy Phương Hiếu Nho bước về phía hắn. Mà hắn vừa nghĩ đến ông ta sắp bị Chu Di 10 tộc, càng muốn tránh xa ông ta ra. Ai cũng nói ngươi là tên phá gia chi tử ăn chơi, ông ta thấy rằng ngươi vẫn cứu được. Hắn vừa nghe, nhanh chóng đáp trả. Hắn đời này thề phải phá của, nhất định phải khiến cha hắn phá sản mới vui lòng. Tuyệt đối đừng cứu hắn, sau đó liền nói cho ông ta nghe sự tiêu phí gần đây của hắn. Trong lòng nghĩ hắn phá của như vậy, Phương đại nhân không gả nữ nhi cho hắn là điều đương nhiên thôi. Không sao, hắn có thể hiểu được, ngay sau đó thấy ông ta vỗ lên vai hắn. Chính là vì như vậy, ông ta mới nhận định ngươi là nhân tài có thể đào tạo được. Hắn nghe xong xém chút lên cơn đau tim. Tên Phương Hiếu Nho này cũng được xem là tấm gương đạo đức, sao lại hồ đồ như vậy chứ? Thân là người đứng đầu văn đàn của Đại Minh, lại chỉ nhìn chúng hắn, tên phá gia chi tử ăn chơi lêu lổng, không những không chê bai hắn dùng nhiều tiền chọn hoa khôi, còn kiên trì đem nữ nhi gả cho hắn. Phương Hiếu Nho ông nói chuyện có thể tỉnh táo hơn không? Hắn phá của đến mức này rồi, ông ta vẫn nói hắn là thiên tài. Mấy vụ làm ăn mà ngươi đầu tư, ông ta đã điều tra tỉ mỉ, vé sổ số sòng bài, còn có nhà tắm, đều là những vụ làm ăn vô cùng có lợi, quả thật là hậu sinh khả úy. Hắn nghe xong xém chút chết ngay tại chỗ, có thể tiêu thì có thể kiếm, Cảnh Long quả thật là quỷ tài thương nghiệp, có hắn rể như ngươi, ông ta chính là nhặt được bảo bối rồi. Sử sách ghi chép Phương Hiếu Nho dù sao cũng là một tấm gương đạo đức, thì ra lịch sử đều là lừa gạt người khác. Ngay sau đó liền thấy ông ta đã chọn cho hắn một ngày lành hoàng đạo. Mồng 8 tháng sau không tệ, đến lúc đó ngươi cưới Thi Thi vào cửa. Không được, hắn không đồng ý, lệnh của phụ mẫu, lời của mai mối. Hôn sự của ngươi và tiểu nữ, cứ quyết định như vậy đi. Vừa nói xong liền thấy ông ta tiêu sái rời đi. Sau khi rời khỏi hoàng phủ, tâm tình của hắn trong chốc lát suy sụp đến cực điểm. Lão đại, lão già Phương Hiếu Nho quá đáng ghét rồi, hắn thay huynh đánh ông ta. Thiếu gia, có cần thương lượng với lão gia một lát không? Hai người thấy hắn cúi đầu không nói gì, xém bị dọa đến mất hồn. Lúc này liền nhìn thấy có một đám người cưỡi ngựa từ cổng thành xông vào. Nhìn vào chữ lớn trên lá cờ, có lẽ là Yên Vương gia của Bắc Bình. Hắn vừa nhìn thấy là Yên Vương Chu Lệ, liền nhanh chóng nhớ lại lịch sử. Sau khi Chu Doãn Văn đăng cơ, cùng với đám người Phương Hiếu Nho thúc đẩy cắt đất của Phiên Vương, cuối cùng, Yên Vương đại phá kinh thành, giành được thiên hạ Đại Minh. Nếu như có thể ôm lấy cái chân lớn của Yên Vương thì tốt biết mấy. Sau khi về đến chỗ ở, thì thấy cung bản đến báo cáo. Thiếu gia, đoàn người Yên Vương sau khi vào phủ Phiên Vương ở thì không có ra ngoài nữa. Lão đại hắn ta lại có chuyện quan trọng phải nói. Mọi người nghe thấy, đều nhìn về hướng Lâm Phóng. Lão đại, đến Minh Nguyệt Lầu sao lại không gọi tiểu tỷ tỷ? Hắn không thích nam nhân đâu, đệ tỉnh táo một chút cho hắn. Có thể có chút tiền đồ không? Chỗ dựa lớn đang ở trước mắt đệ còn nghĩ đến cô nương. Lão đại, đây không phải là huynh dạy hắn sao? Hắn nghe thấy xém chút bị tức chết, nhưng nghĩ kỹ lại hình như cũng đúng.
tiếp tục để ý kỹ đến Yên Vương cho hắn có tình hình gì lập tức đến báo cáo. Ngay sau đó thì nhìn thấy cửa phòng thoáng chốc bị đá ra, mọi người đều nhìn về phía cửa phòng. Tề Loạn Ngọc, sao lại là nàng? Lần này ngươi còn gì để nói, thế mà lại trốn ở Thanh Lâu uống rượu hoa. Nàng có bệnh à, lão tử tiêu tiền của chính mình liên quan gì đến nàng? Tề Loan Ngọc nghe xong đứng hình, hình như cũng không liên quan đến nàng ta. Nàng ta chính là không vui, sau đó liền cầm lấy dao chém về phía hắn. Nàng ta có bệnh à, hắn đã có hôn ước rồi. Nàng ta không quan tâm, huynh phải cưới nàng ta về nhà, huynh phải chịu trách nhiệm với nàng ta. Hắn nghe xong liền đứng hình, chịu trách nhiệm gì chứ? Hắn ngay cả tay của nàng còn chưa cầm qua, lúc này A Lưu nhắc nhở hắn. Không phải đâu thiếu gia, ngài sờ qua nàng ấy rồi. Còn chưa đợi hắn phản ứng lại, liền thấy nàng ta một lần nữa chém về phía hắn. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, liền nhìn thấy một thanh kiếm giúp hắn đỡ lấy. Công tử đi mau, hắn ngăn cản nàng ta lại, đủ nghĩa khí, quả nhiên là người Hán tử. Ngay lúc hắn và A Lưu chuẩn bị chuồn đi, liền nhìn thấy cung bản bị một đạp té xuống đất. Chút công phu mèo cào này còn dám ngăn nàng ta. Ngay sau đó liền một kiếm gác đến trên cổ hắn. Hắn ngay lập tức bị dọa đến nỗi mồ hôi lạnh đầy mặt. Lúc này phía sau xuất hiện một người gọi nàng ta. Loan Ngọc, không được vô lễ, người đến chính là Yên Vương Chu Lệ. Tề Loan Ngọc vừa nhìn, ngay lập tức vứt dao sang một bên, tham kiến Yên Vương điện hạ. Nhìn thấy Yên Vương liền quỳ, nhìn thấy bọn hắn thì chém, còn có nhân tính không chứ? Im miệng, Yên Vương nhiều năm chiến đấu với Dư Nghiệt Mông Nguyên, chính là chiến thần hiển hách của Đại Minh, còn không phải là sợ kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu sao? Ngay sau đó liền thấy nàng ta một cước đạp bay Lâm Phóng, nữ hài tử ra không thể bạo lực như vậy. Yên Vương dạy dỗ đúng lắm, nàng ta nhớ rõ rồi. Lão đại, nữ nhân đúng là giống như con tắc kè. Cảnh Long trước giờ tốt chứ, bọn hắn đã mấy năm không gặp rồi nhỉ? Ngay sau đó liền nói chuyện bên bàn rượu. Yên Vương gia, nhà tắm của hắn mở ở bên cạnh phủ, nếu không thì bọn hắn đi qua đó vừa tắm vừa nói chuyện cũ đi. To gan, Yên Vương là thân phận gì, sao có thể đi ngâm mình với một tên phá gia chi tử như ngươi? Yên Vương thân phận cao quý, sẽ không đi chỗ kia của ngươi. Nhưng sau khi trải nghiệm một lúc, Yên Vương không nhịn được liên tục tán thưởng. Sau này ông ta cũng sẽ xây một cái ở Bắc Bình, nhưng mà phương diện này Cảnh Long hiểu rõ hơn, đến lúc đó còn nhờ ngươi cho ông ta mượn vài người thợ thủ công. Đây đều là chuyện nhỏ, nếu ngài thích chi bằng đầu tư ít tiền ở chỗ hắn, việc làm ăn của hắn ta tính cho Yên Vương một phần. Câu kết trong ngoài là tội lớn, Cảnh Long chẳng lẽ không sợ chọc phải miệng đời, bị người khác nghi kỵ sao? Hắn còn tưởng rằng bản thân quá mức nóng vội, không ngờ Yên Vương trực tiếp vỗ vai hắn. Chuyện kiếm tiền ông ta đương nhiên muốn tham gia, ông ta bỏ ra 5 vạn ngân lượng, ngươi đừng có bạc đãi ông ta đó. Hắn bề ngoài thì nói cùng nhau phát tài, trong lòng thì đã vui đến nở hoa. Lão đại, vị Yên Vương này chỉ bỏ ra 5 vạn ngân lượng, thật keo kiệt. Hắn nghe thấy vội vàng bắt Lâm Phóng im miệng, nhưng lại đã bị nghe thấy. Ngay sau đó liền thấy hai thanh kiếm bay qua, đều thu lại hết đi, Cảnh Long là tài thần gia của ông ta đó. Mọi người nghe xong đứng hình, nhưng mà tên tiểu tử này ông ta không quen biết. Sau đó liền thấy thị vệ cầm kiếm đi về phía Lâm Phóng. Lâm Phóng liền bị đánh một trận dã man, Yên Vương gia, ông ta xuống tay quá độc ác rồi. Ai bảo đệ nói bậy, đáng đời, thì ra đây là công tử của hộ bộ thượng thư Lâm đại nhân, lúc nãy thất kính rồi. Cảnh Long, không phải là ông ta không muốn đầu tư thêm nhiều chút, thật sự là điều kiện của biên quân khó khăn, tiền tài trong tay có hạn. Chỗ khó của điện hạ hắn đều hiểu, có tiền cùng nhau kiếm, lỗ thì tính cho hắn, lợi thì là của ngài. Yên Vương vừa nghe lời này, Cảnh Long quả nhiên sảng khoái, ông ta cũng không thể chiếm không ích lợi của ngươi được, ông ta tặng cho ngươi một cao thủ làm hộ vệ. Hắn còn chưa hiểu ra là chuyện gì, liền nhìn thấy ở phía sau Yên Vương xuất hiện một vị đại hán cao 5 thước. Hắn tên Ba Đồ, là cao thủ số 1 của bộ lạc Thảo Nguyên, sau này hắn ta chính là người của ngươi rồi. Việc làm ăn của bọn hắn bàn xong rồi, có phải nên có chút tiết mục chúc mừng không? Hắn nghe xong đứng hình, liền nghe thấy Lâm Phóng đang gọi tiểu tỷ tỷ, hắn ta có thể tỉnh táo chút không? Đường đường Yên Vương điện hạ sẽ cùng dạo Thanh Lâu với bọn hắn ta điên rồi à? Ngay sau đó liền thấy một nhóm vũ cơ bước vào. Yên Vương vậy mà lại vô cùng tán thưởng với bao trọn gói. Đây xem là chuyện gì chứ, hắn vậy mà lại giải trí sa đọa cùng với hoàng đế tương lai. Thân là quân vương của Đại Minh triều, lại cùng với một tên phá gia chi tử như hắn cùng nhau giải trí sa đọa. Sau một hồi trải nghiệm, chỉ thấy Yên Vương liên tục tán thưởng. Hôm nay cảm ơn sự tiếp đãi của Cảnh Long, đổi ngày khác mời ngươi đến Yên Vương phủ làm khách. Điện hạ quá khách sáo rồi, không biết điện hạ ở lại kinh thành bao lâu. Ông ta lần này về kinh tham gia sinh nhật của phụ hoàng, dự kiến sẽ ở thêm mấy ngày. Cảnh Long không cần tiễn nữa, qua vài ngày nữa ông ta mời ngươi đến phủ gặp mặt, lại tiếp tục nói về chuyện làm ăn. Trong lòng hắn không nhịn được mừng thầm, cuối cùng với hoàng đế mạnh nhất sau này, mình thành tổ Chu Lệ kéo được quan hệ rồi. Điện hạ, Lý Cảnh Long là tên phá gia chi tử nổi tiếng đế đô, bọn họ nhất định phải hợp tác với hắn sao? Tất cả mọi người đều xem thường tên phá gia chi tử như hắn rồi, còn xin vương gia nói rõ. Lúc nãy từ con đường nhà tắm kia, lại đến Minh Nguyệt Lầu, sau đó đến Sòng Bạc, còn có võ sĩ Nhật Bản làm thuộc hạ, cẩm y vệ theo cùng, người như vậy có thể xem là phá của chi tử sao? Có khi một ngày nào đó có thể giúp ông ta hoàn thành đại nghiệp, chính là tên phá gia chi tử này đó. Thuộc hạ nghe xong xém chút ngạc nhiên rớt cả cầm, Lý Cảnh Long lợi hại như vậy sao? Còn hắn lúc này đã kết giao được với Yên Vương, bây giờ chỉ cần làm xong chuyện sinh nhật của Hoàng thượng thì mọi thứ đều ổn rồi.
Đột nhiên từ đằng sau vọng đến một âm thanh cực lớn, chỉ thấy Cung Bản và Ba Đồ đang đối đầu nhau rồi. Hắn nghe thấy đứng phắt dậy, bọn họ phát điên gì thế? Sau đó liền thấy Cung Bản mặt mũi vô tội. Chủ công, cái tên ngốc to lớn này lúc nãy khiêu khích tinh thần võ sĩ đạo của hắn, ngài phải phân xử thay hắn đó. Hắn vừa nghe nhìn về phía Ba Đồ ở bên cạnh, chỉ thấy hắn ta mặt mũi sững sờ. Hắn ta sao lại có thể có tâm cơ như vậy chứ? Ngay sau đó liền thấy Cung Bản lập tức quỳ xuống. Hắn ta cười chê hắn thấp, xin hãy cho phép hắn quyết đấu với hắn ta. Ba Đồ, ngươi vừa đến đã gây chuyện rồi. Suy nghĩ lại thì hình như hắn ta nói cũng không sai, người nước oa lùn đúng là sự thật. Sau đó liền thấy Ba Đồ kéo hắn ta qua, có thể giết không thể nhục, quyết đấu. Ngay sau đó liền rút đao võ sĩ ra, trực tiếp gác trên cổ của Ba Đồ. Hắn còn cho rằng lần này sắp xong rồi, chỉ thấy Ba Đồ nhấc tay liền ném hắn lên trời. Nhớ kỹ, sau này trước mặt chủ công, chỉ có hắn là lão đại, ngươi chính là tùy tùng. Cung Bản vẫn muốn phản kháng, liền thấy Ba Đồ trong chốc lát lấy dao của hắn ta đi, ngay sau đó trực tiếp gác trên cổ. Đại lão, hắn phục rồi, Yên Vương đem hắn tặng cho Lý Thiếu, hắn chính là hộ vệ thân cận của Lý Thiếu, người khác đều tránh ra. Sau đó thì kéo hắn qua, hắn xém chút chết ngay tại chỗ. Cứu mạng, mùi gây của dê nồng quá. Ngày hôm sau, hắn lại một lần nữa đến Minh Nguyệt Lầu. Chủ nhân là dẫn bọn hắn đến tìm tiểu tỷ tỷ sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ, hôm nay thiếu gia đến làm chuyện quan trọng. Sau khi lên lầu thì gọi má mì đến, chuyện hắn bảo Bích Cơ làm thế nào rồi? Lý Thiếu chính là thần tài gia của bọn họ, chuyện hắn sai bảo, ai dám không hết lòng. Theo sau động tác tay của má mì, một nhóm vũ nữ liền xuất hiện trước mắt. Lão đại, đây chính là party mà huynh nói sao? Ba cái đầu đệ. Thiếu gia hắn muốn kiểm nghiệm lễ vật chúc thọ cho hoàng thượng. Món thọ lễ tên phá gia chi tử này tặng cho hoàng thượng lại mới mẻ như vậy. Một cái động tác tay đưa ra, chỉ thấy ngoài cửa một nhóm vũ cơ bước vào. Lão đại chính là lợi hại, chuyện này vừa nhìn đã không tầm thường. Nhưng mà tặng những vị muội muội này làm lễ vật cho hoàng thượng long thể không khỏe, nếu như giày vò ông ta xảy ra chuyện, làm không tốt sẽ bị chém đầu cả nhà đó, nguy hiểm như vậy sao? Chính là nguy hiểm như vậy, vì thế không bằng đem những tiểu tỷ tỷ này đều giao cho hắn, hắn thay hoàng thượng hưởng thụ bọn họ, hắn trẻ tuổi không sợ mệt. Để cút đi cho hắn, cả ngày chỉ biết nằm mơ giữa ban ngày. Các người cứ thưởng thức trước đi, sau khi kết thúc thì phát biểu ý kiến. Được rồi, bắt đầu đi. Sau đó thấy những người vũ cơ bắt đầu biểu diễn. Lão đại đây là cái gì? Đây chính là thần khúc tẩy não, miền đất cực lạc. Lúc này bất kể là giai điệu âm nhạc hay là biểu diễn của vũ cơ đều đạt đến đỉnh cao. Mọi người ở dưới đài xem xong nhao nhao tán thưởng. Trước giờ chưa nghe qua ca khúc như vậy, cũng chưa từng thấy vũ đạo nào như vậy. Tiết tấu này, vũ đạo này, muốn nhảy cùng quá. Nhìn thấy hiệu quả cũng không tệ, hắn không nhịn được cười trong lòng. Vậy thì dùng bài này chúc thọ cho hoàng thượng có lẽ là đủ rung động rồi nhỉ. Dù sao thì vũ đạo ở thời đại này lạc hậu hơn hiện đại cả mấy trăm năm đó. Đang lúc hắn đang đắc ý thì nghe thấy Cung Bản hét lớn, có thích khách, bảo vệ thiếu gia. Lúc này Ba Đồ liền xông về phía trước, lại dùng tay trực tiếp tiếp lấy kiếm của thích khách. Ngay sau đó lại dùng tay bẻ kiếm của thích khách thành hai mảnh. Sau đó liền lập tức bắt lấy thích khách, hành động lưu loát này trực khiến mọi người ngạc nhiên. Lúc này hắn mới nhớ đến Yên Vương nói là cao thủ số 1 của bộ lạc Thảo Nguyên, thật sự là nhặt được bảo vật rồi. Sau khi về phủ, nói đi, ai bảo ngươi đến ám sát hắn? Đừng nghĩ rằng ngươi là nữ nhân thì hắn sẽ không dùng hình với hắn. Lão đại hắn sao lại biết hắn ta là nữ nhân? Hai cái đèn xe lớn như vậy hắn ta không thấy sao? Đèn xe gì chứ? Ở đâu vậy? Im miệng, hắn không phải nói cái xe. Đúng rồi, thiếu gia hắn cũng là người có thân phận rồi, chiếc xe xịn này cũng xứng mà. Đang lúc hắn đang nghĩ nên mua xe gì, Cung Bản bước về phía trước. Chủ nhân, tên thích khách này giao cho hắn thẩm vấn đi, ngươi có kỹ năng đặc biệt nào sao? Sau đó liền thấy Cung Bản một loạt thao tác, hắn trong chốc lát xem đến câm nín ngu người rồi. Đây là kỹ thuật trói của Đông Doanh, điều quan trọng là bật lên mỹ cảm. Ai muốn làm bật mỹ cảm, ngươi cút cho hắn. Hắn muốn biết là ai đã ra lệnh cho nàng ta thích sát hắn. Sau đó cởi trói cho nàng ta, không ngờ nàng ta lại còn tiến lên chào hỏi. Bà Đồ nhanh chóng xông lên trên, chỉ nàng ta mau chóng lấy ra một tờ giấy. Cái gì? Nàng ta không nói được. Thiếu gia, cẩn thận bị lừa, yên tâm, hắn tự có chủ trương. Sau đó hắn ra lệnh A Lưu đặt một chiếc xe ngựa tốt cho hắn, để Bích Cơ huấn luyện vũ nữ tốt hơn, đó là lễ vật chúc thọ cho hoàng thượng, bảo đảm không xuất hiện bất cứ tình huống gì. Cung Bản, trói tên thích khách kia lại, hắn muốn nói chuyện riêng với nàng ta. Lão đại, còn hắn thì sao? Cha ngươi gọi ngươi về nhà uống sữa. Bây giờ có thể nói là ai phái nàng ta tới rồi chứ? Chỉ thấy nàng ấy vẽ ra một bức đồ án, hắn trong chốc lát nhận ra điều gì đó. Ba Đồ coi chừng nàng ta cho kỹ, đừng đi theo hắn, sau đó nhanh chóng ra khỏi thành. Bọn họ mắt chó bị mù à, công tử của Tào Quốc Công bọn họ cũng dám ngăn à, hắn một đường đến Trung Sơn. Theo như trí nhớ, trước khi hắn xuyên không, tên tiểu tử Lý Cảnh Long này thế mà lại giấu tư binh ở đây. Nhưng mà sau một lúc tìm kiếm thì vẫn không có phát hiện gì. Thôi vậy, tìm không thấy cứ xem như nhớ sai rồi vậy. Sau đó đi đường cũ về thành, vừa vào thành liền thấy A Lưu lập tức chạy đến. Thiếu gia, xe ngựa xa hoa mà ngài muốn đã đặt được rồi, có muốn xem thử không? Ngay sau đó, xe ngựa lấp lánh ánh vàng xuất hiện trước mắt, đây là bảo mã quý giá nhất Minh Triều. Chỉ cần 10 cân lương thảo thì có thể chạy nhanh trăm dặm, hơn nữa xe ngựa đều là trang trí khảm vàng, không gian bên trong lại rộng đến 40 mét vuông.
chỉ tốn 3.000 lượng bạc, thiếu gia có phải là rất đáng không? Xe đẹp ngựa quý, xem như nàng ta biết làm việc. Lão đại đổi xe hào hoa rồi, dẫn theo hắn đi. Được rồi, đều lên xe đi, bây giờ bọn hắn đi đâu đây? Lão đại, Như Nhị hôm nay có một buổi tụ họp, nếu không thì bọn hắn đi đạp khí thế của hắn ta đi. Như Nhị cũng là tên phá gia chi tử nổi tiếng ở kinh thành, nhưng chỉ sợ mỗi Lý Cảnh Long lúc trước khi bị bệnh. Được, vậy thì bọn hắn đi đạp khí thế của Ngưu Nhị, đi đánh vào mặt hắn ta. Đúng rồi, bọn hắn đều đang ở trong xe, là ai đang đánh xe vậy? Không có ai đánh xe à? Vẫn chưa kịp chuẩn bị phu xe. Không có ai, chẳng lẽ bảo mã này tự động đánh xe sao? Sau khi đến nơi, hắn liền bắt đầu nôn ra cả cầu vồng, mọi người nhìn thấy đều ngu người. Lão đại, không nghĩ là huynh bị say xe, cái xe quý giá này của huynh quá đỉnh rồi. Để im miệng cho hắn, sau đó liền nhìn thấy Ngưu Nhị ở một bên huênh hoang. Hắn tháng này đã tiêu tốn mười mấy vạn lượng rồi. Lý thiếu, nghe nói hắn ta gần đây dưỡng bệnh, hết tiền phá của rồi sao? Mười mấy vạn tính là gì? Lão đại tháng này đã tiêu mấy chục vạn lượng phá của rồi đó. Sau đó liền thấy một đám người cùng cười lớn. Thời đại khác rồi, bây giờ cho dù là cha già của ngươi nhìn thấy bọn hắn thì cũng phải nịnh nọt. Ngươi là cái thá gì? Sau đó liền nghe thấy bên ngoài vọng đến, Yên Vương giá đáo. Ngưu Nhị còn đang xem thường, nhưng nhìn thấy người đến đúng là Yên Vương Chu Lệ, ngay lập tức bị dọa đến nỗi mặt mũi kinh hoàng. Sau đó liền bước đến nịnh nọt một phen, mà lúc này Chu Lệ nhìn thấy hắn đứng ở trong góc. Cảnh Long hiền đệ, ngươi sao cũng ở đây? Bọn người Ngưu Nhị lập tức ngạc nhiên rớt cả cằm. Hắn khi nào thì có quan hệ tốt như vậy với Yên Vương? Ông ta với Cảnh Long từ nhỏ đã có giao tình, hơn nữa gần đây còn có việc làm ăn qua lại. Sao vậy, bọn họ có hiểu lầm gì sao? Lý Thiếu, không ngờ hắn lại có giao tình như vậy với Yên Vương. Sau đó liền thấy mấy tên ba phải hỏi han ân cần hắn. Không cần đâu, lão đại của bọn hắn bọn họ với không tới đâu. Một đám xấu xí, bớt tự làm mất mặt trước mặt hắn. Ngưu Nhị vừa nghe liền bị dọa đến câm nín rồi. Yên Vương điện hạ, chỗ này không hoan nghênh hắn, hắn xin cáo từ trước đây. Sau đó liền thấy ông ta bước đến, chuyện lúc nãy ông ta đã rõ rồi. Có cần ông ta giúp ngươi không? Đa tạ Yên Vương, tự hắn có thể giải quyết. Sau đó hắn liền tạm biệt Yên Vương, sau khi về phủ liền nghe ba đầu báo cáo. Thuộc hạ vô dụng, để cho vị nữ thích khách kia chạy rồi. Cái gì? Đã trói rồi mà còn chạy được à? Thôi vậy, phạt ngươi thì thích khách cũng không trở lại, thôi vậy. Hắn thề với lang thần, nhất định thay chủ nhân bắt lại nữ thích khách. Đang nói yên ổn hắn cởi áo cái gì, ở ngực còn xăm một con husky cũng rất đáng yêu. Ba đầu vừa nghe liền mặt mũi bối rối, ngay sau đó thì thấy gia đình hớt hải chạy đến. Thiếu gia, có chuyện vui lớn, lại có tiểu tỷ tỷ đến để thân à. Là người tổ chức hôn lễ của Phương gia đến rồi. Hắn nghe xong liền kinh hoàng đến rớt cả cằm. Sau đó liền thấy bà Mai bước vào, mau đo y phục cho cô ra. Thiếu gia sắp kết hôn rồi à, kết cái gì mà kết, ai cho bọn họ vào, đuổi bọn họ ra cho hắn. Gia đình nhà người khác đều là phòng cường đạo, còn hắn giữ nhà thì lại phòng bà Mai. Dưới sự đuổi đi hung bạo của gia đình khó khăn lắm mới có thể đuổi bà ta đi được. Ngay sau đó liền thấy một tên gia đình hấp tấp chạy đến. Thiếu gia không hay rồi, lại có một nhà đến phủ đề thân. Cái gì? Sao lại đến một nhà nữa? Lý Cảnh Long, mau ra đây gặp đại cữu ca tương lai, tên chết tiệt hắn ta là ai? Ngươi quên hắn rồi à? Hắn là người cùng ngươi chơi bùn từ nhỏ đến lớn Tề Bạch Thạch đây. Vậy mà lại gặp được Tề Bạch Thạch phiên bản Minh Triều, nhưng xem ra dáng vẻ của tên này không ẻo là nhỉ. Tề Bạch Thạch, ngươi có việc gì vậy? Muội muội nhà hắn nhìn chúng ngươi rồi, hắn thay muội ấy đến phủ đề thân. Hắn nghe xong xém chút chết ngay tại chỗ. Muội muội của ngươi là vị nào? Ngay sau đó liền nhìn thấy Tề Loan Ngọc từ trong đám người nhảy ra. Chính là nàng ta đó, có phải vui lắm không? Vui cái đầu nàng á, còn không mau đuổi bọn họ đi. Vậy mà lại thấy Tề gia và Phương gia bắt đầu đánh nhau rồi. Tề gia vậy mà dám cướp người của Phương gia hắn. Phương đại nhân nhà bọn hắn là thầy của Hoàng Thái Tôn. Thái sư thì sao chứ? Cha của hắn là binh bộ thượng thư Tề Thái đó, hắn sợ bà ta à? Hắn nghe xong liền sững sờ. Ông trời ơi, binh bộ thượng thư Tề Thái chính là một trong những đại thần quan trọng ủng hộ Chu Doãn Văn cắt đất của phiên vương. Chu Lệ đoạt được ngôi vua vào năm Kiến Văn thứ tư, đồng thời chém đầu cả nhà Tề Thái, lại là một tên đồng đội heo. Sau đó liền thấy hai người bọn họ đi về phía hắn. Đủ rồi, hắn không cưới ai hết, toàn bộ đều đuổi ra cho hắn. Lúc này, Lâm Phóng ở phía sau hắn lén nói. Lão đại, hay là xem xét thử tỷ của hắn, đệ cút cho hắn. Hai nhà đề thân đều là bom cả, đệ đừng có thêm chuyện cho hắn nữa. Sau đó liền thấy cha già kia của hắn giống như âm hồn vậy, xuất hiện ở đằng sau hắn. Nhi tử, chuyện lúc nãy ông ta thấy hết rồi, không nghĩ rằng con lại ưu tú như vậy, vậy mà lại bị Phương gia và Tề gia giành giật để có được. Hắn nghe xong liền lập tức chết ngay tại chỗ. Cha già, người có thể bình thường một chút không? Nhi tử của ông ta, hai nhà đều muốn gả cho con, phải làm sao mới tốt đây? Đầu tiên hãy từ mối hôn sự của Phương gia cho hắn. Vậy mà gọi là cô ra rồi, đó không phải là đào hố hắn sao? Cha già kia của hắn nghe xong sững người, sau đó đặt mạnh ly trà xuống bàn. Hắn còn tưởng hắn sắp xong rồi, không ngờ cha già của hắn lại đồng ý với quyết định của hắn. Phương gia vốn là nho gia, không cùng đường với nhà bọn hắn, trước kia là vì ngại mặt mũi của Hoàng Thái Tôn, bây giờ ông ta liền giúp con đi từ hôn sự này. Lần trước ông ta từ hôn kết quả vẫn không từ được.
lần này không giống, nếu như nữ nhi của binh bộ thượng thư muốn gả cho con, vậy thì mượn thế lực từ mối hôn sự của Phương gia. Hắn nghe xong còn cảm thấy rất có lý, ngay lúc đó cung bản hớt hải chạy vào. Không hay rồi, chủ công, lại xảy ra chuyện gì rồi? Nhà tắm của chủ công bị người ta bắt trước rồi. Hắn nghe xong đầu óc vô cùng ngạc nhiên, ai không muốn mạng lại gây khó dễ cho hắn. Chủ công, nghe nói là đám người Ngưu Nhị, đây là tuyên chiến với hắn sao? Rất tốt, hắn chơi cùng với bọn họ. Lúc này lại vừa hay nhìn thấy Lâm Phóng bước ra từ nhà tắm của người khác, hắn liền kéo Lâm Phóng qua, muốn tiền thì không có, muốn sắc tùy bọn họ cướp. Mắt chó của ngươi mù rồi sao, nhìn xem hắn là ai. Lão đại, hắn không có phản bội huynh, hắn là vì đi thám thính tình hình của địch. Vậy đệ nói xem ngươi thám thính được gì? Phần lớn đều không khác mấy bọn hắn, chỉ là tiểu tỷ tỷ ở bên trong khá đặc sắc, hắn rất thích. Đệ cút cho hắn, ngày ngày không làm chuyện đứng đắn. Sau đó thì hắn đến Lâm phủ thương lượng đối sách. Lão đại, bọn họ muốn mở thì mở đi, không ảnh hưởng bọn hắn kiếm tiền là được rồi. Đệ có phải ngốc không, thị trường chỉ lớn như vậy, bọn họ chính là đang giành việc làm ăn của bọn hắn đó. Hơn nữa việc làm ăn của Lý Thiếu tỷ tỷ cũng có đầu tư tiền vào, trong đó bao gồm cả tiền lì xì mà đệ đệ cất ở chỗ nàng ta đó. Lâm Phóng nghe xong, ngay lập tức ý chí chiến đấu sục sôi, đệ yên lặng chút cho hắn đi. Điểm lợi hại nhất của tỷ tỷ hắn ta chính là ánh mắt đầu tư, còn mô hình thương nghiệp cụ thể thì tỷ ấy không hiểu, lão đại phải nghĩ cách bảo vệ tốt tiền của bọn hắn đó. Thật ra hắn vẫn còn tuyệt chiêu chưa dùng đến, nhưng mà cần thêm ít ngân lượng làm tiền đầu tư. Ngân lượng bọn nàng giải quyết, Lâm tiểu thư không sợ hắn thua lỗ sao? Không sao, nàng ta tin ánh mắt của chính mình. Sau đó liền đến nhà tắm hỏi thăm tình hình kinh doanh. Thiếu gia, từ khi nhà bên cạnh cũng mở nhà tắm, việc làm ăn chỗ này của bọn hắn sa sút rất nhiều. Không sao, hàng nhái chính là hàng nhái, thiếu gia hắn vẫn còn tuyệt chiêu. A Lưu, tung tuyệt chiêu. Sau đó liền thấy một đám người bưng một cái dương bước vào. Thiếu gia những cái này là gì, mở ra xem thử đi. Ngay lúc cái dương được mở ra trong chốc ánh lên một trận kim quang. Đây không phải là vàng đâu, mọi người có thể đoán thử những cái này là gì. Lần đầu tiên hắn khởi nghiệp ở Minh Triều vậy mà lại bị người khác cướp việc làm ăn, mà hắn chỉ cần dùng một chiêu liền khiến bọn họ bị tiêu diệt nhanh chóng. Một lần hành động trở thành người giàu có nhất ở Đại Minh. Chỉ bởi vì đầu thời Minh còn dùng bồ kết để tẩy rửa, so với xà phòng hắn cải tiến, chính là một kỹ thuật đen vượt thời đại ở Minh Triều. Từ hôm nay bắt đầu tắm rửa chỉ thu một văn tiền, nhưng mà xà phòng, một lượng bạc dòng tắm một lần. Ngoài ra thì, nhà tắm còn thành lập cơ cấu VIP, chế độ hội viên tích điểm. Thiếu gia muốn cho tất cả mọi người biết cái gì là liên tục bị bắt trước, chưa từng bị vượt qua. Sau đó A Lưu thả chiêu trò này ra, tắm quý phi mà hắn thúc đẩy nhanh chóng trở nên hot, hấp dẫn một đám quý phi kinh thành đến trải nghiệm. Đám người Ngưu Nhị sau khi nghe thấy lại vẫn muốn bắt chước hắn, nhưng mà tất cả khách hàng toàn bộ đều bị hắn độc quyền. Hắn bắt chước y nguyên nhưng lại không có ai đến ủng hộ. Người làm nghe tin cũng liền lập tức bỏ chạy, chỉ thấy hai người Ngưu Nhị muốn khóc mà khóc không được. Lần lỗ vốn này đã khiến hai người họ lập tức phun ra máu. Ngay lúc hắn và Lâm Phóng đang ở nhà đếm tiền, lại đột nhiên nhìn thấy Lâm đại nhân bước vào. Lâm Phóng ngay lập tức bị dọa đến nỗi câm nín ngu người rồi. Ngay sau đó liền thấy Lâm đại nhân vỗ vai của hắn. Nhi tử à, cả đời này của hắn hồ đồ, chỉ có chuyện đi theo Cảnh Long này là làm đúng rồi. Cha già người vậy mà lại không dạy dỗ hắn. Ông ta dạy dỗ con làm gì, bây giờ cả kinh thành đều biết Cảnh Long là thiên tài thương nghiệp. Hắn nghe thấy bỗng sửng sốt, sau đó liền thấy Lâm đại nhân bước qua. Con rể, con chuẩn bị khi nào cưới nữ nhi ông ta vào nhà? Hắn lúc nào thì nói muốn cưới lệnh thiên kim vậy? Cái gì, ngươi muốn chơi bổn đại nhân sao? Hắn sợ đến nỗi ngay lập tức bỏ chạy. Cha già cứu mạng a, chuyện này chưa xong đâu, không cưới nữ nhi của ông ta sẽ bẩm báo lên chỗ hoàng thượng. Quá ưu tú đâu phải là lỗi của hắn mà. Sau đó liền nghe thấy phía sau vọng đến, chính là lỗi của ngươi. Ngay sau đó liền thấy đám người Ngưu Nhị đang khóc lớn bên đường. Nhà tắm lớn mở không nổi nữa, Lý Thiếu giúp bọn hắn một lần đi. Lý Thiếu hắn chơi chiến tranh thương nghiệp, bây giờ thua rồi muốn xin tha. Ngươi xem Lý Thiếu hắn là người ăn chay sao? Lý Cảnh Long, nếu như ngươi không cho con đường sống, thì đừng trách hắn ta không khách khí đó. Ngay sau đó liền thấy một đám gia đình cầm vũ khí đi về phía hắn. Còn hắn lúc này thì cười mỉm, ba đồ lập tức xuất hiện phía sau hắn. Hai ba chiêu liền đánh đám gia đình toàn bộ ngã xuống đất. Lý Cảnh Long tìm hộ vệ từ đâu ra, sao mà lợi hại đến vậy? Cuộc chiến thương nghiệp này là các ngươi khơi mào, khi nào thì kết thúc là do hắn quyết định. Mọi người đều là người ở kinh đô, cần gì đuổi cùng giết tận như vậy? Thua rồi thì muốn được tha cho, làm gì có chuyện tốt như vậy? Nhà hắn ở trên có người, ngươi thử đụng vào bọn hắn xem. Hắn cứ đụng đó, có cách các ngươi đến cắn hắn này. Ngay sau đó liền đánh một trận mấy người họ một trận, còn ở đằng sau hắn đột nhiên xuất hiện một cái kiệu. Hắn quay đầu lại nhìn, người đến chính là Lâm tiểu thư. Lý Thiếu có thời gian nói chuyện một lát không? Sau đó hắn liền dẫn nàng ta đến sòng bạc, ngọn gió nào thổi Lâm Thiếu đến vậy? Hắn và bằng hữu đến đây nói vài chuyện, bọn họ làm việc đi. Không ngờ Lý Thiếu gia cũng có sản nghiệp ở sòng bạc này. Cũng chỉ là tùy tiện đầu tư ít tiền mà thôi, lúc này hắn đột nhiên nghĩ tới. Hắn có phải nên mở thêm chỗ gặp mặt riêng tư gì đó, có chỗ bàn bạc chuyện làm ăn với bằng hữu cũng tốt. Lý Thiếu, người ngay không làm việc mờ ám, nàng ta muốn tham gia thêm vào hợp tác giữa bọn hắn. Hắn nghe xong đầu óc liền lập tức ngạc nhiên. Thiếu gia hắn là người kinh doanh nghiêm túc đó.
Ngay sau đó liền thấy một dương hoàng kim xuất hiện trước mắt hắn. Hắn xem chút bị hoàng kim của nàng ta chiếu mù cả mắt. Tất cả việc làm ăn của Lý Thiếu, nàng ta đều muốn góp phần đầu tư. Hắn nghe xong vẫy vẫy tay. Ngân lượng thì nàng ta để lại, cổ phần hợp tác sau này sẽ có phòng thu chi Lâm phủ thương lượng với Lý Thiếu. Sau khi tiễn Lâm tiểu thư, một tấm thiệp mời liền xuất hiện trong tay hắn. Hắn nghe vậy ngạc nhiên, ai gửi thiệp cưới cho hắn vậy? Thiếu gia hắn không muốn uống rượu mừng. Thiếu gia, đây là thiệp mời của Ngụy Quốc công, mời người đi tụ họp đó. Ngụy Quốc công là vị nào vậy? Là nhi tử của tướng khai quốc Từ Đạt của Đại Minh, thần tướng Từ Đạt của Đại Minh. Trong cuộc chiến giành hoàng vị, hắn ta là tướng lĩnh của Nam quân, yểm hộ trận Bạch Câu Hà để Lý Cảnh Long rút lui, lại đại thắng Yến quân ở Mi Sơn. Thiếu gia, không thể đắc tội vị Ngụy Quốc công này đâu, yến hội của ông ta phải đi đó. Không đi, người này sau này là kẻ địch của Yên Vương, chẳng lẽ hắn bệnh rồi mới đi tham gia yến hội của ông ta? Hắn tuy là nhanh miệng như vậy, lại vẫn đến Ngụy Quốc công phủ. Đây là cuộc tụ họp đầu tiên trong năm nay của bọn hắn, thứ nhất là để kết nối tình cảm, thứ hai là để đặt ra lại minh ước, thánh thượng sợ là sắp muốn xuống tay với bọn hắn rồi. Hắn nghe xong đầu óc bỗng chốc ngạc nhiên, nếu như ý của thánh thượng là muốn áp chế quyền quý, vậy bọn hắn yên phận một chút không phải là được rồi sao? Năm nhà bọn hắn là hậu nhân của khai quốc danh tướng, nhất định phải giúp đỡ lẫn nhau. Hắn bây giờ không yên tâm nhất chính là ngươi, đời này có danh tiếng của ngươi thối nhất. Hắn nghe xong xém chút qua đời ngay lập tức. Hắn phá tiền nhà của ngươi, ăn cơm nhà ngươi à? Mọi người nghe thấy ào ào nói hắn xin lỗi Từ Đạt. Hắn mới không chiều theo tật xấu của hắn ta, trực tiếp đạp cửa mà đi ra. Sau khi trở về nhà, liền thấy cha già của hắn đột nhiên xuất hiện. Nhi tử, ngươi đi với ông ta đến thư phòng, ông ta có chuyện muốn nói với con. Cha nói chuyện có thể đừng để đèn lồng ở dưới mặt không? Cha muốn dọa chết nhi tử ruột của mình à? Nghe nói hôm nay con cùng với Từ Huy tổ bọn tụ họp rồi. Đúng vậy, cha gọi hắn đến thư phòng vì chuyện này sao? Từ Huy tổ bọn họ có phải trách cứ con chuyện ăn chơi phá của? Cha già, sao cha lại biết? Trên thế gian này làm gì có chuyện gì mà ông ta không biết? Hắn nghe xong ngay lập tức một cước đá qua, nói nhanh đi. Tâm tư của bọn họ ông ta hiểu rõ, muốn dựa dẫm lẫn nhau, nhưng cũng chính là như vậy thì càng chết nhanh hơn. Con biết ông ta lúc trước tên là gì không? Hắn nghe xong sững sờ, cha không phải tên Lý Văn Trung à? Không phải, hoàng thượng từng ban cho ông ta họ Chu, ông ta vốn tên là Chu Văn Trung. Hắn xém chút bị ngạc nhiên đến rớt cả cằm. Ông ta vốn quản lý cơ cấu quân sự cao nhất ở Đại Minh, nhưng cuối cùng thì từ quan rồi, có biết tại sao không? Vì sao chứ? Chính là vì tránh họa tránh hiểm nghi. Do đó vì sự an toàn của Lý gia hắn nhất định phải phá của. Chỉ có phá của, còn mới là nhi tử có hiếu của ông ta. Ngay sau đó liền thấy A Lưu bước vào, thiếu gia đầu tư kiếm được mấy chục vạn, người ở kinh thành đều nói thiếu gia là kỳ tài thương nghiệp. Hắn nghe thấy vô cùng vui mừng, lập tức nhìn thấy cha già kia của hắn qua đời ngay tại chỗ. Hắn chỉ dựa vào một cục xà phòng nho nhỏ đã kiếm được 10 tỷ, mà cha già của hắn không những không vui mừng, ngược lại xém chút bị tức chết. Đồng thời nói rằng nếu hắn không phá của, chính là nhi tử bất hiếu. Cha già, kiếm tiền cũng không phải là chuyện xấu mà, dù sao nhà bọn hắn bây giờ cũng không đụng đến binh quyền. Tuy là nói vậy, nhưng khi ông ta nghĩ đến mẫu thân đã mất của con, cha già đừng quá đau buồn nữa. Không, ông ta đâu phải đau buồn, ông ta vui mừng mà. Hắn nghe xong liền sững người, sự chuyển biến này cũng nhanh quá rồi. Con không hổ là nhi tử của ông ta, ngay cả phá của cũng có thể ưu tú như vậy. Cha già ông không phải là đổi phương pháp khen chính mình sao? Tóm lại, sau này tránh xa đám con cháu võ quan kia một chút, còn có mối hôn sự của Tề gia kia tốt nhất cũng đừng đụng đến. Hắn nghe xong vội vàng đồng ý, ngay sau đó liền thấy Tề Bạch Ngọc đến tìm hắn. Muội phu, quá tốt rồi, hắn biết hắn ta sẽ tham gia buổi tụ họp của con cháu võ quan mà. Cho nên xà phòng kia có thể cắt cho hắn một ít hàng, bây giờ lên giá đến 10 lượng bạc một cục xà phòng rồi. Muội phu nhất định phải giúp hắn giải quyết nguồn hàng đó, hắn ta cút cho hắn. Lão tử hắn hận không thể tránh xa đồng đội heo ra, còn nữa ai là muội phụ của hắn ta? Thiếu gia uy vũ, đánh cả nhi tử của Bình Bộ Thượng Thư, hắn nghe xong liền sững người. Ngay sau đó liền thấy một đám con cháu võ quan bao vây hắn lại. Nghe nói Lý Thiếu là quỷ tài đầu tư, vậy phải dẫn dắt bọn hắn cùng nhau phát tài đó. Bọn họ có thể bình thường một chút không? Bọn họ đều điên cả rồi, đừng đuổi theo hắn. Hắn khó lắm mới chạy ra khỏi đám bảo vây, sau đó thì có một bàn tay chìa ra, hắn liền lập tức kéo nàng ta qua. Không ngờ vậy mà lại là Phương Thi Thi, nàng ta sao lại ở đây vậy? Lý Thiếu, có thể nói chuyện một lát không? Có chuyện gì Phương tiểu thư cứ nói thẳng là được. Mà nàng ta vừa mới nói ra hai chữ hôn sự, hắn liền bị dọa đến mức nhanh chóng bỏ chạy. Lý Cảnh Long, nàng ta có khiến huynh thấy ghét bỏ như vậy sao? Là nàng ta không đẹp sao? Hắn liên tục vẫy tay. Vậy là vì nàng ta quá ngu ngốc, Lý Thiếu không vừa mắt sao? Cả kinh thành đều biết Phương cô nương văn tài lỗi lạc, đương nhiên không phải rồi. Vậy vì sao huynh lại một mực từ chối hôn sự, còn không đến cưới nàng ta? Hắn nghe xong liền sững người, ngay sau đó liền kéo hắn lại, hắn vậy mà lại bị một nữ cưỡng hôn rồi. Sau đó liền thấy nàng ta đã đi xa, Cảnh Long, tháng sau nàng ta đợi huynh đến cưới nàng ta. Không được đâu, hắn sẽ bị tru đi 10 tộc đó. Thiếu gia, người phá của ngày càng ưu tú rồi, sắp chấn động cả kinh thành rồi, xem ra hắn không thể quá phô trương. Ngươi mau giúp hắn nghĩ cách làm sao để bảo vệ danh xưng bại gia của hắn, còn có thể khiêm tốn kiếm tiền.
thiếu gia, Phú nhị đã ưu tú như người, còn muốn khiêm tốn, thật sự giá khó rồi. Ngay lúc hắn tiến thoái lưỡng nan thì thấy ở đằng sau một tên công công bước đến. Cái gì? Hắn nói hoàng thượng muốn gặp hắn. Tên phá gia chi tử ngày thường ăn chơi lêu lổng, trong thời gian mấy ngày lại biến thành người giàu có nhất Đại Minh, lúc này thậm chí trực tiếp kinh động đến cả hoàng đế. Mà ngay sau đó hắn bị Trương công công dẫn vào trong cung. Tiểu công gia cũng đã lâu không vào cung rồi, thánh thượng chỉ đích danh muốn gặp ngài, đây là vinh dự vô cùng lớn lao đó. Hắn nghe xong liền lập tức giữ người, Chu Nguyên Chương vì sao lại muốn chỉ đích danh gặp hắn? Chẳng lẽ chuyện hắn phá của bị ông ta biết được rồi à? Cảm giác lần này sắp tiêu rồi. Sau khi vào đại điện, hắn liền nhìn thấy Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương, hắn vội vàng làm lễ quỳ bái. Trong lòng nghĩ Chu Nguyên Chương cũng khá đẹp trai, so với tranh trên mạng lưu truyền hậu thế không giống chút nào cả. Chỉ thấy ông ta đột nhiên đập lên ghế rồng, "Lý Cảnh Long, ngươi có biết tội không?" Hắn ngay lập tức bị dọa đến nỗi câm nín ngu người rồi. "Bệ hạ, Cảnh Long rốt cuộc là phạm tội gì vậy?" Ông ta liền làm một động tác tay, Trương công công liền lấy ra một quyển sổ nhỏ, bên trong ghi chép lại tất cả những khoản đầu tư gần đây của hắn. Mấy lần đầu tư này đều thu lợi phong phú, nhất là xà phòng, gần đây bán chạy khắp kinh thành. Lý Văn Trung cả đời cẩn thận, không nghĩ lại sinh ra một tên nhi tử gan lớn tày trời như ngươi. Bây giờ cả kinh thành đều biết ngươi có cách kiếm tiền. Lúc này hắn mới nhớ đến cha già của hắn lúc trước nhắc nhở hắn, quan viên tham ô 100 văn liền bị xử tội chết. Hắn vội vàng nghiêm túc nói, bệ hạ, Cảnh Long quả thật là thích làm ăn buôn bán, nhưng tiền mà hắn kiếm, mỗi một đồng đều rất rõ ràng, tuyệt đối không cậy thế ức hiếp người khác. Vật này là chính là xà phòng à, hắn vội vàng gật đầu. Ngay sau đó liền thấy một cục xà phòng bị vứt xuống chân hắn, xem ra Chu Nguyên Chương để ý đến sản nghiệp xà phòng của hắn rồi. Hắn không nên hưởng lợi xà phòng một mình, sau khi trở về sẽ đem phương thức chế tạo giao cho bệ hạ, xem như hắn còn có chút lương tâm. Ngay lúc hắn đang định mượn thế chạy trốn, trở lại cho lão tử, ông ta cho ngươi đi rồi à? Đúng là gan chó to bằng trời, hắn vội vàng quỳ xuống. Hắn không dám, ông ta chưa nghĩ đến người nào gan to hơn ngươi. Sản nghiệp xà phòng này của hắn ông ta không cần, hắn nghe xong mặt mũi sững sờ. Thiên tử giàu có bốn phương, sao có thể tranh giành lợi ích với con dân? Chỉ cần ngươi làm người chính trực thì ông ta sẽ không trách ngươi. Mà ngay trước lúc hắn về, Chu Nguyên Chương ra lệnh cho hắn tháng sau cưới Phương Thi Thi. Nếu như hắn có sai sót gì, ông ta nhất định trị tội của hắn. Hắn nghe xong liền giữ người, mà hắn vừa bước ra khỏi đại điện, liền nhìn thấy Cẩm Y vệ Đoạn Thành bị bắt trói lại. Tiểu công ra cứu hắn, mặt tướng vô tội, hắn phạm phải chuyện gì vậy? Phụng khẩu dụ của bệ hạ, Đoạn Thành cấu kết ngoại thần, tội không thể tha, phải chém. Ngay sau đó liền thấy hai người lập tức rút kiếm ra, sau đó một đao chém đầu. Hắn nhìn thấy thi thể của Đoạn Thành lập tức ngu người rồi. Chu Nguyên Chương cố ý giết hắn ta để cảnh cáo hắn. Hắn vậy mà lại quên bây giờ là Minh Sơ, cho dù hắn kiếm được nhiều tiền đến đâu, chỉ cần một mệnh lệnh của thiên tử, bất cứ lúc nào cũng có thể bị cướp đoạt tất cả. Vậy thì hắn nỗ lực như vậy còn có ý nghĩa gì chứ? Hắn không phục, hắn lúc này mới bỗng tỉnh ngộ, khó trách cha già lại bảo hắn phá của, mà ở phía sau hắn đột nhiên chìa ra hai bàn tay, hắn lập tức đè hắn ta xuống đất. Lão đại là bọn hắn đây mà, không ngờ lão đại thân thủ tốt như vậy. Cảnh Long, hắn sợ là có vài chuyện bí mật muốn nói với ngươi, nhưng mà phải đảm bảo giữ bí mật mới được. Lúc này hai người bọn hắn nhìn về phía Lâm Phóng ở một bên, ngay sau đó lập tức đá hắn ra ngoài. Hắn nghe nói hôm nay Yên Vương cũng bị triệu vào cung rồi, nghe nói gần đây Long Thể bệ hạ bất an, hắn đoán rằng sợ là đang dọn đường cho Hoàng Thái Tôn rồi. Thiên tử đời tiếp theo Hoàng Thái Tôn sao? Chắc là tính dùng Yên Vương chống trả Mông Nguyên, dùng Mộc Gia hắn trấn thủ Tây Nam, còn hắn gần đây trói mắt như vậy, có cách kiếm tiền, có thể làm thừa tướng. Thừa cái đầu ngươi á, cha già hắn là đại lão quân sự, làm sao có thể để hắn làm thừa tướng? Đừng nói những chuyện này nữa, bây giờ có một chuyện cấp bách hơn, bệ hạ bảo hắn phụng chỉ tán gái. Cái gì? Ngay sau đó liền thấy bốn người nghe lén bên ngoài, trực tiếp đè rớt cửa rồi. Lão đại mau nói hoàng thượng sắp xếp ai cho huynh. Sau khi biết được là Phương Thi Thi thì lập tức mặt mũi kinh khủng, hoàng thượng không bằng chém đầu hắn cho rồi. Phương Hiếu Nho bị Yên Vương Chu Lệ Chu Di 10 tộc, ngay cả hàng xóm của bọn họ cũng bị chém đầu, hắn ta mẹ nó không muốn nhảy vào hố lửa đâu. Mộc Ngang nghe xong còn cảm thấy đây là tin tức tốt, hắn nghe xong liền sững sờ. Nếu như bệ hạ để ngươi cưới nữ nhi của Phương gia, vậy chính là thiên tử chỉ hôn, là vinh dự lớn lao đó. Hắn nghe xong liền cảm thấy rất có lý, sau đó lại bị Chu Doãn Văn triệu vào phủ. Cảnh Long, ngươi xem món thọ lễ mọi người chuẩn bị như thế nào. Hắn vừa nhìn thấy người đến là đám đầu trâu mặt ngựa, lập tức mặt mũi cạn lời, hắn thấy bọn họ biểu diễn không hay à? Hắn không có xem thường các vị, hắn là nói tất cả những tiết mục ở đây đều là rác rưởi. Lời này vừa nói ra tất cả mọi người ở phía sau hắn đều chỉ trò trò, còn Chu Doãn Văn nhìn hắn như thể đã tính toán trước, không nhịn được lộ ra một chút ý cười. Nếu như ngươi đã có lòng tin như vậy, vậy thì để bọn hắn xem thử thọ lễ mà ngươi đã chuẩn bị đặc sắc như thế nào đi. Nếu đã thế, vậy hắn bêu xấu vậy. Ngay sau đó liền thấy ngoài cửa một đám người bao vây bọn hắn lại. Hai người bọn hắn tức khắc bị dọa đến câm nín ngu người. Không ngờ người đến chính là Ngưu Nhị, hơn nữa còn xin thể hiện quà chúc thọ trước. Nếu như bọn họ muốn hiến bảo, vậy cứ để bọn họ thể hiện trước đi. Mấy người họ ngay lập tức lộ ra biểu tình mưu kế đã đạt được. Đại ca bọn hắn bắt trước thọ lễ của hắn ta, khiến hắn ta thua không còn manh giáp.
Lý Cảnh Long hôm nay trước mặt mọi người, hắn ta muốn hắn mất hết mặt mũi, hắn nghe liền sững sờ. Ánh mắt của hắn nhìn theo cử chỉ tay của Ngưu Nhị, quả nhiên Ngưu Nhị vẫn muốn tiếp tục bắt chước hắn. Lão đại, đây không phải là cực lạc của bọn hắn sao? Lời còn chưa nói xong liền nhìn thấy một vị thiếu niên bóng rổ bước ra. Ba người bọn hắn lập tức sững người, đây là thứ gì chứ? Đây chính là thọ lễ mà bọn hắn chuẩn bị, ca múa gà hắn quá đẹp, Hoàng Thái Tôn xem xong có phải rất động lòng không? Đủ rồi, mau đuổi đám người này đi ra ngoài. Mấy người họ nghe xong ngay lập tức mặt mũi kinh khủng, điện hạ, có chuyện gì sai sao? Trước mặt ông nội hát gà này gà nọ là chê sống lâu quá sao? Sau đó liền thấy mấy người bọn họ cùng ôm nhau đau buồn. Điện hạ, không phải giống như người nghĩ đâu, là tên tiểu tử Lý Cảnh Long kia đào hố bọn hắn. Lúc này hắn không nhịn được vui sướng trong lòng. Để viết khúc múa kia, hắn đã chuẩn bị mười mấy phương án, có thể là bọn họ trộm sai phiên bản rồi đó. Chỉ thấy Chu Doãn Văn ho hai tiếng, Cảnh Long, vẫn là xem phần thọ lễ ngươi đã chuẩn bị đi. Ngươi ngàn vạn đừng khiến hắn thất vọng đó. Hắn nghe xong gật gật đầu. Ngay sau đó một nhóm vũ nữ liền bước vào trong. Đám người Ngưu Nhị còn chuẩn bị đợi hắn mất mặt, sau đó lại bị ngạc nhiên rớt cả cằm. Ngay cả Chu Doãn Văn cũng trừng lớn hai mắt. Một đoạn vũ đạo đơn giản lại khiến một đám quan lại quý tộc xem đến mặt đầy nước mắt. Hoàng Thái Tôn xem rồi cũng không nhịn được trừng lớn hai mắt. Ngay sau đó thì thấy hắn ta cả người run rẩy, sau đó cắn chặt răng. Đầu óc hắn bỗng nhiên kinh hoàng, không hay, Hoàng Thái Tôn hình như sắp tức giận rồi. Chỉ thấy hắn ta bỗng nhiên đứng dậy, vũ đạo này thật sự quá tuyệt rồi. Hắn và Lâm Phóng xém chút chết ngay tại chỗ. Nói vậy thì Hoàng Thái Tôn rất hài lòng với phần lễ vật này rồi, hài lòng, vô cùng hài lòng. Hắn quyết định rồi, bài ca múa này sẽ trở thành thọ lễ mà hắn tặng cho ông nội. Bọn người Ngưu Nhị thấy hắn lần nữa đạt được sự thưởng thức của Hoàng Thái Tôn thì cũng nói kháy. Nhưng đây chỉ là điều trong dự kiến của hắn. Rất nhanh đã đến thọ thần của hoàng đế, quân vương các nơi từ bốn phương tám hướng đều đến, có Tương Vương Chu Bách, Thục Vương Chu Xuân, Sở Vương Chu Trinh, Tề Vương Chu Phủ. Sau khi chúng thần hành lễ với hoàng đế, Chu Doãn Văn cũng không ngoài ý được hoàng đế ban ghế ngồi. Lão đại, có lòng tin với lễ vật tặng cho hoàng thượng lần này không? Sợ gì chứ, con người đều bị bức bách mà ra. Đệ đừng có nghĩ linh tinh nữa, bây giờ đang ở trước mặt thánh thượng đó. Sau khi công công hét lớn, tất cả chúc thọ thánh thượng, hắn liền đi về phía trước, nhưng lúc này Yên Vương lại nhìn chằm chằm hắn. Hắn bị dọa đến nỗi mặt đầy mồ hôi lạnh. Ngay lúc nguy cấp, vẫn nên chúc thọ cho hoàng thượng để Hoàng Thái Tôn thấy mình từ hôn. Lão đại, đến bọn hắn rồi, cẩn thận đừng để tư lễ dám bắt được lỗ hổng. Không hổ là bằng hữu cùng nhau xông pha, ngay sau đó liền thấy Lâm Phóng bị Lâm Công Công bắt ngay tại trận. Sau khi ngồi vào chỗ, liền nhìn thấy Thục Vương tiến lên phía trước. Không ngờ Thục Vương cũng chuẩn bị biểu diễn ca múa, Chu Doãn Văn cũng vô cùng cạn lời. Sau đó biểu diễn bắt đầu, hắn vừa nhìn thấy khá phô trương, sẽ không trùng với vũ đạo của hắn chứ. Tên Thục Vương này thật không đơn giản, Mộc Ngang, mau nói Thục Vương làm sao vậy? Thục Vương được bệ hạ gọi là hoàn tú tài đó, tiết mục mà hắn ta chuẩn bị nhất định không đơn giản. Cảnh Long, ngươi phải cẩn thận một chút đó, lúc này Phương Hiếu Nho đột nhiên xuất hiện. Con rể, Thục Vương cũng là học trò của ông ta đó. Hắn lúc này đột nhiên nhận ra điều gì đó, thì ra cái vấn đề nan giải Thục Vương này là do Phương Hiếu Nho ra để cho hắn. Cái tên không biết xấu hổ nhà ngươi, đừng ngăn cản hắn, hắn muốn chém chết ông ta. Mà Phương Hiếu Nho lại ở một bên vui sướng khi thấy người ta gặp họa, mà biểu diễn ca múa của Thục Vương cũng đạt được sự tán thưởng của một đám đại thần bài ca múa này, rất mạnh đó. Học trò mà ông ta dạy dỗ ra đương nhiên mạnh. Lý Cảnh Long, ngoan ngoãn vào trong bát của ông ta đi. Chẳng lẽ hắn thật sự sẽ trở thành con rể của Phương gia sao? Lúc này nhìn thấy một em bé xuất hiện, con heo hắn sinh nhật vui vẻ. Phương Hiếu Nho vừa nghe lập tức mặt mũi kinh hoàng, hoàng đế cũng xém chút bị chọc tức đến nỗi mắc bệnh tim. Phụ hoàng nó hát là chúc người sinh nhật vui vẻ, khẩu âm tứ xuyên, người hiểu mà. Ông ta quan tâm hắn ta khẩu âm gì chứ, lăn xuống đi. Hắn vừa nhìn thấy quả là trời giúp cho hắn, thế mà không làm gì lại thắng rồi. Còn Phương Hiếu Nho lại khóc lóc thảm thiết ở một góc. Lúc này cha già kia của hắn lại dám xông lên trước họng súng. Hắn lập tức sững sờ, cha lúc này đi lên làm gì vậy? Là muốn cùng với Thục Vương hai tên gà đấu với nhau sao? Đây là hoàn cảnh xấu mặt vô cùng của Lý Văn Trung. Xuất thân võ tướng như hắn vậy mà tặng tranh chữ cho hoàng đế. Chu Nguyên Chương vừa nghe liền trừng lớn hai mắt, ông ta chuẩn rồi. Chỉ thấy một tên võ tướng cầm bút lông lên, cũng ra dáng bắt đầu viết trên giấy. Hành động này khiến mọi người ở một bên dọa đến nỗi mắt chữ A mồm chữ O. Sau khi hoàn thành, mấy người bọn họ lập tức ngạc nhiên rớt cả cằm. Cha già, hắn đây đúng là bêu xấu rồi. Chu Nguyên Chương lúc này cũng vô cùng bất lực. Bệ hạ, xin hãy trị Lý Văn Trung tội bất kính. Tào Quốc Công là danh tướng đánh trăm trận của Đại Minh, lại học đòi văn nhân múa bút làm văn. Hắn ta chính là đang chào phúng bệ hạ không thể dung nạp hắn ta, do vậy cố ý viết những chữ xấu này cho bệ hạ xem. Lúc này Chu Nguyên Chương mặt mũi tái mét, Thục Vương cũng nhận ra được sự tình không ổn. Ngưu Hạ tên không biết xấu hổ nhà hắn, lại muốn đạp phụ thân hắn để lên cao. Bệ hạ, hắn tuyệt đối không có ý này, xin bệ hạ minh xét. Tào Quốc Công rõ ràng không hiểu thư pháp, lại muốn dùng chữ xấu chúc thọ, rốt cuộc là có tâm ý gì? Đủ rồi. Một câu nói của hoàng thượng ngay lập tức dọa hai người bọn họ câm nín ngu người, mà hắn lúc này trong lòng nghĩ ra một kế, vội vàng bước lên trước. Bệ hạ chuyện vui lớn đó. Chu Doãn Văn cùng Thục Vương lập tức mặt mũi kinh hoàng,
chuyện vui ở đâu ra? Người học võ giống như phụ thân của hắn cũng bắt đầu học tập thư pháp, đây không phải là thể hiện thiên hạ thái bình sao? Hắn chúc mừng cho bệ hạ, chúc mừng cho thiên hạ bách tính, chúc mừng cho đại minh. Hoàng đế vừa nghe lập tức lộ ra vẻ mặt tươi cười. Đây chính là lời chúc hay nhất mà ông ta nghe được. Hắn vội vàng kéo cha già kia của hắn xuống, mà một loạt hành động này của hắn cũng bị Thục Vương nhìn thấy. Tên Ngưu Hạ kia lúc này còn muốn thêm dầu vào lửa. Ngưu đại nhân thật là hết lòng hết dạ, vậy thì ông chuẩn bị thọ lễ gì cho bệ hạ vậy? Thọ lễ của cha hắn chắc chắn khiến bọn họ không có chỗ dung thân. Bệ hạ, quà mừng mà hắn chuẩn bị cho bệ hạ tên là Nhất Thống Giang Sơn. Sau đó liền nhìn thấy một đôi thùng ngọc xuất hiện trước mắt. Tất cả đại thần đều nhìn xem, Cảnh Long đây đúng là ngọc tốt đó. Đôi Nhất Thống Giang Sơn này là thợ ngọc chọn lựa điền ngọc thượng hạng, dùng 3 năm mới điêu khắc xong. Lý Cảnh Long lần này hắn ta thua chắc rồi, thử hỏi hắn ta có phục không. Hắn hiến ngọc này cho bệ hạ, chúc bệ hạ Nhất Thống Giang Sơn, chúc đại minh hắn Giang Sơn bền vững. Hoàng đế vừa nghe liên tục tán thưởng, khoan đã, Ngưu đại nhân, hắn có thể xem thử thùng ngọc này của ông không? Lúc này đám người Lâm Phóng mặt mũi kinh hoàng, thần tử ở phía sau cũng không ngừng bàn tán hắn, mà hắn lúc này bước lên phía trước. Có dám để hắn xem thử Nhất Thống Giang Sơn của ông không? Nếu như hắn có hứng thú như vậy, vậy mời đến thưởng thức một phen. Sự chiếu cố của hắn với nhi tử của ông ta thế nhưng lúc nào cũng khắc ghi trong lòng. Mà hắn lúc này khẽ cười, nhấc một trong hai cái thùng ngọc lên, trực tiếp đập thành mảnh vỡ. Lý Cảnh Long ngươi thật là gan chó tày trời. Bệ hạ, xin hãy ra mặt cho ông ta, chị Lý Cảnh Long tội đại bất kính. Còn hắn lúc này sớm đã nghĩ ra được đối sách. Hắn cố ý đập thọ lễ của hoàng thượng thành mảnh vỡ, nhưng hắn không những không bị trị tội, còn khiến Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương càng thêm tán thưởng hắn, chỉ bởi vì Nhất Thống Giang Sơn mà Ngưu đại nhân kia tặng chỉ là hai cái thùng ngọc. Bệ hạ, từ xưa chỉ có Nhất Thống Giang Sơn, từ đâu có Lưỡng Thống Giang Sơn chứ? Ngưu đại nhân tặng hai cái thùng ngọc là có ý gì? Ngưu Hạ nghe xong lập tức mặt mũi kinh hoàng, đang muốn quỳ xuống nhận tội với hoàng đế, còn hắn lúc này này ở phía sau gọi ông ta lại. Đây chỉ là hành động vô ý giống như Lý đại nhân, bây giờ hai thùng biến thành một thùng cũng là điểm báo tốt. Ngưu Hạ nghe xong lại mừng đến chảy nước mắt. Bệ hạ, hắn hiến Nhất Thống Giang Sơn, mong bệ hạ Giang Sơn bền vững, phần lễ vật này ông ta nhận rồi. Đang lúc Ngưu Hạ lẩy ba lẩy bảy chuẩn bị đem cái thùng ngọc dâng lên trên, hắn lại lần nữa cướp qua cái thùng ngọc còn lại. Ngưu Hạ ngay lập tức bị dọa đến nỗi câm nín ngu người rồi, mà hắn chỉ khẽ mỉm cười, sau đó đập luôn cái thùng ngọc còn lại thành mảnh vỡ. Cha già của hắn ngay lập tức mặt mũi kinh hoàng. Bệ hạ phải làm chủ cho hắn đó, cái mặt già nãy của hắn đều bị Lý Cảnh Long đập nát rồi. Lúc nãy nói hai thùng không tốt, bây giờ ngay cả một thùng cũng đập nốt. Lý Cảnh Long, ngươi muốn làm gì vậy? Bệ hạ, xin hỏi Nhất Thống Giang Sơn là dùng cái thùng thống nào? Hoàng đế nghe xong ngay lập tức trừng to cả hai mắt, sau đó lại nghĩ đến điều gì đó. Cái gọi là Nhất Thống Giang Sơn bền vững, thùng ngọc sao mà tốt bằng thùng sắt được. Mọi người nghe xong đều cảm thấy có lý, cha già kia của hắn cũng mừng đến rơi nước mắt. Hắn đúng là sinh được nhi tử tốt đó. Lúc này Ngưu Hạ vội quỳ xuống nhận lỗi, nếu không phải Cảnh Long nhắc nhở, hắn đã phạm phải lỗi lớn. Vừa nói vừa kéo tay của hắn xin được tha cho. Ngưu đại nhân, trong lòng ông lúc này nhất định rất hận hắn phải không? Ông nhất định trách hắn đập vỡ thùng ngọc của ông. Không trách không trách, nếu không phải sự sáng suốt của hắn, ông xém chút đã gây ra họa lớn. Ngưu Hạ lúc này hận không thể xé rách da của hắn, lại chỉ có thể nịnh nọt hắn. Ngưu Hạ, ông ta thấy ngươi càng già càng hồ đồ rồi, phạt ngươi trở về lại đúc một cái thùng sắt tặng đến đây. Ngưu Nhị nhìn thấy cha của mình được miễn tội chết, không nhịn được thở ra một hơi. Còn lòng hư vinh của cha già hắn lại đạt được sự hài lòng vô cùng lớn. Lúc này mọi người ở dưới ồn ào bàn tán, còn Chu Nguyên Chương đập mạnh lên long ỷ. Lý Cảnh Long, ngươi trở về đây cho ông ta. Ông ta cho ngươi đi rồi à? Bệ hạ, mọi việc đã xong xuôi, công đánh không cần kể đến. Lần này thành ngữ ngươi dùng thì đúng rồi, tạ bệ hạ, tạ cái đầu ngươi á. Ngươi cho rằng phạt Ngưu Hạ rồi thì ngươi sẽ không sao à? Cha già kia của hắn xém chút chết ngay tại chỗ. Hắn vội vàng quỳ xuống, bệ hạ, hắn biết tội, bây giờ mới nhận lỗi, muộn rồi. Nếu hắn đã phá hỏng hứng thú của ông ta, vậy phạt hắn dâng lên một phần thọ lễ khiến ông ta hài lòng, không thì ông ta không tha cho hắn. Hắn nghe xong liền sững người, hắn chỉ nhớ chuẩn bị thọ lễ thay cho Chu Doãn Văn, hắn nào còn lễ vật nào nữa. Đây không phải là làm khó hắn sao? Hắn ở thọ lễ của hoàng thượng đập liên tiếp hai món bảo bối, lại vẫn nhận được sự tán thưởng của Chu Nguyên Chương, mà ông ta lúc này bảo hắn lấy ra một món thọ lễ khiến ông ta hài lòng, nếu không thì sẽ chém đầu cả nhà hắn. Hắn chỉ nhớ chuẩn bị thọ lễ cho Chu Doãn Văn, hiến cho bệ hạ thì không có cách nào giải thích với Chu Doãn Văn, không có nào từ hôn, còn không hiến thì sẽ bị Chu Nguyên Chương trị tội. Ngay lúc tiến thoái lưỡng nan, ngoài cửa vọng đến, sứ thần nước Triều Tiên đến, đó không là nước thuộc địa của Minh Triều sao? Ngay vào lúc hắn đang ngơ ngẩn, còn đứng hình làm gì thế, còn không mau đi tiếp đãi sứ thần. Hắn vô cùng uất ức, không phải có người chuyên tiếp đón sứ thần sao? Lúc này thì thấy một đám người dân Triều Tiên bước vào, vãi, đây là nhóm idol à? Người dẫn đầu đi đến chính là Lý Phương Viễn của nước Triều Tiên. Hắn vội vàng lên trước tiếp đón, không ngờ lại bị hắn trào phúng một phen. Hắn xem chút không kiềm chế được lửa nóng trong lòng, liền muốn xử lý hắn ta. Sau đó hắn ta bước về phía trước, hắn đại diện cho phụ thân, đến chúc thọ bệ hạ, bây giờ dâng lên thọ lễ. Những cái này đều là sản phẩm đặc biệt ở nước hắn, hy vọng bệ hạ sẽ yêu thích.
đều là họ Lý cả. Tiếc là Lý Thị ở Triều Tiên đều là loạn hắn tặc tử, cha già ông nói cái gì vậy chứ? Tên tiểu tử này chủ động dựa dẫm Đại Minh, ngay cả quốc danh Triều Tiên cũng là bệ hạ đặt cho. Hắn nghe xong liền sững người, còn có chuyện này sao? Tiếc rằng bệ hạ không thích loại hắn như vậy, chỉ phong thưởng tự trị quốc sự. Hắn lúc này bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra Lý Thị Triều Tiên tôn Đại Minh là mẫu quốc. Ngay vào lúc này hoàng đế lại một lần nữa gọi hắn đến. Bệ hạ có chuyện gì cần sai bảo, phần lễ vật của hắn có thể lấy ra rồi. Ông ta biết hắn đã biên tập một ca khúc không tệ, tên tiểu tử Lý Phương Viễn này có hơi kiêu ngạo, hắn đi đàn áp hắn ta một chút. Bệ hạ, bọn hắn ức hiếp bạn bè quốc tế không tốt lắm đâu. Nếu không thể biểu diễn đặc sắc, đem đầu đến gặp, hắn cũng không dám chỉnh mảng, chỉ có thể mời vũ đạo của hắn ra trước, tất cả đại thần đều nhìn. Không thể quan tâm đến chuyện từ hôn nữa, phải qua cửa trước mắt đã rồi nói. Hắn vừa mời nhạc đội ra, lại thấy Lý Phương Viễn xin biểu diễn ca vũ trước. Lý Phương Viễn, hắn ta lại cướp ngang chuyện tốt của hắn. Xin bệ hạ định đoạt, người đến là khách, vậy để khách biểu diễn trước đi. Hắn nghe xong liền giữ người, lát nữa nếu như ca múa của hắn thua khách đến, ông ta vẫn muốn cái đầu chó của hắn. Không nghĩ rằng vũ đạo của Lý Phương Viễn vừa mới lên đài, liền khiến mọi người ở dưới xem đến mắt chữ A mồm chữ O. Màn biểu diễn lúc nãy là ca múa truyền thống A Lý Lang của nước hắn, bệ hạ nghe xong có phải rất động lòng không? Hoàng đế tuy rằng hoàn toàn không hiểu là hát cái gì, nhưng chỉ có thể nói là không tệ, mà hắn lúc này không nhịn được cười lớn. Lý Phương Viễn nghe thấy còn chuẩn bị xem hắn xấu mặt. Cảnh Long, ông ta đã đợi sốt ruột lắm rồi, bây giờ sẽ bắt đầu, mời sứ thần Triều Tiên cùng thưởng thức. Được thôi, hắn đang muốn xem thử hắn ta có chỗ nào hơn người. Khi biểu diễn bắt đầu, hoàng đế ngay lập tức trừng lớn hai mắt. Tất cả đại thần cũng vô cùng tán thưởng với màn biểu diễn, mà lúc này hắn hét lớn một tiếng, lên hiệu ứng. Trên đài liền xuất hiện rất nhiều bong bóng, người Minh triều nào đã gặp qua đồ vật của 400 năm sau, kích động đến nỗi mặt đầy nước mắt. Hoàng đế cũng không nhịn được liên tục tán thưởng. Bệ hạ, đoạn ca múa lúc nãy thật ra là do Hoàng Thái Tôn chuẩn bị, hắn chỉ là thay Hoàng Thái Tôn hiến cho bệ hạ. Vẫn may hắn thông minh, như vậy thì ước định với Chu Doãn Văn hoàn thành rồi. Mà hoàng đế lúc này lại một lần nữa gọi hắn, bệ hạ, vẫn còn chuyện gì sao? Ông ta muốn ngươi hiến thọ lễ, kết quả ca múa là do Doãn Văn chuẩn bị, vậy thọ lễ của ngươi đâu? Nếu như hôm nay không thấy, ông ta vẫn trị tội của ngươi. Cha già của hắn mặt mũi kinh hoàng, Ngưu Nhị ở một bên cũng đợi xem hắn xấu mặt. Bệ hạ, thật ra lễ vật chuẩn bị cho bệ hạ, hắn đã chuẩn bị xong rồi. Thọ lễ người khác tặng cho hoàng thượng đều là bảo vật vô giá, mà hắn lại tặng một viên gạch nát. Đám người Ngưu Nhị thấy vậy còn chuẩn bị xem hắn xấu mặt. Ngay sau đó hắn sai thuộc hạ bưng lên một thùng nước xà phòng, sau đó thì dùng đạo cụ thổi ra bong bóng. Mọi người xem còn nghĩ rằng hắn đang biểu diễn ma thuật. Bệ hạ, lễ vật hắn hiến cho bệ hạ chính là xà phòng. Lý Cảnh Long, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Đừng nghĩ chỉ dựa vào xà phòng thì có thể qua loa cho xong rồi sao? Mà hắn lúc này bắt đầu chém gió. Xà phòng này là đồ quý giá để tẩy rửa, khả năng tẩy bẩn so với bồ kết trước kia mọi người dùng thì mạnh hơn cả trăm lần, lại có thể dùng lâu hơn. Đại Minh ân trạch bốn phương, trừ lễ nghi ra còn có vẻ đẹp của phục trang, mà những phục trang này không thể thiếu tẩy giặt. Hắn nguyện mỗi tháng tặng 1.000 cục xà phòng vào hoàng cung để cho bệ hạ và các vị quý nhân sử dụng, để bệ hạ duy trì tinh thần sáng láng. Nghe nói dùng xà phòng còn có thể tăng thêm tuổi thọ đó. Hoàng đế nghe xong cũng bị hắn lừa bịp đến vô cùng ngờ vực. Được rồi, phần lễ vật này của ngươi, ông ta nhận rồi. Tạ bệ hạ, mà hắn lúc này không nhịn được cười thầm. Lần này ngay cả hoàng đế cũng dùng xà phòng của hắn, sản nghiệp xà phòng của hắn sau này nhất định sẽ càng thêm hot. Thần tử ở đằng sau cũng ồn ào bàn luận về hắn. Lý Cảnh Long, mối thù này kết rồi, ông ta không tha cho hắn đâu. Không hổ là con rể của Phương gia ông ta, làm ăn đến cả chỗ của bệ hạ rồi. Phương đại nhân hắn nói gì vậy? Ngay cả bệ hạ cũng dùng xà phòng của Lý Cảnh Long, thiên hạ này không phải là người người bắt chước sao? Ông ta sắp phát tài lớn rồi. Cảnh Long, ngươi mau cưới nữ nhi của ông ta đi, hạnh phúc nửa đời sau của ông ta dựa vào hắn cả. Mà lúc này Lý Phương Viễn ở phía sau gọi hắn, cái xà phòng kia có thể bán cho hắn một ít không? Huynh đệ, bọn ngươi dùng bồ kết không thơm à? Sau đó hất tay của hắn ta ra. Màn ca múa lúc nãy của hắn nếu không phải có xà phòng, nhất định là không bằng A Lý Lang của bọn hắn. Cho ngươi cơ hội sắp xếp từ ngữ nói lại một lần nữa, cho dù nói 10 lần thì vẫn là A Lý Lang hay. Hắn lúc này lập tức sững sờ, sau đó lấy ra một cục xà phòng, mà thái độ của hắn ta lúc này cũng liền thay đổi. Hắn miệng thì nói không thèm, cơ thể không phải vẫn thành thật hơn à? Nếu như ngươi thật sự muốn, một cục xà phòng giá không thể ít hơn 10 lạng bạc. Hắn còn nghĩ giá cả đưa ra quá đắt rồi, không ngờ đến hắn ta lại nói giá 10 lạng bạc một cục thì quá rẻ. Nếu hắn chê rẻ, hắn có thể tăng giá thêm nữa. Mà lúc này công chúa nước An Nam gọi hắn, không biết người nước nàng ta có thể mua xà phòng không? Đương nhiên là được rồi, hắn thích làm ăn với mỹ nữ. Vậy xin hỏi công tử một cục bao nhiêu ngân lượng? Thấy nàng ta vô cùng có thành ý, 5 lượng bạc một cục là được rồi. Mà lúc này Lý Phương Viễn nghe được ngạc nhiên rớt cả cằm. Cảnh Long lui xuống đi, lại dám làm ăn ngay ở trong yến tiệc sinh nhật của ông ta. Bệ hạ, thật ra hắn vẫn còn một món lễ vật muốn tặng cho bệ hạ. Hoàng đế nghe thấy lập tức trừng to cả hai mắt. Phần lễ vật này là hắn tặng thay cho Yên Vương. Người khác ở thọ lễ của hoàng đế đều chỉ vâng vâng dạ dạ, mà hắn lại dám ở thọ lễ làm ăn với Chu Nguyên Chương.
Xà phòng mà hắn tặng không chỉ đạt được sự khẳng định của ông ta, còn khiến hoàng đế miễn phí quảng cáo cho hắn. Mà còn chưa hết, lúc này hắn nhắc đến muốn tặng thay cho Yên Vương một phần lễ vật. Hoàng đế vừa nghe liền bỗng có hứng thú, ngay sau đó một cái bình thủy tinh lởm liền xuất hiện trong tay hắn. Mọi người nhìn thấy đều cảm thấy không có gì đặc biệt. Hoàng đế lúc này cũng hơi thất vọng với phần lễ vật này. Nói cái thùng ngọc của ông ta không bằng thùng sắt, cái bình thủy tinh lởm trong tay ngươi tính là gì? Là muốn đập vỡ trước mặt bệ hạ, sỉ nhục chính mình sao? Như đại nhân, không hiểu đừng nói bậy, sẽ bị người khác cười chê sự thiếu hiểu biết của mình đó. Như hạ nghe xong hận không thể đâm hắn một đao. Bệ hạ, thọ lễ của bệ hạ không phải là cái bình này, mà là vật ở bên trong bình. Vậy ngươi nói xem ở trong bình là cái gì? Vật ở trong bình chính là rượu. Yên Vương vừa nghe bỗng mặt đổ mồ hôi lạnh. Rượu này có gì đặc biệt sao? Sao lại dám tặng rượu làm thọ lễ cho phụ hoàng? Mà hắn lúc này vô cùng tự tin. Bệ hạ, rượu của hắn không giống những loại rượu khác, bệ hạ uống thử liền biết. Tiểu công gia, hắn thay hoàng thượng thử trước rượu này của ngài. Ngay sau đó liền thấy Trương Công Công một ngụm uống cạn. Trương Công Công rượu này như thế nào? Chỉ thấy hắn cúi đầu không nói gì. Yên Vương lúc nãy cũng nhìn chằm chằm xem trạng thái của bọn hắn, sau đó liền thấy hắn như núi lửa phun trào. Bệ hạ, là rượu ngon rất thơm rất mạnh đó. Ngay sau đó liền thấy hắn ngã xuống đất không dậy nổi. Đây là rượu gì vậy? Sao mà một ly đã say khướt rồi? Bệ hạ, đây là rượu mà hắn đã dùng công nghệ đặc thù tăng độ nguyên chất, tên là Ngưu Lan Sơn Nhị Oa Đầu. Rượu này tính mạnh, phù hợp nhất với nơi lạnh giá như Tây Bắc, có thể làm ấm người cho tướng sĩ, có thể khử độc cho vết thương, chính là thứ phải có khi ở nhà, đi du lịch, hành quân đánh trận, có thể xưng là bảo vật của một nước. Hoàng đế lúc này nửa tin nửa ngờ, mà lúc này Ngô Chi Sơn của Thái Y Viện bước lên. Bệ hạ, hắn đã thử nghiệm loại rượu này, nếu như đắp thuốc lên, có thể điền tinh bổ tủy, tăng thêm tuổi thọ. Hoàng thượng vừa nghe liền trừng lớn cả hai mắt. Không chỉ như vậy, nếu như binh lính bị thương, dùng rượu này có thể khiến miệng vết thương không dễ bị viêm, có thể giảm rất nhiều thương tích bệnh tật đó, đồng thời còn là bảo vật xua tan hàn khí. Mà Ngô Thái Y chẳng qua là từ sớm đã biết, bị hắn dùng đại bảo bối thẻ vàng mua chuộc. Lúc này hắn hoàn thành nhiệm vụ xém chút bay lên tại chỗ. Lúc này Ngưu Nhị xông ra, Lý Cảnh Long, ngươi sao chép tên của hắn? Kháng nghị vô ích, Minh Triều không có cơ chế bản quyền. Mà ngay lúc này hắn đang được hoàng đế xem trọng, Ngưu Nhị không thể tiếp tục truy cứu. Nếu như rượu này thật sự tốt như vậy, ông ta có thể đích thân ban tên và phong là ngự tử. Tạ bệ hạ thích là tốt rồi. Mà lúc này thái độ của Chu Nguyên Chương với Yên Vương cũng lập tức chuyển biến. Thần tử phía dưới cũng cảm thấy Yên Vương nhìn người đúng rồi. Thật là hậu sinh khả úy, rượu này sợ là sẽ bán rất chạy khắp Đại Minh. Lời này vừa nói ra, liền thấy Lý Phương Viễn một lần nữa bước lại. Hắn ta muốn cả rượu à? Triều Tiên bọn họ không phải là đất rộng của nhiều sao? Ngay sau đó liền thấy một tên sứ thần vì số rượu đó mà quỳ xuống xin hắn. Một bình nhị oa đầu nho nhỏ lại khiến sứ thần nước Triều Tiên tự mình quỳ xuống, còn hùng hồn nói chỉ cần hắn bán cho hắn ta, không cần biết là bao nhiêu tiền cũng mua. Hắn lúc này lộ ra vẻ mặt cười gian, thiếu gia hắn không cần tiền. Lý Phương Viễn nghe xong xém chút thăng thiên tại chỗ, ngay sau hắn liền đánh cho hắn ta tỉnh. Muốn nhị oa đầu đem đặc sản của bọn họ đến đổi, như là nhân sâm, lông chồn, chân châu, hải đông thành hắn muốn hết. Lời này vừa nói ra, liền nhìn thấy công chúa An Nam ở một bên gọi hắn. Rượu nhị oa đầu kia có thể bán cho nàng ta một ít không? Nàng ta cũng muốn à? Đúng vậy, nước An Nam bọn họ ẩm ướt, nhiều dã thú côn trùng có độc. Hắn nghe liền lập tức giữ người, nhị oa đầu cũng không thể diệt côn trùng. Nói xong liền muốn dùng ngũ độc quý giá nhất đổi lấy nhị oa đầu của hắn. Người An Nam bọn hắn ngâm rượu thuốc, chính là không có gì không ngâm được đó. Biết rồi, bây giờ chỉ thiếu mỗi loại rượu mạnh, một ly đã say như nhị oa đầu thôi. Được rồi, hắn biết rồi, An Nam công chúa vẻ mặt nghi ngờ. Rượu này hắn cũng không cần ngân lượng của bọn họ, chỉ cần đem đặc sản của bọn họ đến đổi. Đặc sản của nước An Nam họ, hoàng kim, mỹ ngọc, ngà voi, cây thuốc, tất cả đều đưa cho hắn. Lời này vừa nói ra, thần tử ở phía sau lập tức đứng hình tại chỗ. Rượu nhị oa đầu vẫn chưa chính thức mở bán, đều đã được đặt trước đưa đến Triều Tiên và An Nam rồi. Phương Hiếu Nho nghe xong lập tức lộ vẻ mặt cười gian. Đừng có cướp với ông ta, Lý Cảnh Long từ sớm đã là con rể của ông ta rồi. Phương đại nhân, dù là quan chức của ông cao, ông ta cũng muốn tranh giành với ông một phen. Vậy thì bọn hắn tự dựa vào bản lĩnh của mình đi. Vừa dứt lời liền nhìn thấy một đám đại thần xông lên trước. Lâm Phóng nhìn thấy hắn bị một đám đại thần tranh giành làm con rể, không nhịn được vô cùng hâm mộ. Còn hắn lúc này nào nghĩ nhiều vậy, nếu không chạy thì chạy không thoát nữa. Sau đó Trương Công Công hét lên, thiên tử thọ yến, thiên hạ cùng vui mừng, ban cho yến tiệc. Bây giờ thì vấn đề thọ lễ đã giải quyết ổn thỏa rồi, ước định với Chu Doãn Văn cũng hoàn thành rồi, có thể bàn đến chuyện từ hôn rồi chứ. Mệnh hắn là do hắn không phải do trời, vận mệnh của hắn sau này được hắn nắm trong lòng bàn tay. Doãn Văn, ước định của bọn hắn có thể thực hiện rồi chứ. Không ngờ hắn ta lại muốn quỵt nợ, hắn nghe xong liền lập tức sững sờ. Ngay sau đó liền nghe thấy, công chúa giá đáo. Cảnh Long, bọn hắn đã lâu không gặp rồi nhỉ. Người này chính là Hàm Sơn công chúa 17 tuổi. Ngưu Nhị nghe thấy hét to một tiếng, hai người bọn họ nhất định có mờ ám. Im miệng, ở nơi đông người hét chuyện này, ngươi muốn bị chém đầu sao? Hắn vội vàng tiến lên chào một tiếng công chúa điện hạ. Ngay sau đó thấy nàng ta bắt đầu khóc, hắn liền bị dọa đến nổi câm nín ngu người rồi.
nàng ta lừa hắn đó, lúc nhỏ hắn thường xuyên bắt nạt hắn, bây giờ chọc hắn một chút cũng không quá đáng chứ. Mà hắn chỉ có thể gật đầu liên tục, sau đó liền thấy nàng ta lập tức đi mất, chỉ để lại một chiếc khăn tay vào tay hắn. Hắn vừa nhìn lập tức đứng hình rồi, không lẽ là đang thả thính hắn à? Lão đại, ám thị rõ ràng như vậy, trực tiếp lên đi. Kia là công chúa đó, hắn làm sao dám đại bất kính như vậy? Sợ gì chứ, đây chính là cầu được phú quý trong hiểm nguy. Hắn nghe xong cảm thấy rất có lý, sau đó liền phản ứng lại. Để cút đi cho hắn, dám đụng công chúa, không bị Chu Nguyên Chương Thiến mới lạ đó. Đúng rồi, hắn vẫn phải đi tìm Chu Doãn Văn nói chuyện từ hôn nó. Ngay sau đó liền thấy Chu Doãn Văn đã chạy mất. Đến đêm khuya, hắn lại bị một đám người bịt mặt trói lại, sau đó ngã mạnh xuống đất. Bọn họ là ai, vì sao lại trói hắn? Sau đó liền nhìn thấy Hàm Sơn công chúa xuất hiện trước mắt. Thân là công chúa của Đại Minh Triều, lại trói một tên phá gia chi tử kinh thành đưa vào phòng mình. Hắn vừa thấy là Hàm Sơn công chúa liền sững người. Cô nam quả nữ lại ở trong phòng, lẽ nào là Cảnh Long? Chẳng lẽ hắn không nhớ chuyện nhỏ của bọn hắn rồi sao? Hắn nghe xong liền bị dọa đến mồ hôi lạnh đầy mặt. Sau đó liền thấy nàng ta lấy ra một tấm ảnh, lúc đó hắn chính là nam hài tử duy nhất nàng ta tiếp xúc, ngoại trừ các ca ca của nàng ta đó. Hắn hiểu rồi, lúc nhỏ cha hắn được bệ hạ ban cho họ Chu, quan hệ của bọn hắn chính là thuần khiết như hắn muội vậy. Chỉ thấy mặt nàng ta liền đen lại, lại nói hắn còn không bằng hắn mèo dưới chân nàng ta. Hắn lập tức bị dọa đến nỗi câm nín ngu người. Nữ nhi của Chu Nguyên Chương hắn nào dám trêu chọc chứ? Ngay sau đó liền thấy nàng ta bảo hắn ngồi bên cạnh nàng ta. Hắn vội vàng quỳ xuống, công chúa có thể tha cho hắn không? Sau đó nàng ta liền đến bên cạnh hắn, Cảnh Long, mấy năm nay hắn nhớ nàng ta không? Hắn nghe xong xấu hổ đỏ mặt, liền nhắc nhở nàng ta là người đã có phò mã rồi. Không ngờ nàng ta lại không kiên kỵ chút nào, hắn vội vàng bước qua một bên. Nàng ta nghe nói mấy năm gần đây hắn còn có danh hiệu phá gia chi tử. Người đừng nghe người khác nói bậy, hắn chính là Liễu Hạ Huệ của Đại Minh đó. Ngay sau đó roi ra liền xuất hiện trong tay nàng ta. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, liền thấy cửa lập tức bị mở ra. Lão đại, mau chạy đi. Lâm Phóng vừa nhìn thấy là xông vào phòng của công chúa, sợ đến nỗi nhanh chóng bỏ chạy. Ngay sau đó liền thấy Mộc Ngang xông vào trong, sau đó liền kéo hắn ra ngoài. May là hôm nay là sinh nhật hoàng thượng, thời gian cấm ở trong cung trễ hơn bình thường, nếu không thì không ra được rồi. Mộc Ngang, sao ngươi lại xuất hiện ở đây vậy chứ? Nếu như hắn không đến, không phải ngươi đã? Ngươi đừng có nói lung tung, Hàm Sơn có phò mã rồi đó. Hắn nghe nói sức khỏe phò mã của Hàm Sơn công chúa không tốt lắm, nghe đồn cho đến bây giờ họ vẫn chưa viên phòng. Cái gì? Còn có chuyện như vậy? Còn không phải do ngươi, lúc nhỏ nói muốn cưới nàng ta. Hắn nghe xong lập tức sững người, hắn từ nhỏ đã biết thả thính như vậy sao? Đừng nói chuyện này nữa, hắn nghe nói Phương Hiếu Nho cầu xin gặp bệ hạ trong đêm, hắn nghi ngờ là ông ta muốn xin thiên tử ban hôn cho ngươi. Ngươi nói cái gì? Phương Hiếu Nho muốn hố hắn à? Bây giờ cửa cung đã đóng, theo như hắn thấy, không bằng để cha ngươi sáng sớm ngày mai lên triều đi dò thám tin tức thử. Được, cứ làm vậy đi. Bây giờ nghĩ lại, nếu như lúc nãy hắn ở lại chỗ công chúa, có thể ngăn cản được Phương Hiếu Nho đó. Sao hắn không nói sớm, đáng đánh. Lần này, hắn vừa thức giấc liền vội hỏi hạ nhân cha hắn đã về chưa. Ngay vào lúc hắn định đến phủ của Chu Doãn Văn tử hôn, A Lưu hét lớn, thiếu gia, lão gia về rồi. Cha hắn về rồi ngươi hoảng gì chứ? Thiếu gia, lần này đại sự không hay rồi. Ngay sau đó liền thấy Trương Công Công bước vào trong viện, sau đó một đạo thánh chỉ liền thưởng Phương Thi Thi cho hắn. Hắn lúc này đầu óc chợt hoảng, xong rồi, lên thuyền của Phương ra rồi. Sau đó liền ngã xuống đất không dậy nổi, xém chút chết ngay tại chỗ. Người khác được bệ hạ ban hôn đều là vinh dự lớn lao, còn hắn thì bị dọa đến nổi xém chút chết ngay tại chỗ. Đến đêm khuya, ngay lúc hắn đang định chạy trốn nguyên đêm, A Lưu lại kéo lấy chân của hắn. Thiếu gia, người đừng đi mà. A Lưu, ngươi thật là có tình có nghĩa, nhưng mối hôn sự này hắn không cưới đâu, ngươi trở về đi. Thiếu gia không phải đâu, đây là hôn sự hoàng thượng ban cho, nếu như ngài chạy trốn rồi, cả nhà bọn hắn sẽ bị chém đầu đó. Ngay sau đó liền thấy nàng ta hét lén, người đâu mau đến đây, thiếu gia muốn chạy trốn. Mà cha già kia của hắn lại bất thình lình xuất hiện, hắn liền bị hai tên đại hán kéo về lại. Nếu như mối hôn sự này là do hoàng thượng quyết định, nhi tử, con nghe theo đi, hắn không muốn đâu, cha mau thả hắn đi. Ngày hôm sau, Chu Doãn Văn tự mình đến phủ thăm hỏi. Hoàng Thái Tôn, ngươi có phải là quá không giữ chữ tín rồi không? Cảnh Long, ngươi cũng đừng trách hắn, đây là ý của ông nội, không phải là hắn không giữ lời đâu. Không nói những chuyện này nữa, hắn có món lễ vật muốn tặng cho ngươi. Ngay sau đó trên tay Trương Công Công liền xuất hiện một bộ hoàng bào, chính là muốn tặng cho hắn bộ hoàng bào này. Bọn họ lăn ra ngoài cho hắn, hắn không cam tâm, hắn không chấp nhận số phận. Đào hôn, nhất định phải đào hôn. Ngay sau đó cha già kia của hắn giống như hồn ma xuất hiện đằng sau hắn. Hắn liền bị dọa đến nỗi mặt mũi kinh hoàng. Nhi tử vẫn là nên bàn bạc mối hôn sự này thôi. Hắn không quan tâm, hắn chính là muốn từ hôn. Nhi tử à, ông ta biết con không thích người nhà Phương gia, nhưng lý ra hắn không có lựa chọn đâu. Đại tướng khai quốc sống đến bây giờ chỉ có một mình ông ta. Lý ra bọn hắn chẳng lẽ lại theo bước Lam Ngọc sao? Hắn nghe xong liền sững người, là ông ta có lỗi với con, để bảo toàn cả nhà, những năm này cố ý bắt con phải phá của, để cho bệ hạ yên lòng.
Nếu như không phải dựa vào kế giữ mình sáng suốt, Lý ra hắn sớm đã xong rồi. Do đó ông ta ở trong ngày sinh nhật của hoàng thượng cố ý viết thư pháp bày tỏ cõi lòng với bệ hạ. Cái gì? Những chuyện này là cha cố ý sắp xếp à? Phương Hiếu Nho chính là đại thần trụ cột bệ hạ cố ý sắp xếp cho hoàng thái tôn. Ông ta cố ý từ bỏ binh quyền đổi lấy lời hứa của bệ hạ để hắn cưới nữ nhi của Phương gia, chính là đang nói cho ông ta biết thiên tử đời sau Lý hắn ta vẫn nhận được ân sủng như cũ. Con hiểu rồi chứ? Nếu muốn bảo toàn gia tộc, muốn tiếp tục sống thì bắt buộc phải nghe lời. Thì ra là vậy, hắn không ngờ cha già lại có tâm kế thâm sâu như vậy. Khai quốc đại tướng có mấy ai là ngu dốt chứ? Ông ta có thể sống đến bây giờ chính là vì ông có thể nhìn rõ đại cục đó. Nói như vậy thì hôn sự này không có cách nào thương lượng rồi. Ngay sau đó liền thấy bốn người ngoài cửa lại một lần nữa xông vào, khiến hai người bọn họ liền bị dọa đến nỗi câm nín ngu người. Mà hôn lễ cũng tiến hành như ước định, nhưng ở trong ngày đại hôn đó, hắn không thể nào vui mừng nổi. Ngược lại cha vợ thì lộ ra vẻ mặt cười gian. Sau khi nghi thức được thuận lợi tiến hành, ngay lúc sắp hoàn thành lễ, chỉ thấy cửa phòng bị đẩy mạnh ra. Hắn còn tưởng rằng cứu tinh của hắn đến rồi, không ngờ là Tề Loan Ngọc xông vào. Hắn ngay lập tức bị dọa đến nổi câm nín ngu người. Lúc trước không phải là đã nói sẽ cưới nàng ta sao? Huynh cái tên phụ tình này, hắn nghe thấy mặt mũi sững sờ. Hắn nói lúc nào chứ? Sau đó liền thấy Tề Loan Ngọc rút kiếm chém về phía hắn. Hôm nay là ngày thành hôn của công tử, ngươi không thể gây chuyện được. Muội muội bình tĩnh chút, không có tên phá gia chi tử này, trong kinh thành còn có nhiều nam tử trong sạch đang đợi muội chọn đó. Nàng ta không cần, ôn tuyển của nhà hắn là thoải mái nhất. Xong rồi, hình như lỡ miệng rồi, hai người bọn hắn đừng kiếm chuyện nữa, mau cút đi. Sau khi lễ thành, hắn liền được thị nữ đưa đến động phòng. Trong lúc đang ngu ngơ, hắn vậy mà thành hôn rồi. Nhìn thấy Phương Thi Thi trước mắt, hắn lại thế nào cũng vui không nổi. Phu quân, bọn hắn vẫn còn nghi lễ cuối cùng chưa hoàn thành đâu. Hắn nghe xong liền mặt mũi kinh hoàng, mau lấy khăn trùm đầu xuống đi, huynh muốn đi đâu vậy chứ? Hắn sau đó liền lấy khăn trùm đầu xuống, bỗng bốn mắt nhìn nhau. Sao huynh lại đứng hình rồi, chẳng lẽ huynh không biết sao? Ai nói hắn không biết, chuyện này liên quan đến tôn nghiêm của hắn, Cảnh Long đời này không thấp kém hơn người khác. Nàng ta nghĩ hắn là hắn gà, thực ra hắn rất sành sỏi đó, hi hi. Cảnh tượng sau đó không dễ nhìn, hắn liền thay bọn họ nhìn rồi. Đến ngày thứ hai, hắn vô cùng chán nản ngồi trong thư phòng. Ngay sau đó liền thấy Lâm Phóng Mộc ngang đến hỏi thăm hắn. Đừng nhắc nữa, nàng ta là người tàn nhẫn đó. Lâm Phóng nghe xong trừng to cả hai mắt, lão đại huynh nói gì vậy, so với người tàn nhẫn còn tàn nhẫn hơn. Lão đại, ngay cả nam nhân cấp bậc này như huynh cũng không trị nổi nàng ta sao? Sao lại có thể, thiếu gia hắn hôm nay nhất định phải phát huy bản lĩnh phu quân. Hai người liền bị khí thế của hắn làm sảng hồn. Sau đó liền nhìn thấy Phương Thi Thi xuất hiện ở cửa phòng. Huynh lúc này nói gì nàng ta thế, mà hắn cũng liền lập tức kinh hãi. Cái khí thế lúc nãy không còn chút nào, hai người thấy bộ dạng này của hắn đều thở dài một hơi. Lúc này ngoài cửa vọng đến, Yên Vương Giá Đáo, hắn vội vàng ra cửa tiếp đón. Không biết Yên Vương Giá Đáo có lỗi không tiếp đón từ xa. Cảnh Long, có biết rằng sắp có họa lớn giáng xuống đầu rồi không? Hắn nghe thấy liền sững sờ rồi, sau đó mời ông ta vào thư phòng. Ngươi có biết mấy ngày trước phụ hoàng ông ta vào nói gì không? Vẫn xin Yên Vương chỉ điểm. Phụ hoàng nói lão tướng trong triều chỉ còn lại một mình Lý Văn Trung, nếu như người mất rồi, để cho cha ngươi cũng xuống đó bầu bạn với người. Cái gì? Thật không biết xấu hổ vậy mà lại muốn xuống tay với cha hắn. Ngươi nói năng kiểu gì thế? Là hắn lỡ lời, Yên Vương tha lỗi. Đừng nghĩ rằng ngươi đã cưới nữ nhi của Phương Hiếu Nho, Lý gia sẽ mọi chuyện yên ổn rồi, mà ông ta điều tra cha ngươi thì có một phát hiện khiến người khác ngạc nhiên. Hắn nghe xong liền giững người, cha ngươi nuôi dưỡng tiểu tam ở bên ngoài, còn sinh ra hai nhi tử. Hắn nghe xong liền ngồi không yên nữa, ngay sau đó liền dẫn người lập tức xông ra ngoài. Nhi tử duy nhất sống 18 năm, ngoài ý biết được mình có hai đệ đệ, chuyện này khiến hắn ngay lập tức bị dọa đến nỗi câm nín ngu người. Hắn dùng tốc độ 120 cây số dẫn người xông ra ngoài, rất nhanh liền thấy nơi mà Yên Vương nói. Ngay sau đó cửa phòng liền đột nhiên bị đẩy ra, mà hắn thấy mọi thứ trước mắt liền sững người. Các ngươi là ai? Bà chính là thiết thất mà cha hắn bí mật nuôi dưỡng à? Ngươi không lẽ chính là tên phá gia chi tử kia của ông ta? Hắn nghe xong ngay cả suy nghĩ đập đầu vào tường chết cũng có rồi. Cha già của hắn đã nói những gì với bà ta vậy? Ngay sau đó hắn liền được mời vào trong phòng. Đại công tử, đây là tiểu nhi tử Tăng Chi, đại nhi tử tên Lý Phương Anh. Hắn vừa nghe thấy cái tên Tăng Chi này, chẳng lẽ cha già của hắn thật sự muốn khai chi tán diệp sao? Hắn liền đập mạnh xuống bàn. Tiếc là các người làm việc không bí mật, ngược lại bị bệ hạ biết được rồi, lại nhiều thêm một điểm yếu rồi. Các ngươi đều theo hắn về Lý phủ, nơi này đã bị cẩm y vệ điều tra ra rồi. Sau khi về phủ liền nhìn thấy hạ nhân ở cùng nhau bàn tán ồn ào, cha già, ông thiếu hắn một lời giải thích. Mà hắn nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh của ông ta, liền lập tức đổ một bình nước nóng xuống. Trong phòng lập tức vọng đến một tiếng hét thảm. Đừng có nghĩ rằng không nói gì thì mọi chuyện sẽ xong, chuyện này nhất định phải có một lời giải thích. Dừng một chút, ông ta thân là quốc công gia, ở bên ngoài nuôi mấy người phụ nữ, có vài đứa con riêng, cũng rất hợp lý mà. Hợp lý cái đầu cha á, hắn hận không phải là vì cha có con riêng, mà vì người thân là chiến thần Đại Minh, lại làm chuyện trẻ trâu như vậy. Bây giờ đã bệ hạ đã biết chuyện này rồi. Vậy thì con hiểu bệ hạ, hay là ông ta hiểu bệ hạ? Hắn nghe xong liền giữ người. Con cho rằng chỉ cần ông ta làm quan thanh liêm, không đụng binh quyền thì xong chuyện rồi.
tự làm xấu mình để giữ bình an con có hiểu không? Ông ta không cố ý để chút sơ hở, bệ hạ làm sao biết ông ta sợ bệ hạ, làm sao có cảm giác an toàn. Hắn nghĩ rằng chuyện ông ta nuôi dưỡng tiểu thiếp ở bên ngoài, đây cũng tính là chuyện à, cha lại dám hung hăng với hắn, ngày tháng này không sống nổi nữa. Nhi tử, là ông ta sai rồi, đừng có giận nữa. Bây giờ ngoại trừ việc con có thêm hai đệ đệ phân chia gia sản, hình như cũng không có ảnh hưởng gì cả. Cha nói gì chứ, hắn vì sao lại đột nhiên có thêm hai đệ đệ phân chia gia sản chứ? Nhi tử con có thể kiếm tiền như vậy, chút tài sản này của ông ta còn không nhiều bằng tiền con tự kiếm được nữa. Hắn nghe xong vậy mà cảm thấy rất có lý. Bây giờ không phải là vấn đề này đâu, mà bệ hạ muốn xuống tay với cha rồi. Yên tâm đi, bệ hạ đang độ tuổi sung sức, ông ta có thể sống lâu như ông ấy, ngủ cũng có thể cười đến tỉnh. Không đúng đâu, hắn nhớ là Chu Nguyên Chương sống không nổi mấy năm nữa đâu. So với chuyện này, vẫn còn một vấn đề nghiêm trọng hơn, tư binh mà bọn hắn đang nuôi dưỡng bây giờ làm sao đây? Hắn nghe xong liền sững người, cái gì cha còn có tư binh? Sau đó hắn liền đưa ông ta đi, rất nhanh liền đến một công xưởng. Hắn một cước đá mở cửa, qua đây xem thử đi. Cha già của hắn đến gần xem tình hình ở bên trong, ngay lập tức một ngụm máu phun ra ngoài. Đây là thứ gì chứ? Thứ lỗi hắn tự ý quyết định đem bọn họ cải tạo thành công nhân công xưởng rồi. Cha già của hắn vừa nghe quân đội của ông ta đã bị hắn cải tạo, tức đến nỗi ngã xuống đất dậy không nổi. Đội quân trăm vạn thiết kỵ binh trước kia trong một đêm bị hắn cải tạo thành công nhân dây chuyền sản xuất. Sau khi cha già của hắn biết chuyện này, một ngụm máu liền phun ra. Cha già, bây giờ không cần lo lắng nữa rồi, lý ra bọn hắn chỉ có công nhân bán sức làm việc. Chỉ thấy ông ta xém chút bị hắn làm tức giận đến nỗi bị bệnh tim, sau đó ngã xuống đất không dậy nổi. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho cha già, hắn liền dẫn theo thuộc hạ chuẩn bị đi xưởng rượu xem thử. Cũng không biết việc làm ăn của nhà Ngưu Nhi đã toang rồi chưa nữa. Bây giờ việc làm ăn đã vào nền nếp, lại giải quyết ổn thỏa chuyện tư binh rồi, chỉ cần lấy lòng Hoàng Thái Tôn, ổn định Yên Vương, chờ Chu Nguyên Chương chết, đợi Yên Vương đánh vào đây, hắn lại đổi phía, quả là hoàn mỹ. Ngay lúc hắn đang bí mật bàn tính kế hoạch như ý của hắn, chỉ thấy Phương Hiếu Nho bỗng nhiên xuất hiện trước mắt hắn. Hắn liền bị dọa đến nỗi câm nín ngu người, người từ đâu mà nhảy ra vậy? Con rể, ông ta là đến tìm con mượn ít ngân lượng. Cái gì? Mới có mấy đứng hình đã bắt đầu mượn tiền hắn rồi. Phương đại nhân, ngân lượng không có, nhưng mà hắn có một thứ đồ tốt muốn tặng cho người. Phương Hiếu Nho vừa nghe liền lộ ra vẻ mặt cười gian, mà sau khi hắn tặng bảo mã của mình cho ông ta, chỉ thấy ông ta vui sướng khi thấy người ta gặp nạn mà rời đi. Phương đại nhân hưởng thụ cho đã, cái xe này tự động rất tuyệt đó. Phương Hiếu Nho vừa nghe lập tức mặt mũi sững sờ. Ngay sau đó chỉ thấy xe ngựa lập tức xông ra ngoài. Bây giờ bị cột lại với tên đồng đội heo như Phương Hiếu Nho, sợ là sau này vẫn sẽ có phiền phức. Lão đại, không bằng bọn hắn đâm lao thì cứ theo lao vậy, Lâm Phóng, để lại là đến lúc vậy. Lão đại, hắn đến rất lâu rồi, huynh không hề chú ý đến hắn sao? Để chết một bên đi, đừng sợ hắn. Phải rồi lão đại, hắn thay tỷ tỷ đưa thư cho huynh. Hắn nhanh chóng cầm lấy bức thư, mở ra vừa xem nội dung, lập tức khiến bệnh tim của hắn nặng hơn. Đây thật là tỷ tỷ của đệ đưa cho hắn sao? Tỷ tỷ biết được lão đại thành hôn, đã khóc một trận lớn. Lão đại, nếu không thì huynh cưới luôn tỷ tỷ của hắn đi. Hắn cũng là người đã có vợ rồi, làm sao có thể tiếp tục trêu hoa ghẹo nguyệt, đệ cút cho hắn. Thiếu gia, người là phá gia chi tử đó, chú ý tạo hình nhân vật. Hắn nghe xong liền thay đổi ngữ khí. Vậy hắn sau này có thời gian sẽ nạp luôn tỷ tỷ của đệ vào nhà. Vừa dứt lời, nhìn thấy ở đằng sau vọng đến, còn muốn nạp nữ nhân. Hai người bọn hắn ngay lập tức bị dọa đến nỗi câm nín ngu người. Quay đầu lại nhìn, vậy mà là Hàm Sơn công chúa. Cảnh Long, ngươi bây giờ đúng là bị thê tử quản chặt đó. Hắn không có, ngài đừng có nói bậy. Nếu đã không có, vậy ngươi không bằng lên xe ngựa của nàng ta, bọn hắn trò chuyện một lúc. Công chúa, vì cái đầu của hắn, ngài vẫn nên tha cho hắn đi, vậy nếu nàng ta không tha thì sao? Đúng rồi, ngài có thể tìm Lâm Phóng, hắn biết 18 loại nhạc khí, thổi kéo đàn hát, nhất định sẽ khiến công chúa mở mang tầm mắt, chúc công chúa chơi vui vẻ, hắn cáo từ trước đây. Lý Cảnh Long ngươi giỏi lắm, đúng là không biết điều. Công chúa, không có lão đại, có muốn cùng hắn bàn luận nhạc khí một lát không? Nếu đã như vậy, lên xe với nàng ta đi. Sau đó chỉ nghe thấy một hồi tiếng ầm ầm, một cái đầu heo liền ló ra từ cửa sổ. Lão đại, cứu mạng a, đừng đánh nữa, hắn vẫn phải giữ lại khuôn mặt tuấn tú này cho các tiểu tỷ tỷ. Ngươi biết nhạc khí mà phải không? Ngươi thổi kéo đàn hát cho nàng ta đi chứ. Không dám nữa, hắn trừ nói dóc ra thì không biết thổi gì nữa. Được thôi, người đâu, thay đồ cho hắn. Ngay sau đó liền nhìn thấy Lâm Phóng bị lột sạch sẽ, sau đó bị một cước đá xuống xe. Một người nam nhi sắt thép, một hành động có thể lấy đi nữa mạng sống của người khác, trước ngực vậy mà lại xăm chú heo con Peppa, hành động này xém chút làm ba người bọn hắn chết ngay tại chỗ. Ba đồ, ngươi thay đổi hình xăm lúc nào vậy? Chỉ vì ngài nói xăm Husky không đẹp mắt, xăm cái này không đẹp sao? Hắn nhanh chóng bật ngón tay cái, không sao, tốt lắm, hắn rất bái phục ngươi. Lúc này liền thấy A Lưu hét rằng, thiếu gia, Ngưu Nhị chạy rồi. Mà hắn nhìn thấy tốc độ bỏ chạy của hắn ta xém chút đã vượt qua cả Bôn, xém chút khiến hắn ngạc nhiên rớt cả cằm. Thôi vậy, lần sau gặp phải nhất định hắn khó coi. Lúc này liền nhìn thấy Lý Phương Viễn lén lén lút lút chuẩn bị bỏ chạy. Lúc nãy chỉ là hành động thương nghiệp chính đáng, hắn nói như vậy, ngươi có thể hiểu không? Ngươi yên tâm, hắn nhất định hiểu mà. A Lưu, sau này hàng hóa đưa cho Triều Tiên, mỗi món tăng giá thêm 2 lượng bạc.
Lý Phương Viễn nghe xong xém chút chết ngay tại chỗ. Lúc này ở trong Túy Tiên Cư Tử Lầu, một đám con cháu nhà quan đang đợi hắn đến uống rượu. Lúc này đám người Từ Đạt có chút không kiên nhẫn, bắt đầu nói xấu hắn với mọi người, mà hắn lúc này đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng. Từ huynh, ngươi có ý kiến gì với hắn sao? Làm sao có thể chứ, ngươi có thể đến chính là cho hắn mặt mũi rồi. Hắn nghe xong xém chút cười như điên, hắn ta đột nhiên thay đổi thái độ, thật khiến hắn không quen nó. Sau đó hắn liền đi đến bên cạnh Mộc Nga ngồi xuống. Từ huynh có lời gì cứ nói thẳng đi, nếu không sợ bữa cơm này ăn không ngon miệng đâu. Chỉ thấy một đám con cháu nhà quan cầm rượu, nhị oa đầu của hắn liền liên tục tán thưởng, thế mà còn cải biên thành vẻ đọc miệng. Hắn ngay lập tức bị hành động này dọa ngốc, sau đó đập mạnh xuống bàn một cái. Các ngươi rốt cuộc làm cái gì vậy chứ, hồng môn yến cho thiếu gia hắn chơi đùa đâu. Nếu đã như vậy, vậy thì hắn nói thẳng ra đây. Chỉ thấy hắn sau một hồi ấp úng, Cảnh Long dẫn bọn hắn cùng phát tài đi. Hắn bỗng vô cùng cạn lời, ngay sau đó ở phía sau lại xuất hiện hai người nhiệt tình. Giúp bọn hắn một chút đi Lý Thiếu, giàu sang rồi, đừng quên nhau chứ. Các vị dù sao cũng là hậu nhân của khai quốc công thần, khí chất của các ngươi ở đâu vậy? Chỉ thấy Từ Đạt cầm ly rượu lên muốn mời hắn một ly. Khách sáo rồi, đều là huynh đệ một nhà, đúng đúng đúng, vẫn là Cảnh Long rộng lượng. Không đúng, hắn nhớ lúc trước các vị nói là không thích làm ăn mà. Hiền đệ những việc đó đã qua rồi, đừng nói những chuyện đó nữa. Sông có khúc, người có lúc, lúc đó hiền đệ vẫn chưa kiếm được nhiều tiền như vậy. Bây giờ hắn chính là thần tài mà mọi người đều công nhận, bọn hắn cũng đâu thể không muốn kiếm tiền mà. Hắn nghe xong vẫy vẫy tay, bọn hắn chỉ có chút khí chất này thôi sao? Hiền đệ, không có tiền, quần lót cũng giữ không nổi đó, còn nói gì đến khí chất? Mấy nhà bọn hắn lại không làm ăn, ông nội cũng không để lại bao nhiêu tài sản, bệ hạ lại hạn chế quyền quý sở hữu ruộng đất, nhà địa chủ cũng không lương thực dư thừa đó. Ca, đều là quyền quý, giúp đỡ lẫn nhau, thêm nhiều bạn bè thì thêm nhiều con đường mà. Được rồi, vậy việc làm ăn nhị oa đầu, đến lúc đó thì phân chia với các vị ca ca. Lời này vừa nói ra liền thấy Từ Đạt lập tức bật ngón tay cái lên, đồng thời đối với việc làm ăn của hắn bày mưu tính kế một hồi. Có đầu óc như vậy sao ngươi không tự đi khởi nghiệp đi? Bình thường đám con cháu võ quan ánh mắt sáng suốt, lại nghèo đến nổi quần trong cũng phải chấp vá. Còn hắn trước mặt bọn họ chính là thần tài sống. Dưới sự thuyết phục của Mộc Ngang, hắn cuối cùng quyết định phân chia một số vụ làm ăn nhị oa đầu cho bọn họ. Lời nói vừa dứt liền thấy Từ Đạt liên tục tán thưởng. Nhà bọn hắn có quan hệ ở Lục Vân và Hải Vân, có thể giúp ngươi sắp xếp trên dưới một chút. Hắn vừa nghe hình như có sự giúp đỡ của bọn họ cũng không tệ. Nhưng mà hiền đệ ngươi cũng đừng vui mừng quá sớm đó. Ngươi đang ngồi trên miệng núi lửa rồi đó. Hắn vừa nghe liền mặt mũi sững sờ. Phụ thân của ngươi trước mắt là người đứng đầu phía quân đội hiện nay. Còn ngươi bây giờ lại có thể kiếm tiền như vậy. Hắn đoán xem bệ hạ sẽ nghĩ như thế nào. Ngươi phải biết tấm gương người đi trước như Thẩm Vạn Tam đó. Hắn vừa nghe thấy Thẩm Vạn Tam liền đứng hình rồi. Đó không phải là người giàu nhất lúc trước bị bệ hạ chém đầu sao? Hôm nay hắn hẹn hắn ta đến là vì Từ đại ca bọn họ có nhân mạch trong triều, mọi người giúp đỡ lẫn nhau biết đâu có thể hóa giải nguy cơ. Nói không sai, Cảnh Long để hắn phân tích cho ngươi tình hình hiện nay. Vẫn xin Từ đại ca chỉ điểm sai lầm cho hắn. Hiện nay Đại Minh bề ngoài yên bình, nhưng bên trong sóng ngầm cuồn cuộn mà đều là vì hai chuyện. Chuyện đầu tiên là phế thừa tướng, hắn nghe xong mặt mũi sững sờ. Bệ hạ trước tiên xử lý Hồ Duy Dung, sau đó diệt trừ Lý Thiện Trường, sau khi hai vị thừa tướng bị diệt trừ thì không còn lập thêm thừa tướng nữa. Hắn nghe xong bỗng tỉnh ngộ, bệ hạ muốn tập trung quyền lực, tất cả quyền lực đều tập trung vào một người, sau này không thể có người nào phân chia quyền lực với ông ta nữa. Những năm nay những người quyền quý có thực lực, có thể đánh trận, đã bị bệ hạ xử lý hết rồi, mà vấn đề thứ hai chính là bệ hạ đang mở đường cho Hoàng Thái Tôn. Mộc Ngang nghe xong cũng sững người, ván cờ quyền lực chưa từng dừng lại, giống như lần này bệ hạ mừng thọ. Hắn nghe xong liền lập tức trừng lớn hai mắt. Cha ngươi tặng thư pháp bày tỏ không có ý đụng đến binh quyền nữa để bệ hạ an lòng, mà nhất thống giang sơn của Ngưu đại nhân bày tỏ ủng hộ bệ hạ và Hoàng Thái Tôn. Hắn nghe xong xém chút chết ngay tại chỗ, thì ra hắn đã trải qua một bữa thiên tử thọ yến hàng giả. Lời này vừa nói ra liền thấy mấy người họ lập tức trừng lớn cả hai mắt. Ngươi lúc đó không phải là cố ý đứng ra làm bẽ mặt Ngưu đại nhân sao? Các ngươi nói loại cố ý nào vậy? Bề ngoài thì là làm bẽ mặt, thật ra là bày tỏ ngươi hữu dụng hơn Ngưu đại nhân, cũng thông minh hơn. Cảnh Long ca, hắn nói với bọn họ ngươi chỉ là vì chút giận, bọn họ đều không tin. Đừng nói nữa, bản thân hắn bây giờ cũng có chút không tin. Bệ hạ cho rằng ngươi chọn lựa Hoàng Thái Tôn rồi, ngoài ra còn biểu hiện rất hữu dụng. Hắn nghe xong xém chút bị tức chết. Nhưng ngươi thì không giống vậy, chủ động buông bỏ quyền lực mà làm ăn, bệ hạ vui mừng còn không kịp nữa kìa. Nếu có một đoạn giai thoại quân thần với đương kim bệ hạ, lại có thể làm giàu thêm túi tiền của Đại Minh, tiền đồ vô lượng đó à? Ngay lúc hắn chuẩn bị dẫn người rời đi, một cái đầu heo liền xuất hiện trước mắt, xém chút dọa hắn lên cơn đau tim. Sau đó một cước đạp hắn ra, sau khi nhìn kỹ vậy mà là Lâm Phóng. Đệ sao lại biến thành bộ dáng như quỷ thế này chứ? Công tử ngày thường sống trong nhung lụa, bây giờ lại bị đánh đến nỗi mẹ ruột cũng không nhận ra, mà bộ dáng này của hắn ta cũng dọa hắn không nhẹ. Sau này không nên trêu chọc công chúa nữa, khó hầu hạ quá rồi. Không ngờ sau khi hắn ta suy nghĩ, vậy mà lại dù biết khó vẫn tiến lên, biết rõ trong núi có hổ mà vẫn muốn đi. Hắn nghe xong liền bật ngón tay cái lên,
Mộc Ngang bọn hắn tránh xa tên ngốc này một chút, não hắn ta có vấn đề đó. Nhìn là biết hắn ta đâm đầu vào chỗ chết mà, hắn nghe xong vô cùng nghi hoặc. Sau đó thấy hắn ta mở quạt ra, xém chút làm cho hắn tức chết. Lão đại, huynh không biết trong lòng hắn cô đơn sao? Cút, người trong lòng cô đơn cũng sẽ không nói ra cô đơn đâu. Cảnh Long ca, ngươi nói gì vậy chứ? Những người kêu gào mình cô đơn, giống như nước nấu sôi vậy. Mọi người nghe đều cảm thấy có lý, đó là đương nhiên, lời của hắn trước nay đều có lý. Lão đại đúng thật là anh minh thần vũ, lại bị huynh nhìn thấu rồi. Sau khi ra khỏi tử lầu, ngay lúc mấy người bọn họ đang tính toán đi đâu chơi thì chỉ thấy trước mắt có một nơi hấp dẫn sự chú ý của hắn. Trên tấm bảng hiệu viết là trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, bán tiên huyền cơ tử. Đó không phải là Lưu Bá Ôn sao? Này, là ai phái ông ta đến? Ba đồ đợi một chút, để hắn lên. Mà ông ta sau khi nhìn thấy hắn bước đến, ngay lập tức biến thành bộ dáng căng thẳng, sau đó liền bắt đầu bấm đốt ngón tay. Không tốt, bọn hắn nghe xong đều sững người, chẳng lẽ ông ta tính ra cái gì rồi? Ui rào, tay ông ta bị chuột rút rồi, hành động xém chút khiến bọn hắn chết ngay tại chỗ. Có phải ngươi tìm chết không vậy? Từ từ, ông ta thuận tay tính một quẻ, nhất định có thể tính ra thân phận của bọn hắn. Sau một lúc niệm khẩu quyết, nếu như ông ta tính toán không sai, trong tên của ngươi nhất định có một chữ Hà. Ba đồ nghe xong liền mặt mũi sững sờ, còn hắn lại xém chút bị chọc tức lên cơn đau tim. Đi thôi, ông ta nhất định là một tên lừa đảo giang hồ. Bọn hắn có duyên, ngươi sẽ lại đến tìm ông ta thôi. Tên lừa đảo này thật không có mắt nhìn, vậy mà dám lừa đến trên đầu lão đại. Cảnh Long, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, chính là nói đến khai quốc công thần nhất trí tinh, thành ý bá Lưu Bá Ôn nó. Lừa đảo bây giờ đều đùa dai như vậy sao? Thiên hạ bây giờ ngoại trừ lão đại, còn ai có thể xứng danh là vua đùa dai chứ? Đệ mới đùa dai, cả nhà đệ đều đùa dai. Vừa dứt lời, liền thấy một đám gia đình bước đến. Chủ nhân nhà hắn Thục Vương muốn mời hắn ta đến phủ ngồi. Sau đó hắn liền được dẫn đến Thục Vương phủ, hắn vừa đến liền vội vàng hành lễ. Không cần xa lạ như vậy, lúc nhỏ bọn hắn đều được hoàng hậu nuôi lớn cả, thân thiết như huynh đệ vậy. Vừa nói đã lôi kéo giao tình, hắn lập tức có hơi căng thẳng. Hắn chỉ là thấy ca múa của ngươi không tệ, muốn học tập ngươi một chút, hắn nghe xong mới yên tâm. Ngươi yên tâm, sẽ không để ngươi dạy miễn phí, về mặt tiền bạc ngươi cứ yên tâm. Hắn nghe nói việc làm ăn của ngươi cũng không tệ, không biết ngươi có hứng thú kinh doanh đặc sản ở Thục Trung không? Đặc sản ở đất Thục đều là những mối làm ăn vô cùng có lời, Thục Vương có ý làm ăn với hắn. Chỉ cần hắn ta nguyện ý, bọn hắn có thể hợp tác, cùng nhau kiếm tiền. Cưới Phương Thi Thi rồi thì không thoát khỏi mối quan hệ với Phương Hiếu Nho, bây giờ phải cố gắng kết giao với các vị vương gia mới được, như vậy mới có thể bảo toàn Lý gia và Phương gia. Vừa rồi ngươi nói cái gì mà bảo toàn, không có, ngươi nhất định nghe nhầm rồi. Ngươi không cần giấu hắn hiểu chỗ khó của ngươi. Hắn vừa nghe liền có hứng thú, chính thê của hắn họ Lam, hắn liền nghĩ đến điều gì đó. Không sai, chính là nữ nhi của Lam Ngọc, 3 năm trước nàng ấy bị liên lụy rồi, thiên gia vô tình, dính líu đến đại án mưu phản, có lẽ chỉ có làm phò mã mới có thể sống được. Hắn đứng phắt dậy, trong cuộc chiến giành ngôi Yên Vương lật đổ Chu Doãn Văn, tự mình lên làm hoàng đế. Dựa vào thân phận hiện tại của hắn, đến lúc đó khó tránh cái chết, cái gì cũng không giữ được, trừ khi cưới công chúa làm phò mã. Tiếc là, nữ nhi của phụ hoàng đều gả rồi, nếu không thì hắn cũng muốn làm thân thích với người. Hắn nghe xong liền sững người, hắn xem hắn ta là huynh đệ, hắn ta lại muốn hắn làm muội phu của hắn ta. Bề ngoài thì là huynh đệ ruột có phúc cùng hưởng, sau lưng lại muốn hắn làm muội phu của hắn ta. Hắn nghe xong đầu óc bỗng ngạc nhiên. Dựa vào suy nghĩ bây giờ của bệ hạ, hoàng đế tiếp theo nhất định là Doãn Văn rồi. Với giao tình của ngươi và Doãn Văn thì ngươi sợ cái gì? Nhưng hắn bây giờ thật sự sợ Chu Doãn Văn, đấu không lại chú của hắn ta, Yên Vương Chu Lệ. Đến lúc đó những người đi lại càng gần với hắn ta thì chết càng thảm. Cảnh Long, ngươi đừng nên có suy nghĩ gì khác, phụ hoàng đã lên kế hoạch cho tương lai cả rồi. Nếu bây giờ ngươi chân trong chân ngoài, phụ hoàng là người đầu tiên không tha cho Lý gia ngươi. Hắn nói thật với ngươi vậy, hắn đi lại gần với ngươi là hy vọng sau này lúc ngươi phò tá cho Chu Doãn Văn lên ngôi, có thể nâng đỡ hắn một hai. Thục Vương, ngươi là chú cháu với Chu Doãn Văn đấy. Trên danh nghĩa là chú cháu thì cũng là quân thần. Nếu như ngày nào đó hắn cản đường của thiên tử, sợ là mạng nhỏ này khó giữ. Sau đó hắn ra khỏi Thục Vương phủ, nếu lúc này hắn đi lại quá gần với Yên Vương, hoàng đế và Chu Doãn Văn nhất định không tha cho hắn. Mà nếu bây giờ hắn đi lại quá gần với Chu Doãn Văn, ngày sau khó thoát bị Yên Vương xử lý, đây không phải là làm khó hắn sao? Lúc này phía sau vọng đến một câu, biết khó mà vẫn lên. Không, ai muốn biết khó mà vẫn lên chứ? Hắn chỉ là một tên phá gia chi tử mà thôi, thiếu gia hắn là người đã có lão bà. Tiên sinh đoán mệnh xuất hiện trước mắt, thà là đi đường thẳng, còn hơn là đi đường cong. Đó là lời Khương Tử Nha từng nói, thiếu gia ngài quả là có trí tuệ lớn, hắn nghe xong liền xoay người rời đi. Lý thiếu đợi đã, ông ta tính ra ngài có một kiếp nạn, đang cần đến ông ta, hắn nghe xong liền nhìn ông ta, ông sao? Không sai, đương triều khai quốc thái tổ, còn cần đến Lưu Bá Ôn giúp đỡ, lẽ nào Lý thiếu muốn làm việc lớn, không cần chỉ điểm sao? Im miệng, chuyện lớn nhất của lão tử chính là ăn chơi đợi chết. Ông đừng có nói bậy, có tin hắn đưa ông vào cung làm thái giám không? Thật độc ác, phái võ đang cũng phải ôm quần rồi. Hắn vừa nghe thấy phái võ đang liền trừng lớn cả hai mắt. Ngay sau khi biết Trương Tam Phong chỉ là sư tổ của ông ta còn không quên vờ vịt.
mà hắn lại quay người rời đi, xém chút làm ông ta ngạc nhiên đến rớt cả cằm, sau đó thấy ông ta xém chút chết ngay tại chỗ. Ngài đứng lại cho ông ta, sau đó lại bắt đầu nói những lời bói toán, trên mặt viết rõ hai chữ lớn lừa bịp. Hắn xem xong làm một cái mặt quỷ với ông ta. Ông vẫn nên về nhà tắm rửa ngủ nghỉ đi. Đại sư, bớt bớt đi, chiêu trò này ông chưa sinh ra hắn đã biết rồi. Ông ta nghe xong liền vô cùng nghi ngờ. Đợi một chút, ông ta thấy ngài xương cốt lạ kỳ, nhất định phải tính cho ngài một quẻ. Chỉ thấy ông ta lại bắt đầu bấm đốt, hắn còn tưởng là lại chuột rút nữa. Không nghĩ rằng ông ta lại nói hắn, 18 tuổi thì ngậm cười chín suối. Hắn nghe xong đầu óc liền ngạc nhiên, còn chưa ý thức được là chuyện gì. Ngay sau đó thì thấy cung bản một cước đạp ông ta, sau đó liền thấy tên đạo sĩ kia bị mấy người đè xuống đất đánh một trận. Đều tránh ra, để hắn lên, đạo sĩ còn chưa phản ứng kịp thì ba đồ liền trực tiếp nhảy từ trên không đè xuống. Hắn đã bảo ngươi đợi một chút rồi mà, thiếu gia, gân cốt của ông ta đã bị đứt rồi, vậy còn không mau đi cứu người đi. Sau khi về Lý Phủ, liền thấy ông ta chỉ còn một hơi thở. Tuy rằng đã đứt rồi, nhưng người xuất gia làm đạo sĩ chắc là cũng không cần dùng đến phương diện này. Ai nói vậy, ông ta là hỏa cư đạo sĩ, có thể cưới lão bà sinh nhi tử đó. Hắn nghe xong vỗ vỗ vai ông ta, cùng lắm thì sau này cho ông một nhi tử. Không nghĩ rằng ông ta sau một lúc suy nghĩ lại cảm thấy rất có lý. Thiếu gia hắn chỉ nói tặng nhi tử cho hắn, cũng không có nói là nhi tử của ai. Thành thật mà nói, ông ta thấy xương cốt của công tử lạ kỳ, không phải người phàm, có lòng muốn đi theo ngài gây dựng một phen sự nghiệp. Hắn nghe xong liền múa dao, ông vậy mà điều tra hắn. Trăm phương ngàn kế tiếp cận hắn, cuối cùng là vì cái gì? Ông ta vô cùng bình tĩnh đẩy dao của hắn ra, nhưng mà chân ông sao run vậy? Còn ông ta lúc này cố gắng hết sức khiến bản thân đứng thẳng, nhưng lại không có cách nào khống chế được cơ thể của mình. Có lời gì cứ nói thẳng, ông đứng thẳng vào. Thật không dám giấu, bây giờ thiên hạ ổn định, Phật giáo lại trở nên hưng thịnh, đám người đạo môn bọn hắn không cam lòng bị áp chế, do đó trưởng môn của ông ta phái ông ta xuống núi tìm kiếm minh chủ, nâng đỡ giáo phái của ông ta. Vậy tại sao trưởng môn của ông không tự mình xuống núi chứ? Bởi vì trưởng môn tiên phong đạo cốt đã chọc rồi, hắn nghe xong xém chút chết ngay tại chỗ, sau đó liền ngồi dưới đất xém chút cười đến chết rồi. Lý thiếu, xin ngài tôn trọng trưởng môn. Được rồi, trưởng môn tuy là chọc rồi, nhưng cũng trở nên mạnh hơn rồi chứ. Sau đó liền thấy ông ta bắt đầu khoác lác. Ông ta có một hôm ban đêm quan sát thiên tượng, quần tinh lấp lánh, do đó mới xuống núi chuẩn bị tìm minh chủ. Không ngờ rằng hắn ẩn mình kỹ như vậy mà vẫn bị ông phát hiện rồi. Đúng vậy đó Lý thiếu, ngài thu nhận ông ta đi. Ông cho rằng lời nói linh tinh như vậy có thể lừa được hắn, có tin bây giờ hắn thiến ông luôn không? Ông ta vân du đến đây, trên người hết tiền rồi, thấy ngài có tiền, vì vậy muốn kết một mối thiện duyên. Hắn liền gác dao lên cổ ông ta, nói thật cho hắn nghe. Ông ta chỉ là muốn kiếm chút tiền mà thôi. Gan thật là lớn, lừa đảo lừa đến cả hắn à. Hắn thấy ông ta ngũ hành thiếu bị đánh, bát tự thiếu bị ăn đập. Ông ta chỉ là ngũ hành thiếu tiền, bát tự nghèo khổ mà thôi. Mọi người đều bị thoát vị đĩa đệm, ông sao lại xông ra như vậy? Sau đó liền thấy ông ta mặt mũi sững sờ, cút đi, đừng xuất hiện trước mặt hắn nữa. Ngay sau đó liền thấy ba đồ xuất hiện sau lưng ông ta. Đợi đã Lý thiếu, ông ta thật sự muốn đi theo ngài đó. Xin hãy nghe ông ta nói một câu cuối cùng. Nói đi, hắn xem miệng chó của ông có thể thốt ra lời ngọc ngà gì. Nhìn Lý thiếu bây giờ đắc ý, nhưng ông ta tính ra, trong mệnh của ngài có một kiếp nạn, cả nhà 10 tộc đều bị diệt cả. Hắn nghe xong đầu óc liền ngạc nhiên, tên này sao lại biết chuyện của Phương Hiếu Nho chứ? Hắn vội đến Phương phủ, không nghĩ rằng Phương Hiếu Nho nhìn giống như tiếp đón hắn bình thường, sau đó lại lộ ra vẻ mặt cười gian. Ngay sau đó liền nhìn thấy 18 phòng di thái thái của ông ta chuẩn bị vào phòng xem mặt hắn. Hắn nhìn thấy tình hình này liền sững người, đây là những chuyện gì vậy chứ? Vị lão hán thất tuần này thế mà lại có 18 phòng di thái thái, còn thân là con rể như hắn lần đầu tiên đến nhà thăm viếng, liền bị cảnh trước mắt dọa không nhẹ. Đều lui xuống cho ông ta, một chút phép tắc cũng không có. Nói xong ông ta bắt đầu khen ngợi xe ngựa mà lần trước hắn tặng. Hắn nhìn thấy vẻ tươi cười của ông ta rất kỳ lạ, cả người đều toát mồ hôi. Hiền tế cưới được Thi Thi, con đúng là nhặt được bảo bối rồi đó. Hắn nghe xong vô cùng ngờ vực. Sau đó ông ta liền bắt đầu nói hắn nghe sự thay đổi trong 3 ngày hắn không có mặt. Không ngờ nàng ấy đã phát hiện ra chỗ sơ suất trong tất cả sản nghiệp của hắn, đồng thời cũng giải quyết hết tất cả những chỗ sơ suất đó. Vừa dứt lời, liền thấy Phương Hiếu Nho vỗ mạnh xuống bàn. Nữ nhi này của ông ta ở kinh thành cũng tính là số một số hai đó. Con còn cho rằng ông ta chiếm lợi ích của con sao? Có chiếm lợi ích không thì không rõ, nhưng nhảy vào hố lửa thì là thật đó. Sau đó hắn liền nghiêm túc nói, nhạc phụ yên tâm, hắn nhất định đối xử tốt với Thi Thi. Ngay sau đó liền thấy Phương Hiếu Nho vô cùng đắc ý, mà Phương Thi Thi lại bước đến muốn hắn nộp tiền lại, còn hứa hẹn mỗi tháng để lại 10 lượng bạc làm tiền tiêu vặt cho hắn. Hắn vừa nghe xong xém chút chết ngay tại chỗ. Cái gọi là quản lý được túi tiền của nam nhân so với việc quản lý được dạ dày của bọn họ càng đáng tin hơn. Ha ha, không hổ là nữ nhi của ông ta. Sau đó liền thấy đám thiếp thất của ông ta liên tục nói đúng, bắt đầu từ ngày mai bọn thiếp cũng muốn quản lý túi tiền của lão gia. Phương Hiếu Nho vừa nghe xong ý nghĩ muốn chết cũng có rồi. Sau khi trở về phòng, Phương Thi Thi liền liên tục tán thưởng biểu hiện hôm nay của hắn. Mặt mũi của phu nhân hắn đương nhiên phải cho chứ. Sau đó liền thấy nàng ấy bước về phía hắn.
Phu quân, thiếp thân mới học được một môn nhạc khí mới, xem thử có trình độ giống như các nghệ kỹ không, vẫn xin phu quân đánh giá một phen. Biết kiếm tiền còn biết nhạc khí, nương tử quả là hiếu học đó. Đến ngày hôm sau, liền thấy hai thị nữ của nàng ta muốn hắn thu bọn họ làm thông phòng nha hoàn. Người cổ đại thật là cởi mở, cưới một tiểu thư còn thuận tiện thu luôn một đám nha hoàn. Sau đó liền thấy bọn họ bước về phía hắn, dừng lại, phu nhân mệt rồi, đừng làm nàng ấy thức. Còn nữa, cửa nhà Lý gia hắn không phải muốn là vào được, phải hỏi trước xem phu nhân hắn có đồng ý không, xin bọn họ khống chế tốt cảm xúc của bản thân. Sau đó hắn liền tiêu sái rời đi, mà tất cả đều là do Phương Thi Thi thiết kế, thấy hắn không bị mắc bẫy thì không nhịn được liên tục tán thưởng. Mà hắn đi ra ngoài liền dẫn người đến Minh Nguyệt Lầu, vị tiểu đạo sĩ kia nào đã thấy qua cảnh tượng như vậy, uống mấy ly rượu liền thấy ông ta bắt đầu say rồi. Hắn nói, này đạo trưởng, một người xuất gia như ông uống rượu hoa với bọn hắn không tốt lắm đâu. Ông ta là hỏa cư đạo sĩ, có thể ăn thịt có thể cưới vợ đó, người tu đạo ở trong chốn hồng trần mênh mông chính là tu luyện, một quả đạo tâm vạn kiếp không thay đổi. Vừa dứt lời liền đã thấy ông ta bung lụa rồi. Tên đạo sĩ giả này nói ông ta tu tâm, hắn thế nào không tin đến vậy chứ? Mộc Ngang lão đại sao lại thu một tên đạo sĩ giả mạo làm thuộc hạ chứ? Chuyện này ngươi phải hỏi hắn rồi. Vừa dứt lời liền nhìn thấy hắn đột nhiên xuất hiện, đem người lên đi. Mọi người nghe xong đều sững sờ, tình huống gì đây? Ngay sau đó liền nhìn thấy Lan Phương cô nương xuất hiện trước mắt. Thiếu gia, ngài tìm nàng ta sao? Lan Phương, thiếu gia hắn ngày thường đối xử với nàng ta thế nào? Nếu không có ơn gặp gỡ và sự nâng đỡ của thiếu gia, làm gì có nàng ta của ngày hôm nay? Thì ra nàng ta cũng biết, vậy sao nàng ta còn cấu kết với người khác, có xem thiếu gia hắn ra gì nữa không? Mộc Ngang lúc này cũng vô cùng ngờ vực, thiếu gia oan ức quá, hôm qua là Lâm tiểu thư phái người tìm nàng ta. Cái gì? Lâm Ngưng Nhi tìm nàng ta? Lâm Phóng nghe xong cũng trừng lớn cả hai mắt. Đồng chí Lâm Độc Tú, hắn ta ngồi xuống trước đi. Sao có thể là tỷ tỷ hắn chứ, nhất định là lão đại tổn thương tỷ tỷ hắn sâu quá, tỷ ấy thay đổi giới tính rồi. Chẳng lẽ tỷ tỷ hắn không thích nam nhân nữa sao? Không thích nam nhân nữa, ngươi cũng không cần như vậy chứ. Ngươi hiểu gì chứ, tỷ ấy ngay cả tiểu muội cá mặn cũng không tha cho, nha hoàn ở trong phủ nào còn phần của hắn nữa. Cái logic này hắn cho hắn ta điểm tối đa. Thiếu gia nàng ta biết gì đều nói hết rồi, tuyệt đối không dám giấu giếm. Vậy ngươi về trước đi, có chuyện hắn lại tìm ngươi, đạo trưởng thấy việc này như thế nào? Tên huyền cơ tử này rốt cục có bản lĩnh thật không, phải khảo nghiệm một phen mới biết. Công tử gia nếu đã hỏi, theo ông ta thấy, cô nương lúc nãy hai chân khép lại, lông mày chưa tản ra, rõ ràng là một thân trinh trắng. Hắn nghe xong xém chút thì chết ngay tại chỗ, ai hỏi ông điều này chứ? Lý Thiếu ở đế đô trước nay nổi tiếng vì phong lưu háo sắc phá của, ông ta cho rằng lần này chẳng lẽ ông ta phân tích không đúng sao? Hắn không cần ông ta nghĩ, hắn cần hắn nghi á. Dừng một chút, vị Lâm tiểu thư kia có phải là Lâm đại bá mà Lý Thiếu nói? Ông im miệng đi, mau cút đi. Sau đó hắn liền đánh một trận ông ta một trận. Lão đại quả nhiên là vẫn uy phong như trước. Lý Thiếu dừng một chút, ông ta nghĩ ra rồi. Nếu như miệng chó lại không nói ra được lời ngọc ngà, hắn vẫn sẽ đập ông ta tiếp. Không thể đánh nữa đâu, đánh nữa thì ông ta sẽ phi thăng đó. Bớt nói nhảm, nói nhanh đi. Theo ông ta thấy, vị cô nương kia rõ ràng là có ý với công tử đó. Có ý sao? Đó là những ý gì chứ? Ông ta nghe người đế đô đều nói, vị cô nương này rất giỏi làm ăn buôn bán. Nếu như cô ấy thật sự muốn chơi xỏ ngài, hoặc là có ý với chuyện làm ăn của ngài, thì sẽ không bị ngài phát hiện dễ dàng như vậy. Ông ta đoán cô ấy chỉ là mượn thời cơ bày tỏ với hắn. Hắn nghe xong liền sững người, nhưng mà Lâm Phóng Mộc Ngang lại bắt đầu có hứng thú. Hỏi thế gian tình là gì mà khiến người ta hẹn thề sống chết? Lý Thiếu, ngài làm bẩn sự trong sạch của người ta. Ông đừng có mà nói bậy, lòng yêu cái đẹp ai cũng có, hắn đó là thưởng thức, sao có thể gọi là làm bẩn. Lão đại thật là vô liêm sỉ, đừng có nói nữa, hắn không nghe. Tóm lại trái tim của Lâm cô nương ở chỗ ngài, Lý Thiếu cho nàng ấy một câu trả lời là được rồi. Cái gì, thật là vậy sao? Chuyện này dễ làm, nhưng mà còn chuyện khác thì ông ta muốn chia sẻ riêng với Lý Thiếu. Đạo trưởng, không lẽ ông ta muốn chia sẻ kinh nghiệm với Cảnh Long ca sao? Sau đó hắn liền dẫn ông ta vào trong phòng. Bây giờ còn hai người bọn hắn, ông có thể nói rồi. Vậy ông ta cả gan vậy, xin Lý Thiếu hãy cưới công chúa đi. Im miệng, ông ta nói lời điên khùng gì thế? Ông ta không nói lung tung mà là vì bảo toàn phú quý của Lý Thiếu đó. Hôm nay ông ta cho hắn một lời giải thích hợp lý, nếu không thì hắn cho người đánh chết ông ta. Với quyền thế của Lý gia, hắn đánh chết một tên đạo sĩ điên, ắt hẳn bệ hạ cũng sẽ không trách tội đâu. Giết ông ta rồi, Lý Thiếu cùng với toàn bộ Lý gia cũng sẽ thua thôi. Cái gì, ông lại dám uy hiếp hắn? Hắn đường đường là Thẩm Vạn Tam của Minh Triều, lại bị một tên tiểu đạo sĩ uy hiếp. Ông ta chỉ là tính được Lý Thiếu cần một mưu sĩ thôi. Vừa dứt lời, liền thấy hai tên gia đình ngoài cửa bước vào. Ông ta sai rồi Lý Thiếu, tha ông ta một mạng đi. Vậy thì ông nói xem ông sai ở chỗ nào? Ông ta cái gì cũng sai hết, đều là họa mà mặt trăng gây ra. Cái gì, ông có phải lại thèm ăn đập không? Lý Thiếu quả nhiên không hổ là có tướng đế vương, huyền cơ tử bái phục. Hắn nghe xong liền đặt ly nước xuống. Tướng đế vương, ý là ông cảm thấy bản thân có tài năng hơn người hay sao? Không dám, không dám, ông ta thấy bên cạnh Lý Thiếu đều là những võ tướng, làm chuyện lớn sao có thể thiếu mưu sĩ được. Ngài xem triều ta khai quốc, bên cạnh thánh thượng có Lưu Bá Ôn, Lý Thiện Trường.
Bây giờ bên cạnh Hoàng Thái Tôn cũng có Phương Hiếu Nho và Hoàng Tử Trình, ngay cả bên cạnh Yên Vương cũng có Diêu Quảng Hiếu. Hắn vừa nghe cái tên này xuất hiện liền đứng hình rồi. Đó không phải là trong cuộc chiến giành ngôi, người giúp Yên Vương đoạt được Nam Kinh, đang cơ xưng đế sao? Cảnh Long ca, đây là những thứ mà ngươi bảo điều tra. Cẩn thận như vậy, nói rõ Lý Thiếu quả nhiên giống như ông ta nghĩ, muốn làm fan sự nghiệp lớn. Vân Nam Vương, Yên Vương, Thục Vương, lũng đoạn thương nghiệp, Lý Thiếu đúng thật là đánh một bàn cờ thật lớn đó. Huyền Cơ Tử, ông còn biết những gì nữa? Nhanh như vậy đã có thể điều tra rõ thân phận của ông ta, chỗ Cẩm Y vệ sợ là cũng có người của Lý Thiếu nhỉ? Ông, tên tặc đạo sĩ này quả là có vài phần năng lực. Thực lực của ông ta chỉ có một chút ít, chủ yếu là khá lãng mạn. Ngay sau đó liền thấy một con dao gác lên cổ của ông ta. Bây giờ ông còn cảm thấy mình lãng mạn không? Lý Thiếu cũng giao ai phủ đầu rồi, gốc gác ông ta cũng điều tra rồi, bây giờ tới ông ta dâng công đầu lên cho ngài rồi. Hắn nghe xong liền vội hỏi công đầu là gì? Ông ta hiến cho chủ công một lá bùa giữ mạng, chính là Hàm Sơn công chúa. Hàm Sơn có phò mã rồi, ông đây tính là công đầu khỉ cái gì chứ? Nếu như ông ta nói có thể giúp chủ công cưới được Hàm Sơn công chúa thì sao? Ăn nói bậy bạ, nếu như ông ta có thể làm được, hắn sẽ nuốt cái dao này luôn. Mộc Thiếu ông ta chỉ tiện miệng chém gió một chút, không cần cược lớn như vậy chứ. Bớt nói nhảm, tiểu gia nhất định cược với ông. Nếu như ông làm được hắn nuốt kiếm, nếu như không làm được hắn sẽ lập tức đâm vào người ông từ phía sau. Huyền Cơ Tử kia nghe xong lập tức mặt mũi kinh hoàng. Chơi với bọn hắn, ông ta có được không vậy, đồ yếu kém. Ngay sau đó thì thấy Cung Bản xông vào trong. Thiếu gia không hay rồi, có chuyện lớn rồi, tình hình thế nào, nói cho rõ ràng. Thiếu gia, là phò mã của Hàm Sơn công chúa Doãn Thanh tướng quân chết bệnh rồi. Thông tin này xém chút làm ba người bọn họ ngạc nhiên rớt cả cằm. Phò mã của Hàm Sơn vẫn còn trẻ mà, làm sao có thể chứ? Mấy vị công tử, ông ta đi thẳng vào vấn đề. Ông ta rốt cuộc là yêu quái gì vậy chứ? Ông ta ấy à, vẫn có chút bản lĩnh đó. Nếu vậy theo như đánh cược, mời Mộc công tử nuốt kiếm đi. Sẽ không làm thật đó chứ, Mộc Ngang mau đi nhận lỗi với đạo trưởng đi. Không ngờ Mộc Ngang liền bước tới, đạo trưởng phải khoa nhân chỗ khoa nhân được. Nếu như công tử đã lên tiếng, vậy chuyện này cứ coi như thôi vậy. Ba người bọn hắn không nhịn được liên tục tán thưởng. Không ngờ Mộc Ngang lại cướp cây dao qua, ngay sau đó lại thật sự muốn trực tiếp nuốt dao. Ngày thường Mộc đại công tử huênh hoang ngang ngược, bây giờ lại vì mặt mũi mà lại nuốt dao ngay tại chỗ. Hành động này ngay lập tức khiến hai bọn hắn bị dọa đến nỗi câm nín ngu người rồi. Ngay sau đó liền thấy hắn ta mặt mũi kinh hoàng. Cảnh Long ca, ngươi mau kéo hắn lại đi. Hắn nghe xong ngay lập tức hiểu ý của hắn ta. Người đâu, mau ngăn hắn ta lại. Lập tức liền thấy ba đồ lập tức xông vào trong. Thôi xong, dùng lực mạnh quá rồi, Mộc Ngang ngươi có sao không thế? Ngay sau đó liền thấy cây dao trong tay hắn ta rớt vào trong miệng hắn ta. Hành động này xém chút khiến ba người bọn hắn câm nín ngu người. Mộc Thiếu, ông ta kính hắn là người Hán tử. Không ngờ Mộc Ngang đầu không quay lại mà rời đi rồi. Lúc này trong hậu hoa viên của Lâm phủ, chỉ thấy vài vị đại tiểu thư đã tiến vào trạng thái ba thiếu một. Hôm nay mời các ngươi đến đây là có một việc quan trọng. Nàng ta chỉ có hứng thú với một việc. Lâm tiểu thư, ngươi có quan hệ gì với Lý Cảnh Long? Lời này vừa nói ra, liền thấy Tề Loan Ngọc bỗng cảm thấy không ổn. Thật không dám giấu, nàng ta hôm nay là muốn bàn với hai vị về việc của Cảnh Long. Quả nhiên, lúc nàng ta chưa đến thì đã đoán được rồi. Hai người bọn họ đang nói gì thế? Nàng ta sao lại nghe không hiểu chứ? Tề cô nương, ngươi thật sự không hiểu à? Sau đó liền thấy nàng ta đứng phắt dậy, không ngờ vậy mà bị ngươi nhìn thấu rồi. Tề đại nhân xuất thân tiến sĩ, văn võ song toàn, nữ nhi của ông ta sao lại không có chút tâm cơ nào chứ? Không sai, nàng ta chính là vì, nàng ta khẳng định nàng ta tham sắc đẹp của Cảnh Long. Lời này vừa nói ra, xém chút khiến hai nàng ta chết ngay tại chỗ. Công chúa, ngài thật là có mắt nhìn nó. Đó là đương nhiên, Cảnh Long giỏi như vậy, đừng nói là nàng ta, đến ngay cả Lâm cô nương không phải cũng đang có ý với hắn sao? Mà lúc này nộ khí của Tề Loan Ngọc chợt dâng lên, lại không dám dùng võ với công chúa. Nếu như mọi người đều ăn ý như vậy, vậy thì nàng ta nói thẳng đây, nàng ta muốn nhờ hai người giúp nàng ta một việc. Ai ăn ý với ngươi chứ? Ngươi muốn bọn họ giúp chuyện gì? Nhờ hai người giúp nàng ta khiến Cảnh Long hưu thê? Cái gì? Ngươi muốn để Cảnh Long hưu thê? Đúng vậy, chỉ có khiến hắn bỏ Phương Thi Thi, nàng ta mới có cơ hội, nhưng bọn họ vì sao phải giúp ngươi chứ? Sau khi xong việc, nàng ta có thể đồng ý với bọn hắn một chuyện. Buồn cười, nàng ta đường đường là công chúa, còn cần ngươi đồng ý gì chứ? Nếu như nàng ta nói, đợi sau khi nàng ta gả cho Cảnh Long, để cho hai vị làm bình thê của Cảnh Long thì sao? Vừa dứt lời liền thấy Tề Loan Ngọc rút kiếm ra. Nàng ta đường đường là nữ nhi của binh bộ thượng thư, sẽ cùng ngươi làm bình thê của Lý Cảnh Long sao? Vậy nếu ngươi không đồng ý thì thôi vậy. Ngay sau đó liền thấy Tề Loan Ngọc liên tục tán thưởng, nàng ta nói liêm sỉ của ngươi đâu? Nếu như Lâm cô nương và Hàm Sơn công chúa đều nguyện ý, nàng ta có lý do gì từ chối chứ? Giống như nàng ta nghĩ vậy, Tề Loan Ngọc thật thông minh. Vậy công chúa vẫn muốn từ chối điều kiện của nàng ta à? Nhưng mà nàng ta là người đã có phò mã đó. Ngay sau đó liền thấy một nha hoàn chạy vào trong. Công chúa điện hạ, không hay rồi, phò mã tắt thở rồi. Sau đó liền thấy ba người bọn họ lập tức sững người, mà Hàm Sơn lại sảng khoái đồng ý với điều kiện kia, sau đó liền dẫn người rời đi rồi. Công chúa thật là tuyệt tình đó. Đó là vì trong lòng nàng ta có Cảnh Long mà.
Nàng ta đương nhiên là vì tham lam Lý Cảnh Long có tiền đó, không thì còn vì gì chứ. Ngươi rốt cuộc có thể thành thật một chút không? Ha ha, không ngờ rằng ngươi lại tức giận rồi. Mà hắn lúc này vừa dẫn người đi đến đường lớn, liền thấy A Lưu lén lút bước lên phía trước. Thiếu gia, gấp gáp như vậy đi đâu thế? Ngươi có thể nhỏ tiếng một chút không? Phò mã của Hàm Sơn chết rồi, hắn cần mau chóng tìm chỗ mà núp thôi. Lão đại, chuyện phò mã của nàng ta lại không phải do huynh làm, huynh trốn gì chứ? Đúng đó, vậy hắn còn sợ gì chứ? Theo ông ta thấy, không những không cần trốn, ngược lại phải đương đầu khó khăn mà xông lên, nhân cơ hội hốt luôn Hàm Sơn công chúa. Đạo trưởng, ông đây không phải có hơi đục nước béo cò sao? Minh Triều công chúa ngoài ý biết được phò mã của mình chết lúc trẻ tuổi, mà nàng ta thì không hề đau buồn chút nào, ngược lại còn liên tục tán thưởng. Còn hắn lúc này dẫn người đến phủ phò mã, nhìn thấy tình hình trước mắt vô cùng khó tin. Cảnh Long, ngươi cũng đến rồi à? Thật đúng là có tình có nghĩa đó. Hắn đột nhiên lại không nhớ ra hắn ta là ai. Hắn là Quách Trấn đây, ngươi quên rồi sao? Vậy không phải là nhi tử của Võ Định Hầu Quách Anh à? Là phò mã của thập nhị nữ Vĩnh Gia công chúa của Trung Nguyên Chương sao? Cảnh Long, ngươi và Doãn Thanh phò mã trước nay quan hệ vẫn luôn không tốt, sao lại nghĩ đến việc đến tế bái vậy? Nhờ hắn ta nhắc nhở hắn mới nhớ ra mâu thuẫn lúc nhỏ của hai người bọn họ. Ngay sau đó Quách Trấn lại vỗ vai của hắn muốn góp phần đầu tư. Cái gì, ngươi không phải là phò mã sao? Tại sao lại nói vậy? Cảnh Long, ngươi còn nhớ hắn thích thi ca à? Ngươi lúc trước thường hay nói với hắn câu này, tại sao lại nói vậy? Cái gì, cái này cũng tiếp lời được sao? Cái tên ngu ngơ này. Sau đó liền thấy hắn bắt đầu làm thơ, hoa kính mặc tằng duyên khách tảo, bồng môn kim thủy vị xuân khai. Hắn sao lại thấy hắn ta đang chọc ghẹo hắn chứ? Bọn hắn là người đọc sách thì phải ngâm thơ vẽ tranh. Xin ngươi tránh xa hắn ra, hắn không có hứng thú. Cảnh Long, vậy là không chượng nghĩa rồi. Lúc trước cùng nhau rượu chè be bét, bây giờ phát tài rồi thì không nhận huynh đệ nữa. Cái gì, ai mà đi cùng ngươi? Ngay sau đó liền nghe hắn ta nói rõ ràng đâu ra đó. Mà lúc này Hàm Sơn công chúa bước ra, Cảnh Long, huynh vậy mà cũng đến sao? Phò mã đi thật là đột ngột, trong lòng nàng ta rất đau buồn, sau đó liền thấy nàng ta cười gian. Biểu cảm của ngài bán đứng trái tim người, trái tim ngài lại bán đứng linh hồn ngài. Nàng ta chỉ là buồn quá hóa vui mà thôi à? Cái gì? Là vui quá hóa buồn chứ? Lát nữa huynh ở lại, nàng ta có lời nói với huynh. Hắn không phải là người tùy tiện đâu đó, biểu hiện của Hàm Sơn rất kỳ quái, nàng ta muốn nói gì với hắn chứ? Huynh đệ, khuyên ngươi một câu, đừng đi lại gần quá với Hàm Sơn công chúa. Hắn nghe xong vô cùng ngơ ngác, hắn có tin tức ngầm, chuyện phò mã bệnh chết không đơn giản vậy đâu. Ngươi nói cái chết của phò mã là do nàng ta làm. Sau đó liền thấy Yên Vương dẫn người bước vào trong sân viện. Gia đình vừa thấy khí thế này cũng liền bàn tán xôn xao. Mà Yên Vương sau khi gặp Hàm Sơn công chúa, có vẻ như là phụng lệnh phụ hoàng, đến đuổi người không liên quan rời đi. Không ngờ lại trực tiếp đi về phía hắn. Cảnh Long, mau trở về đi, thời gian gần đây đừng ra ngoài nữa. Hắn nghe xong đầu óc bỗng sững sờ, sau đó liền vội vàng rời phủ phò mã. Sao nào, có phải giống y như lời hắn ta nói, chuyện này không đơn giản như vậy. Mau nói, đây rốt cuộc là chuyện như thế nào? Doãn Thanh là phò mã đô úy đó, nhân vật quyền cao chức lớn như vậy, tuổi trẻ như vậy đã bệnh chết rồi, nguồn cơ chuyện này phức tạp lắm đó. Tóm lại đây là cái hố lớn, ngươi và hắn đều tránh xa một chút. Nói xong còn không quên nhắc nhở hắn chuyện góp vốn đầu tư. Ngươi nghĩ đi đâu vậy? Hắn là muốn góp phần đầu tư vào việc làm ăn của ngươi. Nghe thấy là cổ phần làm ăn, hắn mới thở ra một hơi. Tóm lại, từ huy tổ bọn hắn đều có thể góp vốn làm ăn, không thể thiếu phần của hắn được. Sau khi về Lý Phủ, hắn vội hỏi A Lưu. Cái tên Quách Trấn này rốt cuộc là người như thế nào? Lão đại quên rồi sao? Bọn hắn lúc trước quan hệ rất tốt đó, hơn nữa bọn hắn còn có một nhóm, tên là Diệt Cha. Đó là thứ gì vậy chứ? Bởi vì lão đại và Quách Trấn đều thích hố cha mình giống nhau đó. Hắn nghe xong liền vô cùng ngơ ngác. Đây lẽ nào là có phúc cùng hưởng, có cha thì cùng nhau hố. Lúc đó lão đại huynh phá của không ít đâu, xém chút thì phá sản rồi. Vừa dứt lời liền thấy Huyền Cơ Tử phá cửa mà vào. Đạo trưởng, xảy ra chuyện à? Bây giờ bên ngoài đều đang lan truyền chủ công là người ham mê sắc đẹp của Hàm Sơn công chúa, cho nên hại chết Doãn Thanh phò mã. Hắn nghe xong xém chút khiến hắn chết ngay lập tức. Rốt cuộc là ai tuyên truyền bôi xấu hắn? Ngay sau đó liền thấy ngoài cửa vọng đến Hàm Sơn công chúa giá đáo. Ba người bọn hắn nghe xong liền đứng hình tại chỗ. Sao lúc này Hàm Sơn công chúa lại đến chứ? Vị phò mã quyền cao chức lớn vừa tắt thở, bên ngoài liền đem tội danh vu oan đến trên đầu hắn, mà lúc này thê tử Hàm Sơn công chúa của hắn ta lại đến nhà của hắn. Ngoại trừ Lý Cảnh Long, những người khác đều cút ra ngoài cho nàng ta. Công chúa còn hắn thì sao? Ngay sau đó liền thấy Lâm Phóng bị một cước đá ra ngoài. Mấy người bọn họ nhìn thấy liền vô cùng kinh hoàng. Lâm Phóng, ngươi không sao chứ? Sau đó liền thấy Hàm Sơn công chúa bước về phía hắn. Công chúa, ngài đến tìm hắn có chuyện gì thế? Đến lúc này rồi huynh còn gọi nàng ta là công chúa sao? Không gọi công chúa thì gọi ngài là gì chứ? Huynh có thể giống như lúc trước gọi nàng ta là Tiểu Điềm Điềm đó. Cái gì? Chuyện này sao mà được chứ? Ngay sau đó liền thấy nàng ta vô cùng tức giận, lập tức kéo hắn qua. Thời điểm này năm ngoái huynh đã nói chỉ cần phò mã kia của nàng ta chết rồi, huynh nhất định sẽ cưới nàng ta. Vừa dứt lời liền thấy hắn phun ra một ngụm máu. Cảnh Long, lời huynh đã từng nói chắc sẽ không không nhận chứ? Hắn lập tức miệng sùi bọt, mắt trợn trắng. Hàm Sơn công chúa thấy dáng vẻ này của hắn lập tức bị dọa ngu người.
Cảnh Long ngươi mau đứng dậy đi, lẽ nào là nàng ta mạnh mẽ quá rồi sao? Mấy người nghe trộm ở ngoài cửa lúc này bàn luận xôn xao, không ngờ lại là công chúa chủ động, lão đại thật có phúc lớn. Hàm Sơn công chúa thương thầm Cảnh Long ca lâu lắm rồi, bây giờ phò mã đã chết, nàng ta càng là không thể kiềm chế được. Bọn các ngươi đừng nói bậy, công chúa không phải người như vậy. Sau đó liền nhìn thấy Huyền Cơ Tử xông lên trước nghe lén. Đạo trưởng, thân thể của ông bán đứng trái tim của ông đó. Công chúa, chuyện năm đó đừng nhắc nữa, lúc đó bọn hắn còn nhỏ. Cái gì? Sao nàng ta không thấy lúc đó còn nhỏ chứ? Hắn nghe xong xém chút đập đầu mà chết. Đừng giả chết, nếu đã thả thính nàng ta thì huynh phải chịu trách nhiệm với nàng ta. Hắn lúc trước rốt cuộc là tạo nghiệt gì chứ? Nàng ta không quan tâm, hôm nay huynh nhất định phải cho nàng ta một lời giải thích, nàng ta sẽ cho huynh một lời giải thích. Hàm Sơn ngài đã có phò mã rồi đó, hắn cũng có gia thất rồi mà. Bây giờ phò mã của nàng ta chết rồi, huynh cũng có thể hưu thêm mà. Lão bà của hắn tốt như vậy, hắn hưu làm tế à, nàng ấy không chỉnh đốn hắn là tốt lắm rồi. Vừa dứt lời liền thấy nàng ta lại bước đến. Nàng ta biết là bảo huynh lập tức hưu thê rất khó, nhưng mà không sao cả nàng ta đợi được. Cái gì? Nàng ta nghĩ hắn là loại người gì thế? Vậy huynh nghĩ danh hiệu phá gia chi tử của huynh từ đâu mà có chứ? Huynh dạy nàng ta đó, nam nhân xấu làm loạn một lúc, nam nhân tốt thì làm loạn cả đời. Sau đó liền kéo hắn qua, huynh nhẫn tâm phụ nàng ta cả một đời sao? Nếu như huynh vô tình với nàng ta, sao lại thả thính nàng ta từ nhỏ? Nếu như huynh đã ở trong lòng nàng ta rồi, lại vì sao mà không đến cưới nàng ta? Trong chốc lát hắn lại thoáng mềm lòng, chẳng lẽ hắn thật sự phải cưới công chúa sao? Nhưng Đại Minh là chế độ một thê nhiều thiếp, chính thê chỉ có một người, những tiểu thiếp còn lại cơ bản không có địa vị. Chẳng lẽ nào lại để đường đường công chúa làm tiểu thiếp? Mà lúc này Hàm Sơn công chúa lại lộ ra vẻ mặt cười gian, sớm đã quên mất ước định lúc trước của mấy người bọn họ. Ai quan tâm bình thê gì của hắn chứ, chính thê của Cảnh Long sau này chỉ có thể là Hàm Sơn nàng ta thôi. Hắn nghe xong liền sững người, ngài lúc nãy nói gì vậy? Ngay sau đó liền thấy A Lưu phá cửa mà vào, thiếu gia không tốt rồi, Yên Vương đến rồi. Mà nàng ta thấy tình hình trước mắt, xém chút nữa bị dọa đến nỗi ngạc nhiên rớt cả cằm. Thiếu gia các người đây là, A Lưu không phải giống như ngươi nghĩ đâu, đồng thời liền thấy Yên Vương bước vào trong. Hắn vừa thấy khí thế đó, vội vàng kéo A Lưu lên phía trước hắn. Yên Vương vừa vào cửa lập tức trừng lớn hai mắt. Hành động này xém chút dọa ông ta ngạc nhiên rớt cả cằm. Thật ngại quá, là ông ta làm phiền nhã hứng của Cảnh Long rồi. Yên Vương không phải như ngài nghĩ đâu, đều như vậy rồi, ngươi còn nói không phải sao. Hắn chỉ có thể vội vàng ứng phó, không biết Yên Vương hôm nay đến có điều gì chỉ bảo vậy. Không cần vậy đâu, hôm nay ông ta đến là có công vụ trên người. Hắn nghe xong liền giữ người. Chuyện liên quan đến phò mã của Hàm Sơn bệnh chết, bây giờ bên ngoài đều đồn thổi là ngươi hại chết Doãn Thanh phò mã. Bây giờ Tông Nhân Phủ phái ông ta điều tra vụ án này. Hắn ngay lập tức bị dọa đến nỗi câm nín ngu người. Chuyện này không liên quan đến hắn mà, dù có phải ngươi hay không, bây giờ chuyện này cũng phải được điều tra rõ ràng. Mà lúc này phía dưới bàn phát ra âm thanh, không đúng, có phải còn có người khác núp ở đây? Mà lúc này Hàm Sơn công chúa núp dưới bàn run cầm cập. Không có đâu, lúc nãy là âm thanh mà hắn dùng sức dẫm chân phát ra, không ngờ hắn tùy tiện đạp một cái, vừa khéo lại đạp trúng tay của nàng ta, xém chút làm Hàm Sơn công chúa chết ngay tại chỗ. Không đúng, âm thanh dẫm chân không phải như vậy, sao lại không đúng chứ? Rõ ràng là đúng mà, không tin thì ngài nghe lại lần nữa. Hắn liền đạp mạnh thêm mấy cái nữa, không đúng, là miệng của ngươi đang phối âm, hắn không có mà. Ngay vào lúc Yên Vương chuẩn bị nói chuyện chính với hắn, liền thấy Hàm Sơn công chúa lật cái bàn ra. Lý Cảnh Long ngươi đạp nàng ta mấy chục cái rồi, có xong chưa vậy? Mà Yên Vương nhìn thấy Hàm Sơn lập tức vô cùng ngạc nhiên. Bọn hắn không có chuyện gì cả, bọn hắn là trong sạch đó. Đúng vậy, bọn hắn là mối quan hệ nam nữ thuần khiết thôi. Nói xong liền lập tức ôm lấy, hay cho một chữ trong sạch, quan hệ nam nữ còn thuần khiết. Chỉ thấy Yên Vương đập mạnh xuống bàn, xem ra lần này là chơi đùa đến toang rồi. Ngay sau đó liền thấy Hàm Sơn lập tức bước lên. Nàng ta và Cảnh Long là thật lòng yêu nhau, huynh đừng chia rẽ bọn họ. Ngài đừng nói nữa, lần này nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch rồi. Đủ rồi, Cảnh Long ngươi theo ông ta qua đây. Hắn nghe xong liền bị dọa đến nỗi run cầm cập, sau đó liền bị Yên Vương kéo qua. Ngay sau đó liền nhốt Hàm Sơn công chúa ở trong phòng. Canh cửa cho tốt, đừng để muội ấy chạy ra ngoài. Yên Vương, cái chết của Doãn Thanh phò mã thật sự không liên quan đến hắn mà. Ngay sau đó liền thấy ông ta lấy ra một thanh kiếm. Thôi xong, đây là muốn trực tiếp chém hắn sao? Mà Yên Vương lúc này lại vỗ vỗ vai của hắn. Ngươi căng thẳng gì chứ? Bọn hắn như huynh đệ ruột vậy, cho dù là chuyện lớn tày trời ông ta cũng sẽ giúp ngươi. Ông ta có một người bạn, hắn thiếu người khác một cái nhân tình rất lớn. Nhưng sau đó lúc người đó tìm hắn ta, đòi trả nhân tình thì hắn ta lại không chịu trả. Cái gì? Sau đó thì sao? Sau đó hắn ta chết rồi. Yên Vương ngài không phải là ăn không nói có chứ? Ngay sau đó Yên Vương liền đè hắn xuống đất đánh một trận, đa tạ ơn không giết của Yên Vương. Nhớ rõ chuyện ngươi đã nói, không thì ông ta cho ngươi biết mặt. Hắn thầm nghĩ lần này rắc rối lớn rồi. Sau khi tiễn Yên Vương đi, liền nhìn thấy Huyền Cơ Tử đến hỏi Yên Vương sao vậy. Yên Vương đúng thật là diệu nhân, cái này gọi là ăn không nói có, tấn công bất ngờ. Trở về thôi, trong phòng còn một phiền phức lớn đang đợi hắn đó. Chủ công, vậy Hàm Sơn công chúa kia tính sao đây? Còn tính sao nữa chứ, chỉ có thế tới đâu hay tới đó.
hắn tuyệt đối sẽ không khuất phục với nữ nhân đâu. Lão đại uy vũ, nam nhân không tàn nhẫn, tình cảm không vững vàng. Hắn lập tức một cước đá mở cửa, không ngờ Hàm Sơn lại đang uống trà với cha già của hắn. Bọn họ đây là tình hình gì thế? Phá Gia Chi Tử một cước đá mở cửa, lại thấy Minh Triều công chúa và cha già của hắn đang uống trà. Hắn vừa thấy tình hình này liền đứng hình tại chỗ, mà Lâm Phóng lại lập tức nói là: "Cảnh tượng tức phụ tương lai gặp công công, đệ nói gì chứ, cút cho hắn. Cha già người đang làm gì vậy chứ? Hỗn xược, trước mặt công chúa sao có thể vô lễ?" Ngay sau đó liền nhìn thấy Hàm Sơn cầm lấy bình nước trực tiếp đổ lên đầu. Cha già kia của hắn lập tức nước mắt đầm đìa. Nàng ta lỡ trượt tay, Tào Quốc công lượng thứ. Chỉ thấy cha già của hắn ngay cả dám cũng không dám thả với công chúa. Sau đó liền kéo hắn vào, mau nói cho ông ta biết Hàm Sơn sao lại đến nhà bọn hắn vậy. Cha già đừng có hoảng, bây giờ hắn sẽ đuổi nàng ấy đi. Không ngờ cha già của hắn lại không phải có ý này, ngược lại đối với hành động của hắn liên tục tán thưởng. Mọi người vừa nhìn thấy cảnh tượng hai người bọn hắn êm đềm như vậy, xém chút ngạc nhiên rớt cả cằm. Không dễ gì mới tiễn Hàm Sơn công chúa về được, lại nhìn thấy Lâm Phóng trốn trong góc khóc lóc thảm thiết. Đệ bây giờ lại phát bệnh gì vậy chứ? Nhìn thấy hành động của lão đại, hắn mới hiểu được hắn cần khuôn mặt đẹp tuyệt vời như vậy có ích gì. Tay của hắn thì lại có ích gì? Đệ đừng như vậy, hạnh phúc của đệ còn phải dựa vào đôi tay của đệ đấy. Ngay sau đó liền thấy Lâm Phóng kéo lấy hắn, muốn hắn truyền đạt kinh nghiệm. Không phải là hắn không dạy đệ, loại chuyện này còn phải xem thiên phú nữa đó. Hắn không quan tâm hắn muốn học, hắn nhìn thấy tình huống này chỉ có thể tương kế tự kế. Sau đó kéo hắn ta sang một bên, chỉ cho hắn ta vài cách. Nhi tử, ông ta biết con có bản lĩnh lớn, nhưng mà chuyện của công chúa con phải cẩn thận đó. Cha già yên tâm đi, hắn tự biết chừng mực. Con làm việc ông ta yên tâm, dù sao nhi tử của ông ta trời sinh tài giỏi. Cha già người thật là biết tự khen mình đó. Ngay sau đó liền nhìn thấy ông ta vẻ mặt cười gian, nói phải đi thăm nhị đệ tam đệ của hắn. Tốc độ bỏ chạy còn nhanh hơn tốc độ hắn ném xà phòng. Cha già đúng là càng ngày càng không đàng hoàng nữa. Sau đó liền thấy Huyền Cơ Tử tiến lên, chúc mừng chủ công, bước đầu tiên của kế hoạch hoàn thành rồi. Hắn nghe xong đầu óc bỗng nhiên ngạc nhiên, thì ra Huyền Cơ Tử sợ hắn bị chuyện của Phò Mã liên lụy mà ra một kế dẫn dắt tình hình. Dư luận nổi lên rồi chối cãi cũng vô ích, càng phủ nhận, người khác càng cho là do ngài làm. Bây giờ chuyện này đã được hóa giải một cách hoàn mỹ rồi. Đạo trưởng thì ra ông vẫn có chút bản lĩnh đó, lúc trước xem thường ông rồi. Quá khen rồi, thật ra ông ta chỉ có chút ít bản lĩnh. Sau đó liền nghe thấy ông ta tán thưởng tài hoa của mình một phen. Đủ rồi, hai người các ngươi xong chưa vậy? Lúc này bên ngoài sấm chớp lóe sáng. Lâm Phóng còn đang nhớ lại những bí kỹ mà hắn nói với hắn ta. Bỗng nhiên một chiếc xe ngựa quen thuộc ngang qua, trực tiếp xông về hướng của nhà hắn, mà người xuống xe chính là Lâm Ngưng Nhi. Vừa vào cửa liền nói muốn thương lượng chuyện làm ăn với hắn. Không ngờ rằng sau khi thấy cảnh long trước mắt, liền lập tức sững sờ. Huynh đang làm gì vậy chứ? Lâm cô nương không giống như nàng nghĩ vậy đâu. Thật ra bọn hắn đang nghiên cứu một môn võ học tên là yoga. Cảnh long nàng ta tin huynh mới là á. Hắn nghe xong liền vô cùng ngạc nhiên. Trừ khi huynh cũng dạy nàng ta tập luyện, nếu không thì nàng ta làm sao biết được thật giả. Cái gì tỷ tỷ muốn đánh nhau với cảnh long ca à? Vừa dứt lời liền thấy Lâm Phóng xông vào. Loại đánh nhau nào vậy? Lão tỷ dẫn theo hắn. Chỉ thấy sắc mặt Lâm tiểu thư thay đổi, Lâm Phóng liền bị ném ra ngoài. Lâm cô nương nàng thật sự muốn luyện tập yoga với hắn sao? Sao vậy? Không được sao? Công phu của hắn quá mạnh, hắn sợ vừa ra tay sẽ khiến nàng sững sờ. Thiên Kim tiểu thư chưa xuất giá lại muốn theo học yoga với một tên phá gia chi tử, mà hắn lúc này lại ở trong phòng bắt đầu múa thái cực quyền. Chỉ thấy Lâm Phóng phá cửa mà vào, liền lập tức bị tình hình trước mắt dọa ngu người. Lâm Phóng đệ lại phá đám nữa, có tin hắn thiến đệ luôn không? Lâm Phóng ra ngoài đi, hắn không muốn nói chuyện với đệ. Ngày hôm nay đến đây thôi, không biết Lâm cô nương hôm nay thật ra đến là vì việc gì. Cảnh Long huynh thật sự muốn nàng ta nói rõ ràng như vậy sao? Lúc này cửa phòng đột nhiên ngã xuống, chỉ thấy bốn người họ lại một lần nữa đè ngã cửa rồi. Các ngươi đều đang làm gì vậy? Mau cút ra ngoài cho hắn. Sau đó liền thấy mấy người bọn họ hoảng loạn bỏ chạy. Lâm cô nương không phải hắn vô tình, nhưng bây giờ hắn đã kết hôn rồi. Vậy còn nàng ta thì sao? Trên người nàng ta có chỗ nào huynh chưa nhìn thấy chứ? Huynh nói xem nàng ta phải làm người thế nào đây? Đều là trách cái tên phá gia chi tử chân chính kia, để lại cho hắn cục diện rối rắm như vậy. Hắn lập tức đưa một con dao qua. Thi Thi rất tốt với hắn, hắn không thể phụ lòng nàng ấy, nàng dùng hắn dao này đâm hai nhát vào người hắn, cứ xem như là trả nợ đi. Cái gì? Huynh thà chết chứ không muốn cưới nàng ta sao? Trên đời này có thể có những chuyện còn đáng sợ hơn cả cái chết.